Mời các bạn nghe phần 7, do người làm, lẽ nào thật sự là Vương Phi làm, Dương Tố Vấn giật bắn cả mình. Cái này thì ta không rõ, có hoặc không đều có khả năng, Lăng Ngọc lắc đầu. Dương Tố Vấn nghe vậy thì nhẹ nhàng thở ra, nhiều thê thiếp rõ là rắc rối, tỉ nghĩ vì sao những nam tử kia lại phải cưới nhiều như vậy. Nếu chỉ cưới một người, chẳng phải sẽ bớt được rất nhiều phiền phức. Ngừng một lát, nàng ấy lại nói, tỷ phải kiên cường lên đấy, sau này cho dù tỷ phu có trở thành đại tướng quân, tỷ cũng không được để huynh ấy nạp thiếp đầu đấy đương nhiên rồi nếu chàng dám nạp thiếp ta à, lăng ngọc làm động tác băm thị dương tố vấn nhìn mà che miệng cười khúc khích đúng 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 phải như thế nếu huynh ấy dám nạp thiếp tỷ phải làm như thế với huynh ấy hai người vừa nói vừa cười nhanh chóng vứt hết chuyện hôm ra sau đầu trong phủ tề vương tề vương triệu dịch xa sẩm mặt mày mưu sĩ án ly khuyên giải hôm nay điện hạ hành sự có hơi lỗ mãng chỉ dựa vào lời buộc tội từ phía ánh hà mà đã cho mời trình lăng thị tới ngài phải biết là tuy trình thiệu đường hiện tại chỉ là lục phẩm chiêu vũ hiệu ý nhưng thái tử đã công khai nâng đỡ hắn hơn nữa trấn ninh hầu cũng đánh giá cao hắn xong quan trọng nhất là trình lăng thị sẽ không bao giờ dám lấy trứng trọi đá mà tính kế vương phủ hôm nay ngài đột nhiên mời người tới đây qua thực không phải hành động sáng suốt tiên sinh dạy phải hôm nay bản vương quả thực đã hành sự bồng bột tề vương dây thái dương thở dài nói máu mủ ruột thịt bỗng dưng không còn thuộc hạ có thể hiểu tâm trạng của điện hạ lúc đó thế nhưng theo thuộc hạ thấy cái thai này của liễu cô nương không còn nữa cũng không phải chuyện xấu hiện tại các hoàng tử thành niên của bệ hạ trừ hàn vương là con của hoàng hậu thì thái tử và lỗ vương đều là thứ trưởng tử mà hai vị trắc phi sinh ra bọn họ đều có tên trên ngọc điệp còn thân phận của liễu cô nương thì khác biệt quá lớn dẫu là nhi tử của phi tần cũng phải phân ba bảy loại một trưởng tử do nô tỳ sinh ra đã không sánh bằng con của trắc phi rồi chứ đừng nói đến con của hoàng hậu tề vương cũng biết là vậy nhưng bởi hắn đã gửi gắm kỳ vọng quá lớn vào đứa trẻ này nay đột nhiên không còn nên trong lòng rất khó chịu còn có một chuyện nữa chúng ta phải nghĩ cách điều tống siêu ở trong cung về thôi thuộc hạ cứ cảm thấy gần đây hắn làm việc hơi hấp tấp không chín chắn như trước nữa trong cung cần phải cẩn thận đủ đường trạng thái hiện giờ của hắn quả thực không thích hợp ở trong cung án ly cau mày nói tề vương hơi do dự chúng ta khó khăn lắm mới cài người vào bên cạnh phụ hoàng lúc này mà điều hắn về chẳng phải đáng tiếc sao hay là tiên sinh tìm cơ hội khuyên bảo hắn bảo hắn làm việc cẩn thận hơn Án Ly suy ngẫm một chút rồi đồng ý, vậy cũng được. Gần đây Lỗ Vương ngày càng được Thiên Hy Đế yêu ái, liên tiếp nhận được nhiều công việc tốt, địa vị nhất thời không ai sánh bằng. Ngược lại, Thái tử vốn được dẫn đầu trong mọi việc ngày càng hành sự khiêm tốn. Thái tử đã như thế, Hàn Vương, Tề Vương càng khỏi phải nói. Còn về tình hình trong cung, Nguyệt Quý Phi độc sủng hậu cung, chiếm chọn sự sủng ái của bệ hạ, dù các phi tần khác có muốn cùng nàng tranh sủng, cũng không cách nào gặp được thiên hy đế. Người còn không thể gặp thì lấy đâu ra ân sủng, tranh kiểu gì về chuyện ánh liễu đẻ non lăng ngọc cứ ngỡ tới phủ tề vương một chuyến là coi như xong nào ngờ mấy hôm sau trong kinh dần dần phát tán tin đồn dùng cao ngọc dung sẽ khiến thai phủ sinh non tin đồn lan truyền với tốc độ chóng mặt càng lan càng nhanh khi đám người lăng ngọc muốn xoay chuyển tình thế thì việc làm ăn của lưu phương đường đã rớt xuống ngàn trượng thậm chí các nhà có phu nhân đẻ non còn vây kín lưu phương đường năng nặc đòi bồi thường nếu không sẽ báo quan vân vân dương tố vấn tức đến phát run Lăng Đại Xuân thì bận đến nỗi sứt đầu mẻ chán. Lăng Ngọc mím chặt cánh môi, quả quyết nói, báo quan, để bọn họ báo quan đi. Báo quan, há chẳng phải làm lớn chuyện lên sao, Lăng Đại Xuân không tán thành. Lăng Ngọc lắc đầu, mọi người nghĩ mà xem, có không ít người trong kinh thành biết chúng ta có quan hệ với phủ thái tử, nên thường thì bọn chúng sẽ không tùy tiện trở mặt với chúng ta. Mà nay sự tình lại ầm ĩ như vậy, có thể thấy ắt có người đứng sau chuyện này, người này không hề sợ thái tử điện hạ. Trong thời khắc nước sôi lửa bỏng này, dù chúng ta có thanh minh đến mức nào, e rằng cũng chỉ chuốc lấy thị phi mà thôi. Lăng Đại Xuân sầm mặt, hận đến nghiến răng nghiên lợi, đấm mạnh một phát lên bàn, đúng là ức hiếp người quá đáng. Mối quan hệ này của chúng ta với phủ thái tử như con dao hai lưỡi, chúng ta được lợi từ nó, giúp Lưu Phương Đường nhanh chóng đứng vững ở kinh thành, mặt khác, nó sẽ khiến chúng ta khó tránh khỏi tai họa, Lăng Ngọc cười khổ. Trên đời làm gì có chuyện vẹn cả đôi đường, chiếm được món hời thì ắt phải trả giá, bất kể bọn nàng có nghĩ thế nào thì trong mắt người ngoài cả nhà nàng và thái tử là người đi chung một thuyền e rằng ngay cả lưu phương đường cũng sẽ bị người ta cho là sản nghiệp của thái tử hoặc thái tử phi trong một lần bị bao vây nữa lăng đại xuân hàm hàm chen ra khỏi tiệm cả giận nói lưu phương đường chưa bao giờ kiếm tiền trái với lương tâm từ lúc bán cao ngọc dung đến nay hiệu quả của nó thế nào sớm đã được vô số người công nhận hiện tại ngươi luôn mùng vu oan giá họa hết đập phá cửa hàng đòi bồi thường nếu giờ không báo quan thì chậu nước bẩn này sẽ hát tới ta há có thể khoan nhượng báo quan đi dù ngươi không muốn báo quan thì ta cũng phải báo quan nhất định phải xin quan lão ra trả lại sự trong sạch cho lưu phương đường người nọ không ngờ thái độ của hắn lại cứng rắn như vậy sau thoáng giật mình hắn lớn tiếng nói ai mà chẳng biết ngươi bấu víu quý nhân giờ chắc là lại cấu kết với quan phủ chứ gì chỉ đợi chúng ta vào công đường là sẽ tống vào đại lai ngay đúng 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 chính là như thế quan thương cấu kết đương nhiên là như vậy trong đám người có kẻ lập tức hùa theo lang đại xuân cười nhạt là các ngươi đòi báo quan trước nếu đã nhắc tới chuyện báo quan tức là các ngươi cho rằng quan phủ sẽ trả lại công bằng cho các ngươi sẽ không thiên vị bên nào bây giờ ta đồng ý báo quan thì các ngươi lại nói là quan thương cấu kết té ra chỉ có mình các ngươi được nói thế hả ta thấy ấy hà các ngươi muốn lừa gạt tống tiền thì có gì mà thai phụ trong nhà dùng nên mới bị đẻ non rõ là ăn nói bố láo báo quan nhất định phải báo quan đúng đó mấy chỗ nứt nẻ trên người ta dùng cao ngọc dung lâu như thế có sao đâu con cũng sinh được hai đứa rồi đứa nào đứa nấy khỏe mạnh hoạt bát sau nhà các ngươi xảy ra chuyện lại đổ hết cho cao ngọc dung ta thấy các ngươi chỉ muốn nhân cơ hội này lừa bịp tống tiền thì có đúng đấy đúng đấy thê tử nhà ta dùng lâu như vậy cũng không có vấn đề gì ngay cả lúc mang thai thằng thứ ba cũng không ngừng dùng năm ngoái ta mua hai lộ cho nữ nhi đang mang thai con bé vẫn dùng suốt tháng trước vừa mới bình an sinh hạ một đôi long phượng nếu cao ngọc dung này thật sự có hại cho thai phụ thì trường hợp của con ta nên giải thích thế nào đây có người bắt đầu tự nhiên cũng có người hùa theo chẳng mấy chốc người có mặt tại hiện trường nói giúp lưu phương đường ngày càng nhiều người kia thấy tình hình bất ổn đỏ bừng mặt hét ầm lên tưởng ta không biết hả các ngươi chắc chắn đã nhận lợi lộc từ hắn nên giờ mới đổi trắng thay đen giúp hắn thanh minh như thế oẹ hóa ra chỉ cần không thuận theo lời ngươi nói thì tức là bị mua chuộc ta còn đang nghi ngươi mới là người thuê người tới phá hoại danh tiếng nhà người ta đấy chả vậy nhà ta ở hẻm bạch mã nếu ngươi cho rằng ta bị mua chuộc nên nói trái với lương tâm thì cứ việc sai người đi hỏi thử xem những lời ta nói có câu nào là giả không. Lăng trưởng quầy, nhất định phải báo quan, ta thấy bọn chúng thật sự muốn lừa gạt tống tiền. Nói không chừng phụ nhân nhà hắn còn chẳng hoài thai ấy chứ. Trong bộ dạng thấy tiền là sáng mắt ra của hắn, nỡ bỏ ra 10 lượng bạc để mua một hộp cao ngọc dùng sao, ta đếch tin. Ta cũng không tin, thấy tình thế xoay chuyển, dương tố vấn ở sau sảnh nghe thấy rõ ràng, nàng đứng ngẩn tò te, một lúc sau mới chạm chạm vào tay của lăng ngọc, ngọc tỷ, tỷ thuê nhiều người nói hộ chúng ta lúc nào đấy người đầu tiên lên tiếng quả thực là ta thuê tới nhưng những người nói giúp sau đó thì thật sự không có liên quan tới ta lăng ngọc lắc đầu phủ nhận thế thì là thật rồi nhỉ có thể thấy được trong kinh thành vẫn còn rất nhiều người công bằng chính trực mắt dương tố vấn sáng rực lên có nhiều người binh vực lẽ phải điều này cũng chứng tỏ rằng cao ngọc dung của nàng đã được rất nhiều người công nhận đối với một người chế tạo như nàng mà nói đây thực sự là một chuyện đáng để vui mừng lăng ngọc cười gật đầu hàng mày vẫn đượm nét âu sầu chẳng qua chỉ là cãi lộn mà thôi danh tiếng trung quy đã bị tổn thất việc làm ăn của cửa tiệm cũng đã bị ảnh hưởng song sợ nhất vẫn là tất cả chỉ mới là bắt đầu ngay sau đó sẽ có càng nhiều nguy cơ hơn nàng có cần tìm cơ hội đến phủ thái tử thăm dò tình hình không nhỉ suy nghĩ này vừa nhen nhói đã bị nàng dập tắt ngay tức khắc hiện giờ thế cục chưa rõ ràng lỗ vương đang chiếm ưu thế tuy trong cùng có nguyệt quý phi trợ giúp nhưng thái tử cũng không phải người sẽ để mình chịu thiệt hơn nữa hắn có kinh nghiệm nhiều năm như vậy sao có thể bị người ta chèn ép một cách dễ dàng được nàng suy đi tính lại sau khi thương lượng với lăng đại xuân vẫn quyết định mở cửa buôn bán như thường chỉ là sản lượng của cao ngọc dung và cao hồi xuân sẽ tạm thời giảm bớt xem tình hình phát triển theo hướng nào trước cũng coi như cho mình một kỳ nghỉ không cần phải cả ngày quay cuồng trong việc làm ăn nữa châu thị nghe vậy cười nói vậy cũng tốt hay là làm nốt hôn lễ đi lăng đại xuân vừa nghe đã cười ngoác mồm con thấy ý này của mẹ không tồi dương tố vấn ở sau bình phong đỏ ửng cả mặt xoay người chạy vào phòng ngay sau đó là tiếng vỗ tay của bé đá nhóc ta vừa cười vừa gọi mặt đỏ ửng thẹn thùng thẹn thùng mặt đỏ ửng thẹn thùng thẹn thùng mọi người nghe vậy cười ha ha bởi vì liên quan tới việc làm ăn của mình dẫu là lăng đại xuân hay lăng ngọc cũng phải chú ý đến chuyện trong chiều khi bọn họ liên tục nghe tin thái tử bị thiên hy đế dân dạy trên chiều sắc mặt ai nấy cũng nặng nề hơn không hay rồi không hay rồi quan sai niêm phong cửa hàng của chúng ta rồi đúng lúc này tiểu nhị mới của cửa hàng hớt hải chạy tới báo tin lăng ngọc giật thót lăng đại xuân thì chạy ra ngoài như gió lăng ngọc cũng chạy theo sau nhưng lại bị lăng tú tài ngăn lại ông quát đứng lại con không được đi đâu cả nàng đang muốn nói lại bị châu thị tóm lấy cổ tay giọng điệu cầu xin nghe cha con đi đừng đi để đại xuân đi xem là được rồi lăng ngọc cắn môi cuối cùng vẫn nghe lời mà dừng lại ở nhà đợi tin tức mãi tới giờ lên đèn lăng đại xuân mới đen mặt trở về chuyện gì xảy ra vậy sao đang yên lành quan phủ lại niêm phong tiệm chúng ta nàng ra lên gấp rút hỏi có mấy nhà liên danh cáo trạng lưu phương đường lúc nãy ta cũng bị mời đến quan phủ thưa chuyện nhưng bởi chứng cứ không đủ quan lão ra dường như đang băn khoăn điều gì đó nên chỉ hỏi ta vài câu rồi cho về nhưng cửa tiệm thì vẫn bị niêm phong lăng đại xuân dần cơn giận dữ đáp hay là muội đi cầu kiến thái tử phi xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì lăng ngọc vẫn kiên định nói không cần giờ thái tử có lẽ cũng không có tâm trạng gặp muội đâu hai canh giờ trước thái tử vừa dẫn theo binh mã đi bắc kỳ cứu trợ thiên tai rồi lăng đại xuân giày thái dương cảm thấy hơi đau đầu đây lăng ngọc cũng ngẩn ra nói cách khác hiện giờ thái tử không ở trong kinh theo ta quan sát vị quan lão già kia là kẻ cáo già e rằng vẫn kiên rè phủ thái tử nên mới chỉ để người ta niêm phong cửa tiệm mà không dám bắt người có lẽ bây giờ ông ta đang trông ngóng nếu chuyến đi của thái tử suôn sẻ lưu phương đường sẽ không có việc gì nếu như thái tử gặp chuyện gì bất chắc việc kinh doanh của lưu phương đường e rằng cũng chấm dứt lăng đại xuân nói cho nên hiện tại chúng ta cũng chỉ có thể chờ đợi lăng ngọc nhăn mày hỏi hai hôm nữa muội tới phủ thỉnh an thái tử phi nghe ngóng xem tình hình trong phủ thế nào rồi chúng ta bàn bạc tiếp giờ cũng chỉ có cách này thôi như nàng chưa kịp chọn thời gian thích hợp tới phủ thái tử trong cung đã nổ một tiếng sấm đột ngột tề vương định hành thích vua bị thiên hy đế nhốt vào thiên lao phủ tề vương cũng bị trọng binh bao vây không cho bất kỳ ai tùy tiện ra vào lệ phi sinh mẫu của tề vương phi vì chuyện của nhi tử mà chọc tức thiên hy đế bị đầy vào lãnh cung, hai mẹ con cùng chung vận mệnh. Lăng Ngọc nghe xong mặt mày đại biến, dường như trong khoảnh khắc, thái tử thất thế, Tề Cương bị bỏ đồ, Lỗ Vương trở thành người chiếm ưu thế, ai ai cũng bợ đỡ bám gót theo sau, hắn dường như đã vượt qua cả thái tử. Sau đó thì sao? Thái tử sẽ không bị phế chứ? Hay là tin thái tử đột ngột qua đời trên đường đi cứu trợ truyền về? Mẹ ơi, mẹ nhìn này, con biết viết tên của mình rồi. Bé đá đắc ý đẩy tờ giấy mình vừa viết tới trước mặt Lăng Ngọc, mắt sáng lấp lánh, Tựa như đang đợi mẹ khen ngợi, Lăng Ngọc nhìn hai trình lỗi chữ siêu vẹo mà con viết trên giấy, lại nhìn vết mực trên mặt con, dẫu trong lòng có buồn phiền thì lúc nãy cũng không nhịn được mà cong môi cười. Không ngờ con viết không sai chữ nào, Âu cũng nghiêm túc viết đó. Nàng nhịn cười vắt khăn mặt, lau cái mặt cho bé, rửa sạch bàn tay lấm lem cho bé, nhìn bé cười cong tớn mặt mày vì được mình khen ngợi mà không khỏi than nhẹ. Mới có chớp mắt mà chỉ mấy tháng nữa thôi thằng bé đã được 5 tuổi rồi. 5 tuổi, đợi đã, 5 tuổi. Lăng Ngọc mở lớn hai mắt, lập tức vỗ gáy. Sao nàng lại quên được nhỉ, kiếp trước vào năm con trai năm tuổi, lỗ vương khởi binh tạo phản. Thế cục vốn đã rất lộn xộn chỉ trong nháy mắt trở thành một mớ hỗn độn, dân chúng trôi giạt khắp nơi, không được sống yên ổn. Vì kiếp này thái tử không chết mà nàng cho rằng chiến loạn sẽ không xảy ra, nhưng khi ngày lỗ vương khởi binh tạo phản ở kiếp trước đang đến gần, thái tử lại rời kinh. Tiếng sấm nổ đùng đoàng vang dội khiến bé đá sợ đến nỗi chui tọt vào lòng Lăng Ngọc, Lăng Ngọc vội vàng ôm bé dịu giọng trấn an chẳng mấy chốc hạt mưa to bằng hạt đậu rào rào chút xuống trắng xóa cả một vùng trước mặt lại giống như một tấm mảnh nước treo lơ lửng giữa trời và đất đây là lần đầu tiên muội thấy kinh thành mưa to như thế đấy dương tố vấn lẩm bẩm nói lăng ngọc cau mày trong lòng hơi lo lắng tỷ tỷ không biết làm sao mà muội cứ thấy trong lòng bất an quá bao giờ tỷ phu mới về thế ạ, dương tố vấn lại nói lăng ngọc cũng không biết trả lời nàng thế nào bé đá đang nằm trong ngực mẹ nghe thấy có người nhắc tới cha mình bèn ngửa đầu lên nhìn mẹ chằm chằm như thể đang đợi câu trả lời của mẹ nếu trên sự thuận lợi có lẽ sẽ không quá lâu sao lăng ngọc biết được chỉ đành trả lời cho có dương tố vấn chỉ hỏi bâng quơ một câu cũng không mong đợi nhận được câu trả lời chắc chắn nào nhưng bé đá lại bất mãn hỏi không quá lâu là bao lâu ạ à? lăng ngọc véo má thằng bé bé đá nhớ cha lắm rồi phải không nhớ lắm ạ à, nhưng cha suốt ngày không ở nhà chẳng chơi cùng bé đá thằng nhóc dầu dĩ đáp lăng ngọc dịu dàng vỗ lưng con không hề có ý dỗ dành bé thằng nhóc càng ngày càng lớn, đã không còn dễ dỗ như trước nữa. Mỗi một câu nàng nói ra là có 10 câu hỏi của thằng bé đang đợi nàng, khiến nàng trở tay không kịp. Lưu Phương đừng bị quan phủ niêm phong nên không thể làm ăn được nữa, Lăng Đại Xuân cho bọn tiểu nhị trong tiệm nghỉ hết, trả cho mỗi người một khoản tiền lớn, rồi bảo khi nào cửa tiệm được gỡ niêm phong sẽ lại thuê bọn họ tiếp. May mà trong những năm qua Lăng Ngọc, Lăng Đại Xuân hay Dương Tố Vấn đều tích góp được một khoản tiền không nhỏ, vì thế, dẫu lưu phương đừng phải tạm thời dừng hoạt động thì trong thời gian ngắn bọn họ cũng không cần lo đến kế sinh nhai chẳng qua mọi người đã quen bận rộn hiện giờ bỗng không có việc gì làm ai cũng cảm thấy có chút không quen cơn mưa tầm tã kéo dài hai ngày đến ngày thứ ba bé đá bị nhốt trong nhà không được đi đâu cuối cùng cũng được tung tăng chạy nhảy khắp sân lúc thì cưỡi lên con ngựa trúc của mình lúc thì đánh quyền bục 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 chơi một mình nhưng vẫn vui dễ sợ Lăng Ngọc và mọi người đều thấy buồn cười, nhìn cho quậy phá của bé mà tâm trạng bị đè nén trong nhiều ngày dường như trở nên quang đãng hơn. Lúc Lăng Đại Xuân thở hồn hển chạy từ ngoài về, Lăng Ngọc nhìn hắn với vẻ khó hiểu, Đại Xuân ca, có ai đuổi theo sau huynh hả, sao chạy nhanh như thế? Lăng Đại Xuân lau mồ hôi loạn xạ, đợi khi hơi thở đã ổn định hơn mới khàn giọng nói, Tiểu Ngọc, không ổn rồi. Thái tử điện hạ gặp nạn trên đường đi cứu trợ rồi, ngài ấy bị cuốn vào dòng nước lũ, bây giờ, bây giờ di thể của điện hạ đang trên đường về kinh. Cái gì? Lăng Ngọc sửng sốt, thái tử điện hạ, ngài ấy chết rồi." Lăng Đại Xuân tiếp lời, "Chuyện này là thật ư? Có khi nào điện hạ chỉ tạm thời mất tích không?" Lăng Tú Tài không biết đã ra khỏi phòng từ lúc nào, đúng lúc nghe được hai huynh muội nói chuyện, vội vàng truy hỏi, "Không ạ, à, quan phủ địa phương đã tìm được di thể của điện hạ rồi, chắc mấy ngày nữa là sẽ đưa về tới kinh thành. Nếu quan phủ đã dám làm như vậy, có thể thấy thi thể thật sự là của thái tử điện hạ." Lăng Ngọc cảm thấy đầu mình sắp nổ tung, cho nên kiếp này thái tử chỉ sống lâu hơn kiếp trước hai năm thôi ư ừ. cuối cùng vẫn chết oan chết uổng như kiếp trước vậy sau đó thì sao có phải cũng giống như kiếp trước khi cuộc chiến giữa lỗ vương và tề vương bắt đầu đến hồi quyết liệt thiên hy đế chọn tề vương trong số hai người con của mình tề vương được sắc phong làm tân thái tử không đúng không đúng hiện giờ tề vương đã bị tống vào đại lao vì tội hành thích vua vương phủ cũng bị thị vệ trong cung canh chừng nghiêm ngặt đâu còn năng lực tranh giành vị trí thái tử với lỗ vương nữa huynh có biết quan phủ xác định đó là thi thể của thái tử điện hạ như thế nào không lăng ngọc vẫn ấp ủ một tia hy vọng mặc dù nàng cảm thấy thái tử hơi khó tả nhưng cho dù thế nào trình gia và phủ thái đã có quan hệ mật thiết từ lâu còn thái tử nòng cốt quan trọng nhất trong đó nếu như hắn xảy ra chuyện gì bất chắc nàng thật sự không dám tưởng tượng tương lai của trình thị sẽ ra sao lỗ vương bị thái tử chèn ép đã nhiều năm chắc chắn vô cùng căm ghét thái tử nếu cuối cùng hắn đắc thế chỉ sợ cả nhà nàng sẽ không có ngày sống yên đây chính là cuộc chiến tranh giành vương quyền một khi chọn sai người đứng nhầm đội thứ chờ đợi mình không chỉ là sự bất hạnh của một người nghe nói là tìm thấy con dấu trên người người chết thêm nữa quần áo cũng được xác nhận là bộ đồ thái tử mặc trước khi mất tích vóc dáng cũng tương tự cho nên quan phủ khẳng định người chết chính là thái tử lang đại xuân kể hết tin tức mà hắn vất vả lắm mới thăm dò được ra tia hy vọng cuối cùng bị đánh vỡ mặt lăng ngọc trắng bệch chắc bây giờ trong ngoài cung đều rất loạn lăng đại xuân lo lắng nói bầu trời của triều đình e rằng sắp thay đổi rồi lăng tú tài thở dài ngập tràn âu lo tin thái tử qua đời nhanh chóng được truyền về khắp triều đình và dân chúng đều nhốn nháo những người ban đầu đi theo thái tử bắt đầu tìm đường ra cho mình người thì đầu quân lỗ vương người lại đầu quân hàn cương hoặc không tham gia vào bất cứ đảng phái nào nữa chỉ làm một quan lại thuần túy mặc dù gần đây ông thấy thái tử không thuận mắt nhưng trung quy vẫn là đích tử duy nhất của mình bây giờ bỗng nhiên hai tin nó không còn nữa thiên hy đế như ngừng thở ngất xỉu ngay trên người nguyệt quý phi đám cung nữ thái giám sợ đến nỗi la hét gọi thái y sau khi mọi người cùng nhau khiêng thiên hy đến lên long sàng tử yên mới thở phào nhẹ nhõm nhìn vị vua của một nước đã già nua chỉ trong nháy mắt với ánh mắt phức tạp nương nương thái y tới rồi thái giám tổng quản dẫn thái y tới nàng đứng dậy nhường chỗ cho thái y còn mình thì yên lạnh đứng một bên đợi kết quả sắc mặt thái y ngày càng nặng nề còn nàng cũng không biết đã vặn chặt khăn tay tự lúc nào dẫu nàng không yêu nam nhân này một chút nào nhưng nam nhân này lại dành cho nàng sự sủng ái to lớn nhất vinh quang và địa vị tối cao cho dù xuất phát từ suy nghĩ gì nàng đều mong ông ta có thể sống lâu một chút sau rồi long thể của bệ hạ thế nào thấy thái y đã thu tay bắt mạch lại nàng hấp tấp tiến lên hỏi trước đây bệ hạ dùng đan dược quá nhiều đã hao hết dương khí nay lại gặp cú sốc lớn dẫn tới hôn mê tình hình không lạc quan lắm người bách mạch là thái y viện chính năm ngoái mới thăng chức y thuật tương đối cao là người cực kỳ đứng đắn cho nên dẫu có đứng trước người đứng đầu hậu cung vẫn nói năng thẳng thắn không hề giấu dếm vì cả nề nàng dùng quá nhiều đan dược đã hao hết dương khí tử yên chỉ cảm thấy mặt mình như bị người ta vả mạnh một phát vô cùng nóng rát vừa thẹn vừa tức vừa hận trung quy thiên hy đế cũng đã lớn tuổi có lòng nhưng không đủ sức mà nay nàng đã là quý phi cao quý nhất trong cung đương nhiên cũng phải tính toán nhiều hơn cho tương lai của mình cho nên nàng đã dùng vô vàn cách để giữ thiên hy đế ở bên mình và dĩ nhiên chỉ có dùng vài loại đan dược tận hứng mới có thể duy trì hứng thú chuyện giường chiếu nàng không phải người luyện đan tu đạo đương nhiên không thể luyện ra loại đan dược như thế tất cả đều nhờ lỗ vương ở ngoài cung tìm cho nàng về việc dùng nó có gây hại cho sức khỏe hay không nàng thật sự không rõ cũng không muốn tìm hiểu rõ ràng bởi vì chính nàng cũng không biết được cho dù biết đan dược có hại thì nàng thật sự sẽ không đưa cho thiên hy hoàng đế sao nàng nghĩ có lẽ nàng vẫn sẽ cho ông ta ăn cũ không lâu sau phi tần hậu cung và các hoàng tử hay tin thì hớt hải chạy tới trong căn phòng rộng lớn lập tức vang lên tiếng kêu khóc tử yên bị người ta đẩy ra ngoài điện nhưng nàng cũng không để tâm hứng hờ nghe tiếng khóc trong phòng qua hồi lâu nàng không nói không rằng quay người rời đi trong phút thẫn thờ nàng bước vào một nhà lao rộng lớn nào đó trong cung thị vệ canh cửa nhận ra nàng vội vàng tiến lên làm lễ nàng coi như không thấy mà lướt qua hắn dẫm lên thềm đá u ám nhanh chóng nhìn thấy tống siêu đang bị giam trong nhà lao ngươi tới đây làm gì tới đây xem ông đây chết chưa hả phi ông mày có chín cái mạng sẽ không chết dễ như thế đâu khắp người tống siêu dính đầy máu ngồi dựa vào tường nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu lên thấy người tới là nàng thì lập tức nhổ nước bọt tống siêu ngươi đã hối hận chưa nàng ngoảnh mặt làm ngơ lần nữa nhắc lại câu hỏi này phi dù ông mày có hối hận cũng là hối hận vì năm đó đã cứu mày ra khỏi lầu bách nguyệt vậy ư tử yên cười nhạt nói tiếp ngươi nên hối hận hối hận vì đã không nói rõ quan hệ của chúng ta cho tề vương từ sớm để hắn đề phòng nhiều hơn nếu không lần này hắn sẽ không bị ngươi liên lụy đường đường là hoàng tử mà lại trở thành phạm nhân con đỉ kia là ngươi và lỗ vương bày mưu hãm hại ông mày hãm hại tề vương tốt nhất là mày cầu cho ông mày chết ở trong này đi nếu không để ông mày ra ngoài ắt sẽ không tha cho mày trong mắt tống siêu như muốn nứt ra căm phẫn giống lớn Từ yên lạnh lùng quay người đi vậy ngươi cứ chết ở đây đi dù ngươi có ra ngoài nếu tề vương không chết ắt sẽ không tha cho người còn nàng cũng sẽ không bỏ qua cho những kẻ đã làm tổn thương mình di thể của thái tử nhanh chóng được vận chuyển vào kinh thiên hy đế vốn vẫn còn suy yếu cầm lấy con dấu thái tử mà thị vệ trình lên ông ta loạn choạng suýt nữa thì lịm đi phụ hoàng nhất định phải giữ gìn sức khỏe hoành huynh ở dưới suối vàng mà biết phụ hoàng vì huynh ấy mà đau buồn như thế e rằng sẽ không được an lòng lỗ vương đứng đầu các hoàng tử cất giọng khuyên nhủ Tử Yên đang đỡ Thiên Hy Đế liếc hắn một cái rồi vội vàng cúi dầu xuống, che giấu ánh mắt lạnh lẽo. Thiên Hy Đế trung quy vẫn yêu bản thân mình, nhanh chóng vực dậy từ nỗi đau mất con, mỗi ngày càng say mê tu đạo hơn, hầu như không bao giờ rời khỏi cung thái cực. Trong chiều, vì cái chết của thái tử cùng với sự không màng chính sư của Thiên Hy Đế mà ngày càng hỗn loạn, ngày càng có nhiều người hô hào xác lập tân thái tử, trong đó triều thần ủng hộ lỗ vương càng ngày càng nhiều. Hàn vương cũng không chịu kém cạnh, sau khi thái tử không còn, tề vương thì vào ngục, các hoàng tử trưởng thành chỉ còn lại hắn và lỗ vương phân tài cao thấp, giờ mà không tranh còn đợi lúc nào nữa. So với bầu không khí nô nức ấy, phủ thái tử treo đầy vải trắng, nhìn trông cực kỳ thanh tịnh. Lăng Ngọc cuối cùng cũng bớt chút thời gian tới phủ thái tử một chuyến, tuy trong phủ không còn nam chủ tử. Nhưng thái tử Phi vẫn có thể xử lý mọi việc trong ngoài đâu vào đấy, đám hạ nhân nghiêm túc làm công việc của mình, như thế không quan tâm đến dông tố ngoài kia. Lăng Ngọc không khỏi bội phục, đúng là đích cô nương được dày công nuôi dưỡng trong danh gia vọng tộc có khác quyết đoán khi đối mặt với hiểm nguy, xử lý công việc một cách quả quyết, vượt xa khả năng của nữ tử nhà bình thường. Không ngờ ngươi lại có lòng như vậy, mọi việc trong phủ hết thảy đều bình an, chỉ là trước đó ta có nghe nói Lưu Phương Đường bị quan phủ niêm phong, không biết tình hình bây giờ thế nào. Thái tử phi khó khăn lắm mới dành được chút thời gian nói chuyện với nàng, Thải Vân vội vàng tiến lên giúp nàng dây huyệt thái dương, Minh Nguyệt thì đấm bóp hai chân cho nàng. Lăng Ngọc cười khổ, giờ vẫn đang bị niêm phong ạ, à. cũng không có điều lệ cụ thể là niêm phong tới khi nào. Thật ra nàng cũng biết, sau cái chết của thái tử, dẫu lưu phương đường có khai trương lại lần nữa thì việc buôn bán cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều, chắc chắn sẽ không còn buôn bán thuận lợi như trước nữa. Thái tử phi than nhẹ, khuôn mặt đầy vẻ mệt mỏi. Lăng Ngọc cũng không tiện quấy giày, nhanh chóng đứng dậy xin lui. Trình An Nhân, sau khi rời khỏi chính viện của Thái tử Phi, lúc dẫm trên con đường nhỏ dài đá xanh, nàng bỗng trông thấy Kim Sảo Dung bước ra từ rừng trúc và gọi nàng. Dung cô nương, nàng quy cũ làm lễ. Kim Sảo Dung cũng đáp lễ nàng, sau đó đánh mắt ra hiệu cho thị nữ bên cạnh lui xa một khoảng. Ngươi lại muốn nói gì với ta, Lăng Ngọc chắn nản nói. Nàng ta là người lúc đầu muốn hai bên coi nhau như người xa lạ, giờ thì nàng ta lại là người hết lần này tới lần khác chủ động tới tìm nàng. Kim Sảo Dung ngó lơ vẻ mặt chắn nản của nàng, nhỏ giọng hỏi, phía trình đại ca có truyền về tin tức gì không? Chàng đi diệt phỉ, chứ có phải đi ra ngoài du lịch đâu, truyền tin về làm gì? Kim Sảo Dung nhân mày, thái tử không còn, lỗ vương nhất định sẽ lên ngôi đến lúc ấy sợ rằng những người đi theo thái tử sẽ không có kết cục tốt may mà phía sau trình đại ca còn có một trấn ninh hầu trong tay nắm binh quyền lỗ vương chắn chắn sẽ kiêng rẻ huynh ấy nên không dám làm sằng làm bậy tỷ có thể nghĩ cách khuyên trình đại ca bảo huynh ấy thuyết phục trấn ninh hầu ủng hộ hàn vương không dẫu gì với chúng ta mà nói hàn vương kế vị vẫn có lợi hơn lỗ vương lăng ngọc nhìn nàng như gặp quỷ ngươi đang giúp mình tìm đường lui sao muội làm thế chỉ vì bản thân mình sao muội làm thế là vì toàn bộ người trong cái phủ này cũng là vì chúng ta kim Sảo dung trừng mắt nhìn nàng lăng ngọc lắc đầu chớ nói ta không có cách liên lạc với chàng dù có thể đi chăng nữa thì ta cũng sẽ không khuyên chàng như thế thiên hy đế có tám hoàng tử còn sống đến ngày hôm nay ngoài thái tử chết ngoài ý muốn tề vương đang bị nhốt trong thiên lao lỗ vương đang chiếm ưu thế cùng với hàn vương đang muốn tranh giành ngôi vị với lỗ vương gia vẫn có các hoàng tử nhỏ tuổi khác cũng không phải chỉ được chọn một trong hai cần gì phải đầu quân cho một kẻ lòng dạ đen tối như Hàn Vương. Được rồi, ngươi không cần nói gì nữa, ta khuyên ngươi đừng có làm việc thừa thãi, đây không phải là việc mà ta và ngươi có thể quyết định được. Thấy nàng ta còn muốn nói gì đó, Lăng Ngọc lập tức ngắt lời nàng ta. Kim Sảo Dung bất mãn trừng mắt với nàng, thấy nàng muốn rời đi thì vội vàng kéo lại. Tỷ đợi đã, ta còn có lời muốn hỏi tỷ. Lăng Ngọc cáu kỉnh, Dung cô nương, ngươi còn muốn hỏi gì thì hỏi đi vị quý phi nương nương trong cung thật sự xuất thân từ thanh lâu đã từng xuất giá ư kim xảo dung khẽ hỏi sao ngươi biết việc này lăng ngọc không đáp mà hỏi ngược lại muội tự có cách của mình tỷ chỉ cần trả lời muội phải hoặc không phải kim xảo dung dục dù sao đây cũng là sự thật đoán chừng đã có rất nhiều người biết việc này cho nên lăng ngọc cũng không cần phải giấu nàng ta gật đầu nói đúng là như vậy kim xảo dung kéo dài tiếng ồ nét mặt đam chiêu lăng ngọc không muốn để ý tới nàng ta nhưng sau khi suy nghĩ vẫn không nhịn được mà thấp giọng khuyên chuyện của ngươi nàng vốn muốn khuyên nàng ta tìm cơ hội thú nhận với thái tử chuyện nàng ta từng xuất giá nhưng vừa nghĩ tới việc thái tử đã không còn lời khuyên cũng không sao thốt ra được nữa trên đường rời phủ thái tử về nhà chợt nghe thấy con phố đối diện có tiếng huyên náo nàng tò mò dừng bước chăm chú lắng nghe dường như nghe thấy một giọng nữ quen thuộc ta là vương phi được triều đình thân phong trước là nữ nhi của tịnh an hầu các ngươi dám chạm vào ta một cái ta sẽ đập đầu chết trước cổng để bàn dân thiên hạ nhìn thấy các ngươi bức tể hậu nhân của trung thần nội quyến của hoàng thất như thế nào tề vương phi giờ lăng ngọc mới nhớ ra phủ thái tử và phủ tề vương chỉ cách nhau một con phố nàng vội vàng đi về phía phát ra tiếng nói quả nhiên trông thấy trước cổng phủ tề vương tề vương phi ăn mặc mộc mạc mày liễu dựng thẳng vẻ mặt giận dữ đang lớn tiếng trách mắng đám thị vệ đang chĩa kiếm ngăn cản nàng vài thị vệ đã bị lời nói của nàng dọa sợ sợ nàng sẽ chết ngay trước mắt bọn họ nhưng trong cung đã ban lệnh buộc phải từ thủ phủ tề vương không cho phép bất cứ ai ra vào vì thế bọn họ thật sự không dám thả nàng ra cút đi tề vương phi thấy bọn họ vẫn ngăn cản tay không đẩy trường kiếm ra đám thị vệ sợ đến nỗi cầm kiếm liên tục thối lui chỉ sợ kiếm sẽ quệt qua cổ nàng vương phi nương nương không phải thuộc hạ không muốn để ngài đi gặp tề vương điện hạ mà quả thực là ta không ngờ thê tử muốn đi thăm phu quân đang chịu khổ mà còn cần kẻ khác phải cho phép tề vương phi quát lớn cắt ngang lời của hắn ngay tức khắc Thị vệ dẫn đầu rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thả thì mệnh lệnh không cho phép, không thả thì nếu nàng ta đâm đầu chết ở đây, chỉ sợ bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn. Trong lúc bế tắc, một thị vệ cao gầy đi tới, ghé vào tai hắn nói thầm, thủ lĩnh thị vệ nghe xong cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị kiệu liễn đưa Tề Vương phi tới gặp Tề Vương đi. Tề Vương phi cười lạnh, ngồi lên kiệu không chút e sợ. Lang Ngọc ngơ ngác nhìn theo chiếc kiệu đi xa dần quả là nữ tử can trường chắc người trong phủ chẳng ai dám xông ra ngoài rồi khăng khăng đi gặp phu quân ở trong thiên lao như tề vương phi đâu vốn tưởng sau khi thái tử qua đời chuyện tranh chấp trong hoàng thất sẽ không liên quan tới mình nữa nhưng không ngờ vài ngày sau đó quan phủ bỗng nhiên gỡ niêm phong của lưu phương đường cho phép bọn nàng tiếp tục kinh doanh thấy lăng đại xuân không có vẻ gì là vui mừng lăng ngọc biết ngay chuyện này không chỉ đơn giản là gỡ bỏ niêm phong để tiếp tục kinh doanh nàng vội nói chẳng lẽ trong quan phủ còn có yêu cầu gì khác sao có lợi nhuận sau này của chúng ta phải giao cho phủ lỗ vương bảy phần lăng đại xuân nén giận nói bảy phần lăng ngọc không thể tưởng tượng nổi mà trợn to mắt việc buôn bán của chúng ta có liên quan gì với phủ lỗ vương hắn chứ họ làm như vậy chẳng phải muốn biến lưu phương đường trở thành sản nghiệp của lỗ vương sao không tốn chút sức không bỏ một cách nào mà muốn biến lưu phương đường trở thành sản nghiệp của lỗ cương thật sự là một ý tưởng hay của lỗ vương làm thế với cướp giật có khác gì nhau lăng đại xuân cũng vô cùng tức giận lỗ vương muốn tranh giành ngôi vị nên đang thiếu một số tiền lớn trước đây lưu phương đường làm ăn phát đạt e rằng hắn sớm đã thèm nhỏ dãi công việc của chúng ta chẳng qua kiêng rẻ thái tử nên mới không dám hành động hiện giờ thái tử không còn hắn chẳng còn gì phải băn khoăn nữa một kẻ có đức hạnh như thế nếu sau này để hắn trở thành vua của một nước thì đúng là họa của dân chúng được rồi họa từ miệng mà ra cây cao đón gió lớn ta đã nói với các con từ lâu rồi tiền của đủ tiêu là được cần gì phải tốn nhiều tâm sức bán buôn làm gì nhân lúc vẫn còn thoát thân được thì đóng cửa lưu phương đường luôn đi sau đó theo ta về quê từ đây an phận lấy vợ sinh con đẻ cái nghe thấy những lời lăng đại xuân nói trong cơn tức giận lăng tú tài nhỏ giọng trách lăng đại xuân cố dằn lửa giận gượng gạo nói cha lấy vợ sinh con thì có xung đột gì với việc con kinh doanh lưu phương đường chứ lăng tú tài thầm nghĩ con dâu tương lai của mình cũng là một phần của lưu phương đường ấn đường không khỏi nhíu chặt còn định nói tiếp thì lại bị lăng ngọc cướp lời cha chuyện đã đến nước này e rằng không phải chúng ta muốn thoát là thoát được đâu lỗ vương đã sai người chuyển lời như thế nếu chúng ta bỏ tiệm chạy trốn chẳng khác nào trở mặt với hắn hắn ta sẽ tha cho chúng ta sao tuy chưa từng tiếp xúc với lỗ vương nhưng từ phong cách hành sự bình thường của hắn có thể thấy rõ người này bụng dạ còn hẹp hòi hơn thái tử nhiều làm sao hắn cho phép bọn họ từ chối chứ chỉ sợ ở trong lòng hắn hắn đã để lại ba phần lợi nhuận cho bọn nàng đã là ban ơn lắm rồi nếu bọn họ còn không đồng ý vậy chính là không biết điều lăng tú tài ngẫm nghĩ một lúc cũng cảm thấy có chút đạo lý ấn đường cao chặt hơn giờ chẳng lẽ tiến cũng không được lùi cũng không xong sao làm gì có chuyện tiến hay lùi lỗ vương chỉ cho chúng ta một con đường duy nhất là đồng ý thôi lăng ngọc chán nản nói bọn nàng vốn không có sự lựa chọn nào hết đồng ý với lỗ vương thì từ nay về sau lưu phương đường không còn họ lăng cũng không còn họ triệu nữa chỉ sợ chuyện kinh doanh sau này cũng không phải do chúng ta quyết định bọn cường đạo này đúng là đáng hận Lăng Đại Xuân không nhịn nổi mà nói toạc ra. Tâm huyết nhiều năm bỗng như nước chảy mây bay, bảo hắn làm sao không tức, không hận cho được. Tối hôm đó, cả nhà ai cũng không có tâm trạng dùng bữa, bé đá cầm thìa chọc cơm trong bát gỗ, đôi mắt to tròn láo liêng bốn phía. Thấy không ai để ý tới mình thì lén xúc hết chỗ củ cải đã được cắt thành từng miếng nhỏ sang cạnh bát của Lăng Đại Xuân, vừa như như là cữu cữu vứt ra. Chuyện đã đến nước này có nghĩ nữa cũng vô ích, biết đâu sau cơn mưa trời lại sáng thì sao, Lăng Ngọc mở lời mọi người không hẹn mà cùng than nhẹ một tiếng lần lượt nhấc đũa bé đá không được kén ăn ô củ cải của con đâu lăng ngọc gắp thức ăn cho con trai theo thói quen thấy thằng nhóc chỉ chọn thịt mà ăn các loại rau củ đều không động đến thì nghiêm mặt nói con ăn hết rồi ạ à, mẹ xem mẹ xem đi hết rồi này mắt bé đá sáng rực lanh lành nói lăng Là ngọc không thấy củ cải trong bát thằng bé đâu đang tự hỏi sao lần này bé lại nghe lời như vậy lơ đãng liếc đến cạnh bát của lăng đại xuân thì lập tức vỡ lẽ thằng nhóc láo lếu này nàng vừa bực mình vừa buồn cười nghiêm mặt gắp lại mấy miếng kia vào bát của thằng bé bé đá thấy vẫn không thoát được lập tức tủi thân mếu máu, song vẫn ngoan ngoãn ăn sạch dù không muốn đến đâu thì lưu phương đường đã được gỡ niêm phong việc làm ăn vẫn phải tiếp tục điều khiến lăng ngọc cảm thấy may mắn nhất là có lẽ lỗ vương không hề để họ vào mắt hoặc có lẽ hắn đã coi lưu phương đường là vật trong tay nên mới không bắt họ ký bất kỳ giấy tờ nào chỉ đơn giản là sai người tới báo rằng cách một thời gian người này sẽ tới đây thu bảy phần lợi nhuận của cửa hàng Lăng Đại Xuân nén giận tiếp đón người này, nhìn hắn ta chỉ trỏ vào đồ đặc trong tiệm với vẻ khinh thường, trong lòng hắn không sao thoải mái được, nhưng vẫn phải cố nhịn. Người này chính là bà con xa nhà mẹ đẻ của Quách Trắc Phi phủ Lỗ Vương, để mà nói thì là họ hàng xa với Quách Kỳ. Quách đại nhân huyện Thanh Hà, không ngờ người như Quách đại nhân lại có một người họ hàng như vậy. Sau khi vất vả thăm dò thân phận của người này, hắn lập tức kể khố với Lăng Ngọc. Lăng Ngọc cũng khá bất ngờ, chợt nhớ đến lời Trình Thiệu Đường từng kể với nàng, muội muội ruột của quách đại nhân chính là chắc phi của lỗ vương nghĩ vậy nàng thầm thở dài kiếp này đường làm quan của quách đại nhân khá gập ghềnh phần lớn có lẽ là bị nhà nàng liên lụy thôi vậy nhà ai mà chẳng có mấy người họ hàng phiền phức cần gì phải để trong lòng đúng rồi hôm nay mở cửa tiệm bán lại tình hình thế nào rồi lăng ngọc quan tâm hỏi lăng đại sơn nghe mà càng đau đầu hơn bị ảnh hưởng bởi mấy chuyện trước đó nên chẳng làm ăn được gì đã không bằng trước đây thì thôi thậm chí còn tệ hơn cả khi mới mở ở huyện thanh hà Lăng Ngọc trầm tư suy nghĩ, khẽ nói, như này cũng không hoàn toàn là chuyện xấu. Sự xuất hiện của lỗ vương bây giờ chẳng phải là bởi chúng ta cây cao gió lớn hay sao. Trong khi thế cục còn chưa rõ ràng, chúng ta khiêm tốn một chút cũng tốt. Lăng Đại Xuân ngẫm nghĩ một lúc, thấy đạo lý này cũng đúng, tuy giết một ngàn địch, tổn hại tám trăm, nhưng với thế cục hiện giờ, khiêm tốt mới là sự lựa chọn đúng đắn nhất. Dù lỗ vương có bất mãn vì thu nhập quá thấp thì cũng chỉ có thể trách hắn thời gian trước hành động quá mức bất chấp làm tổn hại danh tiếng của Lưu Phương Đường nên mới khiến việc kinh doanh tụt dốc thế này. Trong Thiên Lao, Tề Vương không ngờ người đầu tiên tới gặp mình lại là vương phi của hắn, hắn nhất thời không dám tin vào mắt mình, ngơ ngác nhìn nàng, hồi lâu không thể hoàn hồn. Tề Vương phi cũng là lần đầu tiên trông thấy hắn lôi thôi lếch thếch như thế, không khỏi nhìn chằm chằm. Tề Vương điện hạ người xưa nay thích sạch đến mức gần như cuồng sạch sẽ, giờ đây mặt lại lởm chởm dâu, quần áo thì rung gió, khác hẳn với hình tượng thường ngày, nhưng phát quan vẫn đội chắc chắn nàng nàng sao lại tới đây tề vương cuối cùng cũng cất tiếng hỏi nếu như hắn nhớ không nhầm vương phủ đang bị bao vây không ai có thể ra vào được mới đúng tề vương phi cười nhạt hễ là ta muốn trên đời này không có nơi nào mà ta không thể đi huống chi tề vương điện hạ trở thành phạm nhân là cơ hội ngàn năm có một sao ta có thể không tới xem được nàng tề vương bị nàng chọc tức đến nỗi hít thở không thông chỉ hằm hằm trừng mắt với nàng nói vậy có nghĩa là nàng tới đây là để cười nhạo bản vương không ta tới để xem ngươi có còn mạng ra ngoài hay không thôi nếu không còn ta cũng tiện tìm đường lui cho mình chứ chẳng lẽ ngươi chết rồi mà ta vẫn phải chăm sóc đám thê thiếp kia giúp ngươi chắc tề vương tức đến nỗi mặt đỏ bừng bừng cố gắng kiềm chế cơn tức giận lạnh lùng nói nàng yên tâm không ai có thể giá họa cho bản vương chuyện mà bản vương không làm nói hay như hát vậy đó thế xin tề vương điện hạ hãy nói cho ta biết hiện tại ngài đang ở đâu tề vương phi cười nhạo tề vương cảm thấy nếu hắn còn nói với nàng ta thêm một câu nào nữa sợ rằng sẽ bị nàng ta làm cho tức chết. Vương phi của mấy vị huynh đệ, bao gồm cả thái tử phi đều là những nữ tử đoan trang dịu dàng, hầu hạ phu quân chu đáo tỉ mỉ, vậy mà vương phi của hắn lại cay nghiệt vô tình, làm việc độc đoán, thích làm theo ý mình, hơn hết nàng ta chưa từng để hắn vào mắt. Nhưng phụ hoàng lại phong nàng ta làm nguyên phối chính phi của hắn, hắn không làm gì được nàng ta, cũng không thể làm gì cả, chỉ đành tránh xa nàng ta, nhắm mắt làm ngơ. Tề vương phi lại nói, hiện giờ thái tử đã chết, vì vị trí thái tử kia mà lỗ vương và hàn vương cố sống cố chết tranh giành nhau đoán chừng tạm thời không dành quan tâm đến ngươi nếu ngươi muốn ra khỏi đây thì phải nghĩ ra cách rửa sạch tội danh trước khi cuộc chiến giữa bọn họ có kết quả nếu không một khi bọn họ quay đầu lại cộng thêm nguyệt quý phi trong cung thổi gió bên gối bệ hạ sợ rằng ngươi không có cơ hội sống để thoát ra ngoài đâu tề vương kinh ngạc nhìn nàng không ngờ nàng có thể nghĩ đến bước này ngươi nhìn ta làm gì đã nghĩ ra cách giải quyết tình cảnh khó khăn trước mắt chưa Tề Vương Phi thấy hắn chỉ nhìn mình chằm chằm, mà không nói một lời, khó chịu sầm mặt xuống. Tề Vương trầm mặc hồi lâu, cuối cùng chậm rãi nói, cởi chuông cần đến người buộc chuông. Tề Vương Phi nhăn mày, ta hiểu rồi, ta sẽ nghĩ cách liên lạc với Tống Siêu. Tề Vương thấy nàng chỉ nghe bề ngoài đã nắm được trọng tâm thì càng cảm thấy bất ngờ, họ làm phu thê đã nhiều năm, nhưng giờ phút này, hắn lại có cảm giác như chưa từng quen biết nàng. Tề Vương Phi cũng không quan tâm trong lòng hắn nghĩ mình như thế nào, nàng không yêu nam như này nhưng cho dù là không yêu thì họ cũng đã trở thành phu thê không thể tách rời có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu hơn nữa nàng tạm thời vẫn chưa muốn làm quả phụ cho nên nàng hy vọng lần này hắn có thể giữ được tính mạng sau khi bản tấu yêu cầu bổ sung thêm binh lính của trấn ninh hầu được chuyển về các quần thần vô cùng kinh ngạc không ngờ tình hình ở quận tây nam đã trở nên hỗn loạn đến mức ngay cả vị tướng bất bại như trấn ninh hầu cũng sắp không thể chống đỡ nổi càng họa vô đơn trí hơn là giặc cỏ ở khắp nơi liên tiếp nổi dậy chúng giết người cướp bóc không việc ác nào không làm từ lúc chúng tụ tập lại với nhau thì đến cả quan phủ cũng dám cướp từ đó nạn thổ phỉ liên miên dân chúng lầm than khung cảnh tiêu điều công văn cấp báo của các quan phủ chất đống trên ngự án như tuyết thế nhưng mỗi ngày thiên hy đế chỉ chuyên tâm tu đạo trong cung thái cực sớm đã không màng chính sự ngay cả bản tấu của trấn ninh hầu cũng phải mất hơn nửa tháng mới có thể chuyển đến trước mặt ông chứ đừng nói đến bản tẩu của các quan viên khác loạn thần tặc tử tội ác tài trời lệnh cho Trần Quốc tướng quân lĩnh 10 bạn binh hội họp cùng với Trấn Ninh Hầu, nhất định phải bình định quận Tây Nam ngay cho chấm. Thiên Hy Đế nhìn lướt qua đống tấu trương, đang định nhấc bút trả lời thì Lỗ Vương ở bên cạnh bỗng nhiên nói chen vào. Phụ Hoàng không thể được. Thiên Hy Đế dừng tay lại, cau mày, sao lại không thể? Phụ Hoàng nghĩ kỹ mà xem, giả sử đại quân triều đình đều tập trung ở quận Tây Nam, dĩ nhiên có thể bình định Tây Nam, nhưng đám giặc ở những nơi khác chẳng phải sẽ càng thêm càn rỡ hơn sao. Theo Nhi Thần thấy, chi bằng chúng ta để trấn quốc tướng quân lĩnh binh đi dẹp loạn giặc cỏ ở các nơi đám đó chẳng qua chỉ là lũ vô danh tiểu tốt với năng lực của trấn quốc tướng quân thì thần nghĩ ông ấy có thể dẹp sạch chúng trong vòng chưa tới nửa năm lỗ vương thành khẩn đưa đề nghị trấn quốc tướng quân chính là tướng lĩnh thân tín của triệu uân hiện giờ hắn chưa thể thu phục ông ta vì thế nhất định không thể để ông ta hội hợp với trấn ninh hầu nếu không hai người này sẽ liên hợp phản đối mình hắn chỉ sợ mình tốn sức mà không thu được kết quả gì chi bằng tách ông ta ra xa đợi khi nào hắn nắm chắc thế cục ở kinh thành rồi lại điều ông ta về, để ông ta đỡ phải làm hỏng chuyện lớn của mình. Thiên Hy đế nghĩ cũng thấy có lý, thấy Tử Yên cầm đan dược mà mỗi ngày mình phải uống đi vào, ông khép tấu trương lại và nói, chấm tự có chủ trương, con lui xuống đi. Lỗ Vương biết ông nói vậy có nghĩa là đã đồng ý nên cũng không nán lại nữa, trước khi quay người thì liếc nhìn Tử Yên một cái, nhưng không hề nói gì. Tử Yên nhìn Thiên Hy đế uống thuốc bằng nước ấm xong, ra chiều lơ đãng nói, lời Lỗ Vương Điện Hạ vừa nói, thần thiếp cảm thấy không ổn lắm. Thiên Hy đế vỗ nhẹ lên mu bàn tay trơn nhẵn của nàng, trên khuôn mặt gầy gò nở một nụ cười cương chiều, không lẽ nàng có ý hay khác. Thần thiếp nghĩ rằng, Trấn Ninh Hầu đã dẫn binh ra ngoài thì thôi, nếu ngay cả Trấn Quốc tướng quân cũng dẫn binh đi, thì ai sẽ là người bảo vệ bệ hạ, ai bảo vệ kinh thành đây. Nàng nói cũng không phải không có lý, Thiên Hy đế gật đầu. Tử Yên thấy thế bèn nói, ban nãy lỗ vương điện hạ không phải đã nói rồi sao, đám giặc cỏ kia chẳng qua chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. Nếu đã là vô danh tiểu tốt thì cần gì Trấn Quốc tướng quân phải ra trận. E rằng quan phủ địa phương triệu tập binh mã cũng có thể bình định được. Ái Phi nói có lý, Thiên Hy đế lại gật đầu, nếu vậy thì cứ kệ bọn họ đi. Từ Yên khẽ cười, biết lời nói của mình đã có hiệu quả. Nếu Lỗ Vương muốn đuổi Trấn Quốc tướng quân ra khỏi kinh thành thì nàng cứ muốn để ông ta ở lại đấy. Lỗ Vương đợi hơn nửa ngày, chẳng những không đợi được ý chỉ phái binh chi viện Trấn Ninh Hầu. Mà ngay cả ý chỉ phái Trấn Quốc tướng quân lãnh binh đi Bình Định giặc cỏ cũng chẳng có, hắn ta nhất thời cảm thấy hoang mang vô cùng rõ ràng là trước khi hắn rời đi phụ hoàng đã xuôi theo ý hắn rồi kia mà vì sao đến tận bây giờ người vẫn không hạ chiếu chỉ rốt cuộc là đã quên hay là đã đổi ý rồi hắn nghĩ tới nghĩ lui chỉ sợ hàn vương gây cản trở vì thế hắn tìm cơ hội chặn tử yên ở ngự hoa viên hỏi nàng ta nguyên do của chuyện này tử yên cười nhạt ta chẳng qua chỉ là một phụ nhân trốn thâm cung làm sao biết được tâm tư của bệ hạ lỗ vương điện hạ thật sự đã đánh giá cao ta rồi nói xong nàng không thèm nhìn hắn lấy một cái là lướt rời đi trước thái độ của nàng lỗ vương tức đến nỗi chán nổi đầy gân xanh con đĩ này thật sự không coi mình ra gì rồi phải không đợi sau này hắn lên làm thái tử nhất định sẽ xử lý con đĩ này đầu tiên tử yên đi được một đoạn mới dừng lại nàng quay người qua cành cây sum xê trông thấy vẻ mặt đằng sắc khí của hắn khuôn mặt nàng cũng lập tức trở nên âm trầm nương nương tống thị vệ muốn gặp người đúng lúc này lục nhi sải bước tới trước mặt nàng khẽ bẩm báo tống siêu muốn gặp mình ư tử yên hơi bất ngờ đây là lần đầu tiên hắn như vậy bình thường nàng qua đấy người đó lúc thì đối xử hờ hững với nàng lúc thì chửi nàng như tát nước chưa bao giờ hòa nhã với nàng thậm chí còn không muốn nhìn thấy nàng sao lần này lại chủ động gặp nàng nhỉ hắn có thân phận gì muốn gặp bản cung thì bản cung phải đi gặp chắc ngay sau đó nàng cười gần một tiếng dường như lục nhi không ngờ nàng ta sẽ từ chối sau giây phút sững sờ nàng sải bước theo nàng ta vốn muốn lên tiếng khuyên nhủ nhưng nghĩ kỹ lại thôi về đến cung thái cực thiên hy đến vẫn đang ngủ say sau khi uống đan dược tử yên ngồi một mình cạnh cửa sổ qua hồi lâu nàng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi hắn gặp ta là muốn nói chuyện gì lục nhi phải mất một lúc mới nhận ra rằng nàng ta đang ám chỉ tống siêu vội vàng lắc đầu nô tỳ không biết tử yên không nói gì nữa không lâu sau nàng cuối cùng cũng dằn lòng chẳng đặng mà đứng lên bản cung muốn xem xem hắn có ý đồ gì lục nhi thoạt nghe đã biết ngay nàng ta định đi gặp tống siêu nàng thở phào nhẹ nhõm vội vàng hầu nàng ta thay đổi. Trong một tòa thành nhỏ ở quân Tây Nam, Triệu Ân lật xem thư mật, quân y bên cạnh giúp hắn xử lý miệng vết thương nứt toác bên tay trái, máu tươi nhanh chóng thấm ra băng vải trắng. Triệu Ân chỉ cho mày mà không chớp mắt lấy một cái, sau khi đọc xong hắn ném thư mật kia vào chậu than, nhìn nó hóa thành cho bụi trong nháy mắt. Mọi việc đều giống như điện hạ suy đoán, bệ hạ không hề phái binh chi viện cho Trấn Ninh Hầu, e rằng trận chiến này hầu ra phải chịu khổ rồi, Trừ Lương nói. Triệu ân cười lạnh, từ trước đến giờ phụ hoàng luôn là người thiếu chính kiến nay trong triều có triệu phủ hậu cung có nguyệt quý phi kia hai người này mà hợp lực thì tất nhiên có thể dỗ ông ấy đến chóng váng mặt mày nào còn quan tâm gì đến sống chết của trấn ninh hầu sợ rằng hiện giờ phụ hoàng vẫn không biết là quận tây nam không chỉ có dân phỉ mà còn có cả ngoại địch quấy nhiễu biên giới nhưng phụ hoàng không phái binh đi tri viện cũng tốt như vậy thì trấn ninh hầu sẽ không có thời gian đi làm chuyện khác tự nhiên sẽ không rảnh mà can thiệp vào đại sự của cô hắn ngừng một chút rồi hỏi tiếp bên phía trình thiệu đường thế nào rồi thiệu đường huynh đệ cơ bản đã dẹp sạch loạn thổ phỉ ở thành mạc thuộc hạ tin chắc rằng chẳng mấy chốc hắn sẽ dẫn binh tụ hợp với trấn ninh hầu cùng nhau chống lại người tây nhung đoán chừng trấn ninh hầu định nhân cơ hội này giáng cho tây nhung một đòn nặng nề giải quyết vấn đề tây nhung trong một lần vì vậy mới dâng tấu yêu cầu tri viện nay chuyện viện binh không thành song phía vương đình tây nhung cũng không thái bình ta tin rằng trận chiến này sẽ không thể kéo dài quá lâu và cũng có thể nó sẽ chẳng đi đến đâu triệu ân xoa cảm phân tích Bảo Lục Nhi nghĩ cách thuyết phục Nguyệt Quý Phi phò tá bát hoàng tử lên ngôi thái tử. Đương nhiên, trước đó phải để triệu phủ nếm được vị ngọt đã, bởi chỉ khi sắp leo lên đỉnh cao lại bị người ta đẩy xuống, hắn mới càng đau đớn, càng hận hơn. Một lát sau, hắn quỷ quyệt nói. Trừ lương đương nhiên hiểu ý của hắn, lập tức cho người đi làm. Tuy thiên hy đế không lên chiều, nhưng vẫn có rất nhiều triều thần nhiệt tình với việc xác lập tân thái tử. Bệ hạ không lên chiều cũng không sao, bọn họ sẽ tác động vào hậu cung. Ngay sau đó, chốc chốc lại có cáo mệnh phu nhân của các phủ vào cung thỉnh an nương nương và cung thái cực trở thành trọng tâm của kế hoạch này ngặt nỗi nguyệt quý phi của cung thái cực không có nhà mẹ đẻ dẫu mọi người muốn làm thân với nàng cũng không biết xuống tay từ đâu tử yên vô cùng hưởng thụ sự nịnh nọt lấy lòng của các cáo mệnh trước đây những phụ nhân xuất thân cao quý đó ai cũng coi thường nàng còn bây giờ thì sao ai cũng đon đả tìm đủ mọi cách để lấy lòng nàng bọn họ có khác gì tú bà ở lầu bách hoa đâu chứ nhìn những người này phủ phục dưới chân của nàng trong lòng nàng xuất hiện những khoái cảm vặn vẹo tuy nhiên nàng bất giác nhớ đến lời khuyên mấy hôm trước của lục nhi nếu muốn vinh hoa phú quý lâu dài sau này tốt nhất là để con của mình lên ngôi kế vị nếu không có con thì cùng lắm cũng phải chọn một đứa dễ khống chế mà nàng hiểu rất rõ về cơ thể của mình rằng kiếp này nàng không thể có thai vậy thì chỉ còn một lựa chọn duy nhất đó là chọn một hoàng tử dễ khống chế hơn nữa hoàng tử này chắc chắn không thể là lỗ vương hay hàn vương nhất là lỗ vương chỉ sợ ngày hắn có được quyền thế cũng chính là ngày chết của mình bát hoàng tử là sự lựa chọn tốt nhất với nàng nó là ấu tử của bệ hạ năm nay chưa đầy 9 tuổi sinh mẫu là giang quý nhân có xuất thân thấp hèn nhà ngoại cũng không có thế lực vì thế nó là đứa trẻ dễ khống chế nhất xong để tránh lỗ vương gây khó dễ nàng vẫn chưa thể để lộ quyết định này nàng thâm nảy ra một ý tưởng trong lúc nói chuyện sẽ lơ đãng hùa theo những lời khen ngợi lỗ vương các vị cáo mệnh đều là người tinh tường nhanh chóng hiểu rõ ý nàng xem ra vị quý phi nương nương này quả nhiên như lời đồn nàng ta chính là người mà lỗ vương cài bên cạnh bệ hạ đương nhiên nàng ta cũng hy vọng lỗ vương có thể leo lên vị trí kia trong nháy mắt có người thất vọng có người mừng thầm cũng có người căm ghét ở ngoài cung lỗ vương nhanh chóng hay tin về thái độ của nguyệt quý phi trong lòng đắc ý không thôi xem ra con đi đó cũng khá thức thời đấy chí ít vẫn biết không có mình thì nàng ta sẽ không có vinh hoa phú quý như ngày hôm nay đến lúc này hắn càng thêm chắc chắn rằng ngôi vị thái tử sẽ là của mình nhưng không ngờ trong lòng tử yên lại có mưu đồ khác nàng ta đã dần dần đẩy bát hoàng tử vào tầm mắt của thiên hy đế đồng thời khơi mào thành công suy nghĩ sắc phong bát hoàng tử làm thái tử của thiên hy đế dưới sự thúc đẩy của người có mưu đồ riêng tin đồn về việc bệ hạ sắp lập lỗ vương làm thái tử nhanh chóng lan ra chưa đến nửa canh giờ quan viên lớn nhỏ trong triều đã nhận được thông tin các triều thần vốn muốn tiếp tục quan sát cuộc tranh giành ngôi vị nhanh chóng bày tỏ lòng trung thành với lỗ vương không lâu sau trước cửa phủ lỗ vương ngựa xe như nước quan viên ra vào tấp nập còn lỗ vương thì tỏ ra nghiễm nhiên như thái tử thật hàn vương tức đến nghiến răng nghiến lợi nhưng cho dù là ở trong triều hay ở hậu cung thì thế lực của hắn cũng không bằng lỗ vương nay thiên hy đế đã quyết định dẫu hắn muốn dãy chết một lần cũng khó cuối cùng vào ngày thiên hy đế lên triều đám triều thần đều kích động không thôi ai cũng đoán rằng bệ hạ định chính thức công bố xác lập lỗ vương làm thái tử lỗ vương đứng thẳng lưng trên mặt nở một nụ cười tươi tắn thoạt nhìn trông như quân tử khiêm tốn nhã nhặn thế nhưng ánh mắt đầy vẻ đắc ý hàn vương thấy mà hận đến thấu xương phì làm bộ làm tịch quả nhiên thiên hy đế chủ động nhắc tới chuyện xác lập tân thái tử lỗ vương thấy xung quanh có vô số ánh mắt đổ dồn về phía mình thì ngoài mặt càng tỏ ra khiêm tốn nhưng khóe miệng lại không sao đè xuống được mà cứ thể cong lên cho đến khi ba chữ bát hoàng tử truyền tới nụ cười trên mặt hắn vụt tắt không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy đám quần thần ai cũng ngớ ra bọn họ không màng lễ nghi ngẩng phát đầu lên nhìn thẳng vào thiên nhan trông thấy thiên hy đế khép hờ đôi mắt chậm rãi nói không thiên dám sẽ chọn này lành thắng tốt để tiến hành làm lễ sắc phong bắt hoàng tử sẽ chuyển đến cung thái cực để nguyệt quý phi nuôi dưỡng đám quần thần lập tức rộ lên nhưng thiên hy đế đã phất áo rời đi không muốn nói thêm bắt hoàng tử vậy mà phụ hoàng lại chọn một tên oát con lên làm thái tử không đúng đây chắc chắn không phải ý định ban đầu của phụ hoàng nhất định là con đĩ kia giở trò ngăn cản nếu không phụ hoàng làm sao có thể để bát hoàng đệ dọn tới cung thái cực ở lỗ vương không phải kẻ ngốc vừa ngẫm đã thông suốt tất cả mọi chuyện hắn cả giận sắc khí bừng bừng ha 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 là bát hoàng đệ hóa ra là bát hoàng đệ ôi nhị hoàng huynh thật sự xin lỗi khiến huynh phải mừng hụt một phen rồi trong điện bỗng nhiên phát ra một chàng cười to mọi người quay đầu lại thấy hàn vương đang nhìn lỗ vương cười hả hê hàn vương cực kỳ sung sướng thứ hắn không có được triệu phủ cũng đừng hòng có được Sắc lập thái tử là chuyện vô cùng quan trọng, hơn nữa náo nhiệt ở phủ lỗ vương trước đó đã khiến dân chúng mặc định rằng vị trí thái đã nằm trọn trong lòng bàn tay hắn. Nhưng chỉ trong nháy mắt, ý chỉ của bệ hạ về việc sắc phong bát hoàng tử làm thái tử đã lan truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ trong kinh thành. Đương nhiên Lăng Ngọc cũng nghe được tin tức này, nàng hồi lâu không thể hoàn hồn. Cho nên, kiếp này lỗ vương vẫn không được làm thái tử mà bị bát hoàng tử chưa tròn 9 tuổi hẫng tay trên. Nhớ đến hành động của lỗ vương sau khi để mất vị trí thái tử, nàng dùng mình, lập tức gọi lăng đại xuân tới vội vàng bảo hắn cất kỹ tiền của và những vật có giá trị trong nhà đến cả lưu phương đường cũng phải đóng chặt cửa lớn không kinh doanh nữa lăng đại xuân không hiểu chuyện gì xảy ra lăng ngọc không thể nói với hắn rằng kiếp trước lỗ vương khởi binh tạo phản chỉ đành cân nhắc nói lỗ vương để mất vị trí thái tử át sẽ không chịu để yên hiện giờ đang là thời buổi rối ren không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất chúng ta có sự chuẩn bị vẫn tốt hơn lăng đại xuân nhìn nàng chăm chú hồi lâu rồi cũng tự cảm thấy đúng hắn lập tức bắt tay vào việc thu dọn cất kỹ từng đồ đáng tiền trong nhà lăng ngọc thậm chí còn bảo hắn giấu đi mấy bao gạo khoai lang và những thực phẩm khác không chỉ thế nàng còn lén mua nhiều đồ từ chợ đông phố tây về tuy lăng đại xuân chẳng hiểu gì cả nhưng cũng không hỏi nhiều mà nhất mực làm theo các con đang làm gì vậy sao trông như là sắp vào nạn đói thế châu thị thấy vậy khó hiểu hỏi ngược lại lăng tú tài chỉ đăm chiêu nhìn hai huynh muội họ bận bịu không hỏi gì nhiều cũng không lên tiếng ngăn cản sau khi thu dọn xong đồ đạc Lăng Ngọc lo lắng đi tới đi lui mấy lần, sau khi xác nhận không làm người khác sinh nghi nàng mới yên tâm hơn và rời đi. Nguy to rồi, lỗ vương tạo phản, hôm nay, Lăng Đại Xuân mồ hôi đầm đìa chạy từ bên ngoài về, về tới nhà không thèm lau mồ hôi trên trán mà đã vội nói. Cuối cùng thì cũng đến. Chuyện khiến nàng nơm nớp lo sợ bấy lâu cuối cùng cũng có kết quả, Lăng Ngọc đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Cũng may kiếp này nàng đã sớm có chuẩn bị, hơn nữa vì có mối quan hệ của Quách Kỳ ở huyện Thanh Hà mà loạn phỉ tạm thời vẫn chưa lan rộng. Còn lỗ vương, kiếp này hắn còn chưa về đến đất phong mà đã giấy binh tạo phản e rằng hắn định bức vua thoái vị đúng lúc này cổng lớn bị người ta đập mạnh lăng ngọc giật thót ôm lấy bé đá đang sợ đến nỗi rúc vào cạnh nàng lăng đại xuân thì tiến lên một bước chắc trước mặt mẹ con nàng cùng với phu phụ lăng tú tài và dương tố vấn vừa bước ra ngoài sau khi nghe thấy tiếng động lạ cổng lớn bị người ta đập sầm sập bên ngoài truyền vào tiếng mắng chửi đầy tức giận của nam tử nhưng đập hồi lâu vẫn không mở được tiếng mắng cũng cũng nhỏ dần đi một lúc lâu sau tiếng đập cửa vang dội cũng dừng lại thế nhưng khi mọi người vảnh tai nghe ngóng thì lại nghe thấy những tiếng chửi bới tiếng khóc lóc tiếng cầu xin văng vẳng đâu đây đây là nhân lúc cháy nhà đi hôi của lăng tú tài thở dài lăng ngọc mím chặt cánh môi lỗ vương không cam lòng khi mất đi ngôi vị thái tử vì thế hắn đã lập tức cầm kiếm xông vào cung thái cực với ý đồ giết chết nguyệt quý phi và bát hoàng tử nào ngờ chuyện không thành mà lại ngộ thương thiên hy đế sau khi hốt hoảng rời khỏi cung hắn nghĩ trước nghĩ sau và quyết định bức vua thoái vị. Còn Triệu Uân, hắn là người đầu tiên biết được tình hình trong kinh, sau khi đọc xong thư mật thì ném đi, cười khẩy. Cô đúng là coi thường Triệu Dịch rồi, vốn tưởng rằng hắn bị giam trong thiên lao sẽ là chỉ có đường chết, không ngờ hắn ta vẫn có bản lĩnh phản kích. Xem ra phụ nhân vẫn chỉ là phụ nhân, ngoài mặt có tàn nhẫn đến đâu, Trung Quy vẫn không thoát được chữ tình. Đúng là làm khó cho Tống Siêu kia rồi, đường đường là nam tử hán đại trưởng phu mà còn phải khai triển Mỹ Nam Kế để mê hoặc lòng người thông báo cho trình thiệu đường chuẩn bị về kinh lần này chúng ta sẽ cho những kẻ đuôi mù kia sáng mắt ra cho chúng thấy ai mới là người mang thiên mệnh trần ninh hầu đang lau trường kiếm thì dừng lại sau đó chậm rãi đặt trường kiếm lên bàn. nhìn chằm chằm vào trình thiệu đường đang quỳ trên đất một lúc sau ông mới trầm giọng nói nếu là lệnh của thái tử thì ngươi về kinh đi tuy bản tướng chưa chắc đã có thể san bằng tây nhung nhưng vẫn nắm chắc chín mười phần là có thể chặn đường tiến lên phía bắc của chúng lần này các ngươi về kinh nhất định phải đặt việc bảo vệ thánh giá làm nhiệm vụ hàng đầu. Trình Thiệu Đường, bản tướng phó thác sự an uy của bệ hạ cho ngươi. Trình Thiệu Đường chắp tay làm lễ với ông, trịnh trọng nói, tướng quân yên tâm, mà tướng nhất định sẽ đặt sự an nguy của bệ hạ lên đầu. Trần Ninh Hầu nhìn xoáy vào chàng, nói, ngươi đi đi, mong ngươi nhớ kỹ những lời mình nói. Bệ hạ Trung Quy đã già rồi, Giang Sơn này sớm muộn cũng phải giao cho lớp trẻ, không phải là thái tử thì cũng là những hoàng tử khác nếu để hạng súc sinh ngỗ ngược bất hiếu như lỗ vương cướp mất ngôi vị thà trao nó cho thái tử một cách danh ngôn thuận còn hơn ông dõi theo bóng lưng của trình thiệu đường mà không khỏi thở dài trong số các hoàng tử của bệ hạ nào có mấy ai tâm tư đơn thuần ngay cả thái tử danh chính ngôn thuận kia chẳng phải cũng đùa bỡn mọi người trong lòng bàn tay hay sao đến cả bệ hạ cũng là con cờ trong ván cờ của hắn huống chi là một hầu gia còn con như mình suy cho cùng vẫn là người trong hoàng thất sự tàn nhẫn đã khảm trong xương cốt của họ không ai có thể sánh được Trình Thiệu Đường nhanh chóng dẫn một đội binh sĩ tụ họp với Triệu Ân, Trấn Ninh Hầu thì thay đổi chiến lược, không còn đối chiến trực diện với quân Tây Nhung nữa mà tập trung vào việc phòng thủ và đánh tập kích bất ngờ. Thế nhưng, trong quân dần dần thiếu thốn lương thực, hàng tiếp tế đã lâu chưa đến, ông không khỏi có chút lo lắng. Kinh thành đại loạn, đương nhiên chẳng ai rảnh quan tâm đến tiền tuyến, hiện giờ chỉ có mong thái tử mau chóng bình định tình hình rối ren ở kinh thành, nếu không, sau một thời gian dài, đừng nói là nạn thổ phỉ trộm cướp ngày càng nhiều mà ngay cả những tiểu quốc xung quanh vốn đã lăm le bờ cõi của ta cũng sẽ rục dịch ngóc đầu dậy đến lúc đó triều đình mới thật sự gặp nguy hiểm hiện giờ lương thực thiếu thốn e rằng các vị tướng sĩ phải thắt lưng buộc bụng một phen có thể tiết kiệm được cái gì thì tiết kiệm cố gắng chống đỡ thêm mấy ngày nữa ta đã sai người ra roi thúc ngựa báo cáo tình cảnh nguy khốn ở quân tây nam cho thái tử điện hạ tin rằng không lâu nữa thái tử điện hạ sẽ bố trí tiếp tế lúc này ông triệu tập các vị tướng sĩ tới để trình bày rõ về tình cảnh khó khăn hiện giờ Nói tới việc tiết kiệm, chi phí hàng ngày của nhóm dân phỉ bị trình hiệu ý bắt trước đó cũng không nhỏ. Mà tướng cho rằng đó là những việc không cần thiết, có tướng lĩnh trầm giọng nói. Những người trình thiệu đường bắt được kia là dân mà cũng là phỉ, tuy là phỉ nhưng chưa đến nỗi phải chết. Vốn định sau khi bình ổn chiến sự sẽ giao hết cho quan phủ xử lý, nên phán thế nào thì phán thế đó. Nhưng hiện giờ, nếu là bọn trộm cướp làm đủ loại tội ác, giết người, phóng hỏa, cướp của thì đương nhiên phải giết. Một lát sau, ông lạnh lùng hạ lệnh. Vâng, mà tướng sẽ đi giải quyết bọn chúng ngay ngay sau đó có tướng lõ nhận lệnh rời đi có tướng lĩnh mấp máy khóe môi giống như muốn khuyên bọn họ vài câu nhưng vừa nghĩ đến tình cảnh khốn khó trong quân hiện giờ hắn lại không đành lòng nói ra thiên hy đế không màng chính sự đã lâu trấn ninh hầu thì dẫn binh đi xa nạn phỉ ở khắp nơi trong trung nguyên vô số nạn dân tràn vào kinh thành hiện tại lỗ vương lại khởi binh tạo phản chuyện xảy ra quá bất ngờ ngự lâm quân trong cung không kịp trở tay trơ mắt nhìn lỗ vương dẫn binh mã xông vào cửa cung thấy kinh thành loạn lạc bọn trộm cướp hung hãn chờ thời cơ hành động chúng nhanh chóng cướp bóc tiền tài trong kinh rồi rút lui trước khi kinh triệu doãn ngũ thành binh mã ti và quan phủ kịp phản ứng lăng ngọc vẫn đóng chặt cửa để đề phòng vạn nhất thậm chí còn chuyển hết đồ nặng trong nhà ra chắn sau cửa chỉ sợ lũ cướp hung hãn phá cửa xông vào cả nhà nơm nớp lo sợ ban đêm cũng không dám ngủ hết mà thay nhau canh cổng nhất là nam tử trắng niên duy nhất trong nhà như lăng đại xuân hắn cả ngày lẫn đêm đều không dám nhắm mắt cho thị thấy mà xót so xa cương quyết kéo hắn về phòng ép hắn đi ngủ để dưỡng sức may mắn thay cánh cổng do trình thiệu đường đóng ngày đó khá là vững chắc hơn nữa bọn trộm cướp cũng không dám nán lại lâu thấy không xông vào được thì nhanh chóng đổi nhà sau mấy lần như thế thủ vệ trong kinh đã bắt đầu lên kế hoạch ứng phó không biết bây giờ ở ngoài sao rồi còn cả huyện thanh hà của chúng ta nữa chỉ mong bọn cướp này đừng tới đó châu thị lo lắng không thôi lăng ngọc an ủi mẹ yên tâm huyện thanh hà của chúng ta giờ vẫn an toàn lắm không bị ảnh hưởng đến đâu Kiếp trước huyện Thanh Hà gặp phải chiến loạn có lẽ là vì cách đất phong của Lỗ Vương không xa, kiếp này Lỗ Vương chưa về đất phong đã khởi binh, nên huyện Thanh Hà coi như thoát nạn. Nhưng trung quy thôn trình gia vẫn còn Vương thị và Trình Thiệu An, Lăng Ngọc cũng không hoàn toàn yên tâm. Mặc dù đám cướp nhân lúc cháy nhà đi hôi của đã rút đi rất nhiều, nhưng trong kinh vẫn còn rất hỗn loạn, hầu hết các nhà vẫn đóng kín cửa, chỉ sợ kiếp nạn bỗng dưng ập đến, ai cũng mong tai họa này mau chóng qua đi. May mà Ngọc tỷ cơ trí, biết chuẩn bị lương thực trước nếu không bây giờ kể cả có tiền sợ rằng cũng chưa chắc đã mua được nhiều đồ ăn như vậy dương tố vấn ăn củ khai nướng thơm phức cảm khai nói lăng ngọc mỉm cười không tiện nói với nàng ấy rằng đó chẳng qua chỉ là kinh nghiệm kiếp trước của mình nàng đưa củ khoai đã bóc xong vỏ cho bé đá đang thòm thèm nhìn mình bé đá a à âm cắn một miếng mùi vị thơm ngọt thằng nhóc ăn vui vẻ đến nỗi mắt híp cả vào khi thằng nhóc ăn hết một củ khoai ăn thêm bát cháo lăng ngọc mới vỗ vỗ cái bụng căng phình của nó vắt khăn ẩm lau mồm rồi rửa tay cho bé, xong đâu đó thì vỗ cái mông đúng đính của nó, bảo nó ra sân chơi với Lăng Đại Xuân. Thấy thằng nhóc nhảy lao về phía Lăng Đại Xuân và phát ra những chàng cười vô tư lự, những phiền muội trong lòng nàng vô thức bị thổi bay. Nàng cảm thấy cuộc sống hiện giờ thực ra rất tốt, dù có xảy ra chiến tranh loạn lạc thì nàng cũng không cần chạy nạn nữa, càng không cần lo nhi tử sẽ đói bụng, giờ nàng chỉ cần tìm cơ hội thích hợp để đón mẹ chồng ở thôn Trình ra tới đây, cả nhà sẽ chính thức đoàn viên. Nói về Lỗ Vương, sau khi dẫn binh sông vào hoàng cung hắn không nói một lời giết thẳng vào cung thái cực nhưng ngự lâm quân phản ứng rất nhanh lính sông ra từ bốn phía giao chiến kịch liệt với bọn họ trong thời khắc giết chóc tiếng binh khí giao nhau tiếng kêu gào thảm thiết vang vọng khắp cung điện thiên hy đế hay tin lỗ vương dẫn binh sông vào cung với ý đồ mưu phản bức vua thoái vị thì tức đến nỗi mặt đen ngòm cơ thể run lên bần bật có mấy lần thái giám tổng quản bên cạnh ông nghĩ rằng ông sẽ bất tỉnh vì tức giận nhưng lần này ông lại kiên trì không để mình gục ngã buồn cười chấm quyết không tha cho thằng nghịch tử này. Trấn Ninh hầu đâu, lập tức kêu Trấn Ninh hầu tới đây hộ giá. Thiên Hy Đế giống lên giận dữ. Bẩm bệ hạ, Trấn Ninh hầu còn đang ở quận Tây Nam dẹp loạn ạ. Cuối cùng có một thái y nhỏ tuổi khẽ đáp. Khốn nạn, Thiên Hy Đế đá hắn một cái, cả người cũng lảo đảo theo. Cuối cùng ngã huỵch một cái xuống đất, làm cung nữ và thái giám bên cạnh ông cuống cuồng xông tới ba chân bốn cẳng định đỡ ông dậy. Nguyệt quý phi đâu? Thiên Hy đế cả giận gạt phăng những cánh tay muốn đỡ mình ra, ngó nghiêng xung quanh không thấy Tử Yên nên hỏi. Đám cung nữ và thái giám đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng loạt lắc đầu tỏ ý không biết. Mà lúc này đã có một nhóm ngự lâm quân cấp tốc tới, bảo vệ chặt chẽ những người trong điện. Nghịch tử kia thế nào rồi, đã bắt được nó chưa? Thiên Hy đế cũng chẳng rảnh lo cho Nguyệt Quý phi gì nữa, vội truy hỏi. Bẩm bệ hạ, binh mà Tề Vương dẫn theo đang giao chiến với Trấn Quốc tướng quân và Lý thống lĩnh, thuộc hạ phụng mệnh Lý Thông lĩnh tới đây bảo vệ bệ hạ. Được, tốt lắm chỉ cần là những người có công hộ giá trẫm nhất định sẽ thưởng thật hậu hĩnh hay tin trấn quốc tướng quân cũng dẫn binh mã vào cung hộ giá thiên hy đế mừng rỡ cảm thấy may mắn vì lúc đó nghe lời nguyệt quý phi mà không điều trấn quốc tướng quân rời khỏi kinh nếu không e rằng hôm nay thằng nghịch tử kia đã đắc thắng rồi lúc này tử yên đang cấp tốc mở cửa buồng giam cứu người ra vừa mở được cửa nàng đã xông vào kéo tay của tống siêu ra ngoài đi mau rời khỏi đây lỗ vương đang bức vua thoái vị bây giờ đã xông vào trong cung rồi Tống Siêu kinh ngạc, vùng ra khỏi tay nàng, ta phải đi cứu Tề Vương điện hạ. Tử Yên thấy hắn vùng ra, vừa bực vừa cuống, đi theo sau hắn mắng, bên cạnh Tề Vương có phải chỉ có một mình chàng đâu, lẽ nào bọn họ không đi cứu mà cứ phải đợi chàng sao? Mau theo thiếp rời khỏi đây, nếu người của Tề Vương giết tới, ta và chàng đều khó giữ cái mạng này. Tống Siêu phớt lờ nàng, sải bước càng ngày càng nhanh. Tử Yên thở hồn hển đuổi theo, gấp đến nỗi nước mắt sắp sánh ra, trong khi bóng lưng của tống siêu càng ngày càng xa thì bỗng nhiên một nam nhân mặc đồ thị vệ xông tới đâm kiếm về phía nàng á à, nàng sợ đến mức kêu lên thất thanh tránh được một kiếm đầy hung hãn sau đó cất bước chạy vừa chạy vừa khóc la tống siêu cứu thiếp với đột nhiên chẳng hay đá trúng thứ gì mà nàng loạn choạng cả người ngã nhào ra đất còn tên thị vệ đuổi giết nàng cũng đã cầm kiếm đuổi tới giơ cánh tay lên nàng chỉ cảm nhận được ánh sáng lóe lên trói mắt trường kiếm sắp đâm vào cổ họng nàng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh nam tử đột nhiên quát lớn một tiếng nàng còn chưa kịp định hình thì tên thị vệ kia đã bị người ta đá ra mấy trượng ngay sau đó nàng trông thấy tống siêu quay lại đánh nhau với người nọ sau khoảng chục hiệp tống siêu đánh một quyền nặng nề lên ngực người nọ thừa lúc hắn thối lui cướp lấy binh khí trên tay hắn sau đó vung tay lên máu tươi bắn tung tóe thị vệ kia rên lên một tiếng rồi mất mạng đi mau tống siêu kéo nàng đứng dậy không dám nán lại lâu bèn kéo nàng chạy về phía thiên lao không biết chạy bao lâu Tống Siêu chợt thấy phía trước có hai bên đang giao đấu, thoạt nhìn hắn đã nhận ra ngay bóng dáng của Đường Tấn Nguyên trong số đó. Còn người Đường Tấn Nguyên đang vung kiếm bảo vệ không phải ai khác, mà chính là Tề Vương. Hắn lập tức mừng rỡ, không thèm để ý tới Tử Yên nữa, nhấc trường kiếm gia nhập trận chiến. Tử Yên vừa tức vừa hận, nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ đành trơ mắt nhìn hắn bỏ lại mình. Trong cung thái cực, hộ vệ bên cạnh Thiên Hy lần lượt ngã xuống, trường kiếp của Lỗ Vương chĩa về phía ông, từng bước bước ông ngồi lên sạp dài. Nghịch tử, thiên hy đế chưa từng bối rối như vậy ông nghiên răng nghiến lợi mắng phụ hoàng người già rồi không còn minh mẫn nữa đã đến lúc người phải nhường lại ngôi vị này cho người hiền đức rồi nếu không phải phụ hoàng quá mức thiên vị nhi thần sẽ không làm đến bước này triệu ân cũng thôi đi hắn tốt số vừa là đích vừa là trưởng cho dù nhi thần không cam lòng thì cũng chỉ nhẫn nhịn và cố gắng tiếp nhận nhưng thằng oát con như bát hoàng đệ thì là cái thá gì vậy mà phụ hoàng lại nghe lời phụ nhân xác lập nó làm thái tử người đặt nhi thần ở đâu phụ hoàng là người bất nhân trước nên không thể trách nhi thần làm ra loại chuyện này được nếu người ngoan ngoãn viết chiếu chỉ truyền ngôi nhi thần cho phép người dưỡng già trong cung thái cực này còn không nói đến đây trường kiếm trong tay lỗ vương dịch sát gần cổ thiên hy đế một tấc làm ông ta sợ đến nỗi mắt cắt không còn một giọt máu may 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 thiên hy đế vừa sợ vừa hận vừa không cam lòng không muốn để cho hắn được toại nguyện sắc mặt lỗ vương càng nặng nề hơn nếu không vì sợ tội danh giết cha bị lưu muôn đời e rằng hắn đã vung kiếm cắt qua cổ thiên hy đế Phụ hoàng, trước giờ người không màng chính sự mà chỉ chuyên tâm tu đạo, triều đình này có người cũng như không, người nhìn xem đất nước rơi vào tình cảnh gì rồi. Nạn phỉ, nạn binh hỏa, ngoại địch, dân chúng dày đây mai đó, quốc khố số vào chẳng bằng số ra. Dưới sự thống trị của người, Trung Nguyên sớm muộn gì cũng sẽ chìm trong cảnh điêu tàn, dân chúng oán than dậy đất, mà tất cả những điều này đều bắt nguồn từ một hôn quân như người. Một kẻ lầm cẩm vô lý như người, vì sao còn chiếm giữ hoàng vị này làm gì? Thiên Hy Đế bị hắn mắng cho khuôn mặt lúc đỏ lúc trắng, nhìn trông cực kỳ thú vị cuối cùng ông ta không nhịn nổi mà chửi ầm lên thằng con bất hiếu kia mày kiểu gì cũng bị trời phạt trẫm có thế nào cũng tự có người đời sau đánh giá không đến lượt mày ở đây phát ngôn bừa bãi hoàng vị của trẫm có thể truyền cho bất cứ hoàng tử nào nhưng chắc chắn sẽ không truyền cho một thằng xúc sinh đại nghịch bất đạo như mày lỗ vương nghe vậy thì lòng sinh căm hận hắn nghĩ nếu ông ta đã ngang ngạnh như thế chi bằng hắn đã làm thì làm cho chót dù sao lịch sử là do kẻ thắng viết tiền triều có thái tông hoàng đế giết huynh giết đệ chẳng phải vẫn được gọi là minh quân hay sao nghĩ vậy hắn động cổ tay đang định giơ kiếm giết chết thiên hy đế ngay tại chỗ bỗng phía sau vang lên tiếng đánh nhau bệ hạ tề vương dẫn người tới đây có binh lính vội vào bẩm báo đến đúng lúc lắm bản vương giết hắn luôn để đỡ phải xử lý thêm lần nữa lỗ vương cười nhạt lập tức truyền lệnh giết không không cần luận tội qua cánh cửa mở hé hắn nhìn thấy tề vương cùng với hơn chục thị vệ bao gồm tống siêu và đường tấn nguyên đang ra sức vung trường kiếm tiến dần về phía cung thái cực đúng là lòng hiếu thảo cảm động trời xanh phụ hoàng tứ hoàng đệ không màng an nguy của bản thân dẫn theo vài tên thuộc hạ còn con tới đây cứu giá kia hắn khinh thường nhìn tề vương đã bị trúng một kiếm ở ngực sau đó mới thông thả nói xúc sinh thiên hy đế tức phát run chỉ mong tề vương có thể nhanh chóng tới cứu giá nhưng khi ông nhìn thấy từng người bên cạnh tề vương lần lượt ngã xuống tia hy vọng mong manh này dần bị dập tắt phụ hoàng con hỏi người một lần nữa người có viết chỉ truyền ngôi cho con không lỗ vương kiên nhẫn hỏi thêm lần nữa thiên hy đế run rẩy cánh môi bởi ông đã nhìn thấy sát hy phừng phừng trên khuôn mặt hắn ông biết nếu lần này mình nghe theo thì người tiếp theo phải bỏ mạng chính là mình lỗ vương thấy ông chỉ run rẩy cánh môi không thốt lên bất kỳ lời mắng nhiếc hay từ chối nào thì biết rằng ông đã thỏa hiệp hắn cười khẩy lập tức có thị vệ đưa cho hắn một tờ giấy trắng để viết thánh chỉ đã chuẩn bị sẵn từ lâu hắn thu kiếm lại cầm lấy thánh chỉ và đặt nó lên trường án tự tay mài mực đen rồi nhét ngự bút vào tay thiên hy đế tay cầm bút của thiên hy đế không ngừng run rẩy bút đã chấm mực nhưng không cách nào hạ bút. Phụ hoàng à, kiên nhẫn của nhi thần có giới hạn. Thấy ông vẫn cố kéo dài thời gian, lỗ vương mất kiên nhẫn nói. Thiên hy đế hận vô cùng, song càng hiểu rõ tình thế bức người, ông không còn lựa chọn nào khác, chỉ đành run tay, chậm rãi hạ bút viết. Phụ hoàng, không thể được, tề vương giết một tên phản binh, ngẩng đầu thì nhìn thấy lỗ vương dơ kiếm thúc ép thiên hy đế, hắn lập tức cảm thấy khẩn trương bởi đã hiểu quá rõ về dự định của lỗ vương. Một tên phản binh lại xông tới, hắn nghiến răng nghiến lợi vung kiếm giết chết gã sau đó ra sức mở một đường máu về phía chính điện thấy tề vương đột nhiên bộc phát sức mạnh phi thường liên tục giết người của mình như vũ bão lại nhìn thấy thiên hy đế hơi chững lại lỗ vương giận tím mặt chĩa trường kiếm vào tề vương đanh giọng hạ lệnh ai giết được triệu dịch sẽ được làm hộ quốc đại tướng quân của bản vương có thưởng ắt sẽ có người dũng cảm xuất hiện ngay sau đó có vô số phản binh đã lao về phía tề vương hai tay khó địch bốn tay tề vương có dũng mãnh đến đâu thì trên người cũng đã trúng vài kiếm đám tống siêu và đường tấn nguyên vừa ra sức giết địch vừa liều mạng lùi về phía sau hắn thiên hy đế thấy người của tề vương liên tiếp ngã xuống thì hoàn toàn tuyệt vọng lỗ vương thấy ông cuối cùng cũng bỏ cuộc thức thời viết tiếp chiếu chỉ truyền ngôi thì hai mắt sáng lên tốt lắm sau ngày hôm nay thiên hạ này sẽ là của hắn đến lúc đó hắn sẽ không tha cho những kẻ đã từng đối địch với hắn hắn sẽ cho bọn chúng lĩnh giáo thủ đoạn của mình sau cùng khi thiên hy đệ viết những nét chữ cuối cùng lỗ vương nhìn rõ ràng khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng vì kích động ngọc tỷ đâu thấy chỉ có thư tay kể cả mãi vẫn không thấy thiên hy đế đóng ngọc tỷ lỗ vương khẩn trương đến nỗi túm lấy cổ áo ông mà hỏi ngọc tỷ ở vù binh bỗng có tiếng xé gió sắc bén phóng tới ngay sau đó là một mũi tên sắc nhọn bay sượt qua phát quan của lỗ vương rồi cắm phập lên giá tử đàn đối diện lỗ vương sợ đến nỗi lạnh sống lưng ai kẻ nào đánh lén ở phía sau hắn quay phát đầu lớn tiếng quát tuy mũi tên nhọn không bắn trúng hắn nhưng cũng đã hất bay phát quan của hắn trong khoảnh khắc ấy mái tóc dài của hắn xõa ra khuôn mặt thì đằng 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 sát khí ánh mắt hung hãn trông hắn chẳng khác gì kẻ điên triệu phủ chỉ dựa vào ngươi mà dám vọng tưởng leo lên hoàng vị cô cho phép sao một giọng nói bình tĩnh từ ngoài cửa truyền tới con ngươi lỗ vương đột nhiên do rụt lại không dám tin mà chừng mắt nhìn bóng người đang bước vào phòng từ cửa sau triệu triệu uân ngươi chưa chết Uân Nhi, gương mặt tràn đầy tuyệt vọng của Thiên Hi Đế vừa thấy Triệu Uân sống sờ sờ trước mặt mình thì thoạt liền sững ra, ngay sau đó là tràn ngập vui sướng. Phụ hoàng, Triệu Uân thong dong làm lễ với ông, sau đó nhìn về phía khuôn mặt thẫn thờ ngơ ngẩn của Lỗ Vương, nhị hoàng đệ vẫn còn sống tốt thế này, làm sao cô dám chết? Không, không thể nào, ngươi, sao ngươi có thể còn sống chứ? Triệu phủ không dám tin vào mắt mình. Rõ ràng sát thủ mà hắn phái đi đã báo rằng người nọ đã rơi xuống dòng nước lũ, chắc chắn sẽ chết. Trên thực tế, Hắn đã âm thầm sai người đi tìm tung tích của Triệu Ân và quả thực đã tìm thấy thi thể, con dấu của Thái tử và quần áo mà xác chết mặc đều chứng minh thân phận của hắn. Triệu Uyên cười nhạt, cô chỉ dùng một thi thể, một con dấu, một bộ quần áo đã lừa được các ngươi rồi. Triệu Phủ à, ngươi trở nên ngây thơ như thế từ lúc nào vậy? Điện hạ, nghịch tặc đã bị bắt hết, đang đợi ngài xử lý. Đúng lúc này, Trình Thiệu Đường rảo bước đi tới, quỳ một gối với Triệu Ân Giờ khắc này lỗ vương mới phát hiện ra tiếng đánh nhau bên ngoài đã dừng lại từ lúc nào không hay, mặt hắn lập tức đại biến. Triệu ân xông vào đây từ khi nào, lúc nào thì hắn đã không chết cục diện, vậy mà hắn mảy may không biết gì cả. Hắn nhìn về phía triệu ân đang mặc nghi phục của thái tử với nét mặt lạnh lùng, rồi nhìn những binh sĩ đứng nghiêm trang phía sau hắn. Nhìn thấy trường kiếm đẫm máu trên tay Trấn quốc tướng quân và khối giáp loang lổ vết máu của trình thiệu đường. Ngay cả tề vương triệu ân cũng đã dẫn số ít thị vệ còn sót lại của mình tiến vào, hắn ta bụng chặt miệng vết thương cam phẫn nhìn mình chằm chặp hắn vô thức lui vài bước oan nhi giết nó đi giết chết thằng nghiệt tử này cho chấm. thiên hy đế thấy tình thế đột ngột xoay chuyển ông ta hét giống với sát khi ngập tràn trong mắt lỗ vương lập tức hoàn hồn rồi hắn đột nhiên cầm kiếm kề lên cổ của ông ta đừng 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 giết chẫm thiên hy đê đế sợ đến mức hét to ít hầu cảm nhận được hơi lạnh bức người chỉ cần đối phương xoẹt nhẹ một cái là ít hầu của ông cũng sẽ đi đời thả phụ hoàng cô giữ có thể giữ lại mạng chó cho ngươi nếu không cô sẽ khiến ngươi phải hối hận vì đã đến thế giới này triệu ân vẫn bình tĩnh mà lạnh lùng nói hừ tha mạng cho ta triệu ân ngươi là kẻ tàn nhẫn đến mức nào chẳng lẽ ta còn không biết sao rơi vào trong tay ngươi mới là sống không bằng chết lỗ vương phỉ nhổ hắn như lòng hắn biết rõ chuyện đến nước này đã không thể cứu vãn được nữa nếu ngươi đã biết tính ta thì không nên trêu chọc cô để tự đâm đầu vào chỗ chết cô co ngươi một cơ hội nữa rốt cuộc ngươi có thả người không đừng hòng đặt điều kiện với cô ngươi không có tư cách ấy cũng không có điều kiện gì có thể thương lượng được triệu ân phất tay các binh sĩ lập tức áp giải hơn chục phụ nhân và trẻ em tới xếp thành một hàng khi đã nhìn rõ người tới là ai lỗ vương cảm thấy máu huyết toàn thân như chảy ngược trong một hàng ấy người đứng ngoài cùng phía bên trái là lỗ vương phi bên cạnh lỗ vương phi là trưởng tử năm tuổi của hắn tiếp đó là các phi tần thị thiếp đang ôm nhi tử của mình thả phụ hoàng cô có thể giữ mạng cho máu mủ của ngươi nếu phụ hoàng có gì bất chắc cô sẽ tắm máu phủ lỗ vương khiến triệu phủ ngươi trở thành cô hồn dã quỷ thật sự trình thiệu đường không ngờ triệu ân còn chuẩn bị cả những thứ này chàng liếc sang người thiếp của lỗ vương gần mình nhất tuy hai chân của nàng đều đang run lẩy bẩy nhưng vẫn ôm chặt đứa bé đỏ hòn trong lòng đứa trẻ này rõ ràng vừa mới ra đời không lâu chàng không thể chịu được mà lập tức quay đi chỗ khác lỗ vương run rẩy cánh môi cánh tay cầm trường kiếm bất giác run lên làm lưỡi gươm cứa vào cổ của thiên hy đế trên cổ ông ta lập tức xuất hiện một vết máu Thiên Hy Đế sợ đến nỗi toàn thân căng cứng, không dám động đậy, chỉ sợ bất cẩn làm trường kiếm cắt qua cổ họng mình. Triệu Ân thấy Lỗ Vương không ý kiến gì, hắn giơ tay ra hiệu, lập tức có thị vệ dùng trường kiếm chĩa về phía thị thiếp đang ôm đứa bé mới sinh. Không không không, đừng giết nô tỳ, đừng giết nô tỳ, nô tỳ không biết gì cả, cũng không làm gì cả. Điện hạ, xin điện hạ cứu tỳ thiếp, cứu tiểu công tử. Thị thiếp sợ đến nỗi suýt nữa ngất xỉu, thút thít cầu xin Lỗ Vương. Cánh tay cầm kiếm của Lỗ Vương càng run lên dữ dội hơn chuyện đến nước này hắn biết mình chạy trời không khỏi nắng nên không hề sợ chết nhưng hắn lại sợ sau khi mình chết huyết mạch của mình cũng không còn và hắn sẽ thực sự trở thành một cô hồn giã quỷ triệu ơn thấy hắn vẫn ngần ngừ bực mình phất tay thị vệ lập tức vung kiếm vào khoảnh khắc trường kiếm sắp đâm vào ngực thị thiếp kia lỗ vương cuối cùng cũng lên tiếng ngăn cản đợi đã thị vệ dừng lại ngay tức khắc thị thiếp vừa mới thoát chết sợ đến nỗi ngã sụp xuống đất ôm chặt nhi tử đang khóc to trong lòng không ngừng rơi nước mắt tiếng khóc của đứa bé mới sinh truyền tới từng ngóc trong điện cũng làm những đứa con khác của lỗ vương sợ hãi khóc theo trong chốc lát tiếng khóc nối tiếp nhau không ngừng vang lên xen lẫn với tiếng rỗ nghẹn ngào của nữ tử tất cả im mồm hết cho cô triệu ân bị tiếng khóc làm phiền đột nhiên lớn tiếng quát vừa dứt lời trừ đứa nhỏ tuổi nhất thì những đứa còn lại đều nín khóc ngay chúng sụt sùi nhưng không còn khóc ra tiếng nữa ta thả phụ hoàng ngươi không được làm hại bọn trẻ chúng chẳng qua chỉ là những đứa trẻ vô tri lỗ vương cuối cùng cũng chậm rãi thu kiếm lại thị vệ lập tức tiến lên dìu thiên hy đến mặt mày tái mét đi xuống cũng thức thời đấy triệu uân cười nhạt lỗ vương thản nhiên lắng nghe hắn đưa mắt nhìn thấy thiếp và con cái của mình trông thấy những gương mặt khiếp sợ kia mà lòng đau như cắt cực kỳ không cam lòng chỉ thiếu một chút một chút chút nữa thôi nếu như xúc sinh thiên hy đế cuối cùng cũng thoát khỏi cơn sợ hãi ông lập tức đẩy thái giám bên cạnh ra lao thẳng đến trước mặt lỗ vương giáng cho hắn mấy cái tát thật mạnh đánh đến nỗi hắn lệch mặt đi khóe miệng dỉ máu Lỗ vương như thể không cảm nhận được đau đớn, hắn để mặc ông ta tát mình hết cái này đến cái khác để trút giận, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm vào triệu ân. Lỗ vương triệu phủ đại nghịch bất đạo, ý đồ mưu sát vua, biếm xuống làm thứ dân, tạm thời giam vào thiên lao, vài ngày nữa xử trảm. Những kẻ đồng đảng cũng sẽ bị xử theo tội này. Khi thiên hy đế cảm thấy nguôi ngoai cơn phẫn nộ trong lòng mới lên tiếng hạ chỉ. Lỗ vương không hề bất ngờ trước những lời ông nói, ánh mắt hắn vẫn dán chặt lên người triệu ân, như thể đang đợi lời nói của hắn. Triệu ân nhướng mày, Cuối cùng, vào thời khắc thị vệ sắp giải triệu phủ đi xuống thì hắn mới từ tốn mở lời, triệu phủ tội đáng muôn chết. Nhưng trung quy những đứa trẻ này đều mang trong mình dòng máu của phụ hoàng, chi bằng miễn tội chết cho chúng, giam chúng lại, không có lệnh triệu kiến thì không cho phép người ngoài tùy tiện ra vào, phụ hoàng thấy sao. Trải qua chuyện lần này, đây chính là thời điểm thiên hy đế tin tưởng hắn nhất, hơn nữa. Khi thấy những đứa cháu phủ lỗ vương đứa lớn nhất mới chỉ có 5 tuổi, nhỏ nhất thì mới sinh được vài ngày, ông cuối cùng vẫn đồng ý. Làm như con nói đi, giam chúng lại với nhau, không được sự cho phép của chấm thì không cho bất cứ ai tùy tiện ra vào. Bây giờ lỗ vương mới rũ đầu, để mặc thị vệ giải mình xuống, cuối cùng cũng chẳng quay đầu nhìn triệu ân lấy một cái. Cảm xúc của trình thiệu đường lúc này rất phức tạp, chàng biết về sau lỗ vương vẫn luôn nhìn chằm chằm thái tử. Đơn giản là đang đợi lời hứa của hắn, một lời hứa có thể khiến con cái của hắn tiếp tục sống. Có thể thấy, một người dẫu có quả quyết tới đâu, có hung tàn đến mức nào thì cũng sẽ lo lắng sau khi chết không có người thờ cúng, trở thành một cô hồn dã quỷ thực sự. Sau khi đám phản quân bị áp giải xuống, Thiên Hy Đế ngồi trên ngự án cao cao, quét mắt nhìn đám người đang quỷ trên đất. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Tề Vương, dịch nhi, nếu ngươi đã có thể thoát khỏi thiên lao, sao còn không tranh thủ chạy trốn, cớ gì còn quay về cứu cô. Biết Phụ Hoàng gặp nạn, sao nhi thần có thể ngoảnh mặt làm ngơ, không để ý đến sự an nguy của Phụ Hoàng mà chỉ lo thoát thân được, Tề Vương cúi đầu thấp hơn, kính cẩn đáp. Ngươi có biết, trốn khỏi thiên lao là tội lớn không thể tha thứ không, Thiên Hy đế nghiêm mặt hỏi. Tống Siêu đang quỳ phía sau Tề Vương cảm thấy cực kỳ bất mãn, đang định lên tiếng phản bác thì Đường Tấn Nguyên ở bên cạnh vội vàng kéo hắn ta lại. Khi hắn ta quay đầu nhìn mình với vẻ khó hiểu, hắn làm khẩu hình nói không được. Như niệm tình lần này ngươi có công cứu giá, hai chuyện bù trừ cho nhau, chấm cũng không muốn so đo với ngươi nữa. Thiên Hy đế phất tay, một lát sau, cuối cùng cũng nhớ đế điểm mấu chốt nào đó. Nếu lần này ngươi đã không màng tới an nguy của bản thân mà kiên quyết tới hộ giá, vì sao ngày đó lại hạ lệnh cho Tống Siêu tới ám sát chấm? Phụ Hoàng Minh dám, Nhi Thần chưa từng sai người làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Chuyện này nhất định có ổn khúc, xin Phụ Hoàng điều tra rõ chân tướng để trả lại sự trong sạch cho Nhi Thần. Tề Vương tận dụng thời cơ, vội nói. Tuy Triệu Uân cũng định bỏ đá xuống giếng, nhưng việc Tề Vương liều mạng hộ giá đã lọt vào mắt các tướng sĩ, vì thế hắn chỉ đành che miệng ho khan. Phụ Hoàng, theo con thấy, chi bằng người hạ chỉ điều tra rõ chuyện này, cô cũng không tin tứ hoàng đệ sẽ làm ra chuyện đại nghịch bất đạo như thế. Bệ hạ, thuộc hạ không hề có suy nghĩ hành thích vua, ngay đó chẳng qua là. Tống siêu cuối cùng cũng tiến lên biện luận, nhưng nói được nửa câu đã nghẹn lời, vẻ mặt do dự. Mọi việc ngày hôm đó đều là mưu kế của tử yên, người hắn muốn giết là nàng ta, chỉ là không ngờ hôm đó thiên hy đế cũng có mặt ở đó. Lúc hắn cầm kiếm xông vào thì đúng lúc thiên hy đế vừa tỉnh giấc, vì thế mà hắn cũng hết đường chối cãi bởi vì sự bất cẩn của hắn mà lỗ vương nhân cơ hội giở trò ly gián đổ hết chuyện bẩn thỉu lên đầu tề vương tề vương hoàn toàn không hề hay biết việc này nên không thể phản biện được vì thế mới bị thiên hy đế nổi giận tống vào thiên lao nay tề vương có công hộ giá chính là thời cơ tốt nhất để rửa sạch tội danh nhưng nếu khai hết những chuyện mà tử yên đã làm trước mặt mọi người nếu là trước đây thì hắn sẽ không trần trừ nhưng hiện giờ nhớ tới sự dịu dàng săn sóc của tử yên đối với mình trong thời gian ở đại lao nó dường như đã đưa hắn trở lại khoảng thời gian mà mối quan hệ của bọn họ hòa hợp nhất khi đó có vài lần hắn thậm chí còn nghĩ tới việc lấy nàng làm thê thấy hắn lặng thinh vào thời điểm quan trọng này đường tấn nguyên quỳ bên cạnh hắn ta không ngừng nháy mắt với hắn ta nhưng hắn ta hồn hiên không phát hiện ra ánh mắt bất giác nhìn về phía tử yên không biết đã đi vào tự lúc nào tử yên bình tĩnh bước qua cánh cửa điềm nhiên đi qua người hắn sau cùng quỳ xuống trước ánh mắt mừng rỡ của thiên hy đế chuyện hôm đó đều là mưu kế của thần thiếp người tống siêu muốn giết không phải bệ hạ mà là thần thiếp tống siêu không ngờ nàng sẽ nói ra sự thật ánh mắt hắn phức tạp mồm mấp máy như thể muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không thốt ra nổi một câu biểu cảm của tất cả những người có mặt đều khác nhau triệu uân khẽ cong môi thoáng hiện ra vẻ châm biếm mặt tề vương thì lộ rõ vẻ tức giận trình thiệu đường mím chặt cánh môi nhìn tống siêu và tử yên rồi khẽ thở dài hai người này cuối cùng vẫn đi đến bước đường này nụ cười trên mặt thiên hy đế tắt lịm tức thì ông ta nhìn tống siêu và tử yên bằng ánh mắt ngờ vực trầm giọng hỏi vì sao hắn muốn giết ngươi ngươi và hắn có quan hệ gì chàng căm ghét thần thiếp thần thiếp cũng hận chàng sâu sắc còn về quan hệ của thần thiếp và chàng tử yên ngừng một lát quay người nhìn chăm chú vào tống siêu người đang có biểu cảm phức tạp nàng nói rành mạch từng chữ chàng là tiền phu của thần thiếp dứt lời đến cả tề vương cũng không nhịn được mà sửng sốt nhìn tống siêu thiên hy đế vừa thoát chết cả người tỉnh táo hiếm có thoạt nghĩ đã hiểu ra vấn đề ông ta lập tức nổi giận lao về phía phía giáng cho nàng một cái tát thật mạnh khiến nàng lập tức ngã nhào xuống đất hèn hạ ghê tởm tống siêu theo bản năng muốn đưa tay kéo nàng lại nhưng liếc thấy tề vương đang bạm chặt môi cánh tay vươn ra lại từ từ rụt về người dâu đưa con người ghê tởm này nhốt vào lãnh cung ban ba tắc lộ trắng ngay sau đó thiên hy đế cả giận hạ chỉ nguyệt quý phi là tiên cô đắc đạo phụ hoàng đối xử với nàng như thế lẽ nào không sợ chọc giận thượng tiên sao triệu uân chợt thong thả hỏi thiên hy đế nghẹn lời trước câu nói này của hắn sắc mặt đỏ đen lẫn lộn trông rất đặc sắc triệu Ân hơi bĩu môi tử yên biết mình không thoát khỏi cái chết trong lòng bình tĩnh đến lạ thường nàng lau khóe miệng dớm máu lạnh lùng nói dốc lòng tu đạo gì chứ chẳng qua chỉ là tìm một cái cơ hoàn mỹ cho sự vô năng của mình mà thôi nếu thật sự là dốc lòng tu đạo cơ sao còn bị mê hoặc bởi sắc đẹp thấy nàng đến nước này mà vẫn còn dám chọc giận thiên hy đế hiển nhiên là đã không còn thiết tha gì nữa triệu ân nhớ mày không lấy làm bất ngờ khi trông thấy lửa giận phừng phừng của thiên hy đế lời này của nàng chẳng khác nào tát thiên hy đế một phát xé toạc tấm màn tre của ông ta thiên hy đế giận tím tái mặt mày bàn tay chỉ vào nàng ta không ngừng run lên đang định hạ lệnh lập tức xử tử tiện nhân này thì đột nhiên hít thở không thông chúc đầu xuống đất thái giám ở cạnh ông ta sợ đến nỗi hớt hải tiến lên dìu đỡ ngay tức khắc Trình Thiệu Đường vừa sai thị vệ đi mời Thái Y, vừa giám sát đám thái giám và cung nữ hợp sức khiêng Thiên Hy Đế vào phòng. Một lát sau, chàng lại thấy Triệu Uân và Tề Vương lần lượt ra khỏi phòng. Nguyệt Quý Phi đúng là gan to tài trời, mới dám làm ra hành vi bất chính trong cung như thế, còn cả Tống Siêu. Nhị Hoàng đệ, đệ sai rồi, Triệu Phủ dùng Mỹ nhân kế với Phụ Hoàng, chẳng lẽ Tứ Hoàng đệ thì không thi triển Mỹ Nam kế để đối phó với Nguyệt Quý Phi chắc? Cách hay lắm, quả thật làm khó các ngươi rồi, Triệu Uân cười nhạt sắc mặt của tề vương và tống siêu khi nghe thấy lời này thì hết đỏ lại trắng còn từ yên thì vừa như không nghe thấy nàng nhìn chằm chằm vào tống siêu từ tốn mở miệng hỏi thiếp hỏi chàng chàng đã từng hối hận chưa tống siêu thấy nàng vẫn cố chấp hỏi việc này tống siêu gắt gỏng nói chuyện đã đến nước này có hối hay không thì cũng có ích gì chứ nguyệt quý phi nương nương bản vương không cần biết ngươi và tống siêu có ân oán gì nhưng ngươi không nên bắt tay với lỗ vương âm thầm dùng đan dược làm tổn hại sức khỏe của phụ hoàng nếu lần này phụ hoàng gặp chuyện gì bất chắc ngươi có chết một vạn lần cũng không đền hết tội tề vương nén giận nói tử yên tháo châm cài trên tóc xuống đột nhiên lao về phía hắn không hay rồi nàng ta muốn hại điện hạ một thị vệ la lớn lên tống siêu ở gần tề vương nhất vô thức rút kiếm đâm ra mọi người chỉ nghe thấy tiếng kiếm xuyên vào da thịt mặt hắn địa biến vứt trường kiếm đi vươn ta ôm lấy tử yên ngực nhuốm máu nàng hắn run tay toan bịt miệng vết thương của nàng nhưng lại sợ làm nàng đau Trình Thiệu Đường vội vàng tiến tới xem vết thương cho nàng, một lúc lâu sau, chàng từ từ thõng tay. Một kiếm xuyên tim, dẫu có là đại la thần tiên cũng không cứu nổi. Với cây châm bé tí này, thay vì nói nàng muốn hành thích, chi bằng nói nàng lừa gạt các ngươi, cố ý tìm chết. Triệu Ân không biết đã bước tới tự lúc nào, hắn đưa mắt nhìn cây châm vàng rơi trên đất, ung dung nói. Tống Siêu như ngừng thở, nắm chặt lấy hai tay đang không ngừng run rẩy của Tử Yên. Huynh, huynh đệ như tay chân, nữ, nữ tử như quần, quần áo, tống, Tống siêu, chàng, chàng đã hối hận chưa? Một lát sau, hắn nghe thấy người trong lòng mình khó nhọc hỏi. Hắn run rẩy cánh môi, đôi môi không chút huyết sắc, muốn nói gì đó nhưng lại không thể nói nên lời. Trong mắt Từ yên thoáng lóe lên nỗi thất vọng, nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của nàng dẫn tan rã, giọng nói càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng nhẹ, không sao cả, nay thiếp chết trong tay chàng, thì kiếp này chàng sẽ không thể quên được thiếp. Thiếp không hề muốn giết tề vương, thiếp làm sao có thể giết được tề vương chứ. Cuối cùng, tay của nàng vô lực thõng xuống một giọt nước mắt trong suốt lăn dài rồi nhỏ xuống đất hòa vào vũng máu tươi tống siêu như kẻ mất hồn ôm chặt lấy nàng đã không còn hơi thở khan giọng nói ta hối hận rồi ta đã hối hận từ lâu rồi từ yên ta hối hận rồi hắn hối hận rồi hối hận năm đó không nên trêu chọc nàng nếu đã trêu chọc nàng thì không nên ngó lơ tâm nguyện của nàng tặng nàng cho kẻ khác lúc mà bọn họ nồng nàn nhất nàng không phải đồ vật nàng là người sống có máu có thịt dẫu xuất thân thấp hèn lại lưu lạc hồng trần thì hắn cũng không nên đối xử với nàng như thế. Những cảnh ân ái ngày xưa hiện về trong tâm trí hắn, hắn không còn cầm nổi nước mắt nữa mà bật khóc thành tiếng. Trình thiệu đường đỏ mắt, cắn chặt cánh môi. Huynh đệ như tay chân, nữ tử sao có thể như quần áo chứ. Từ lúc bắt đầu, hết thảy đều là sai lầm. Đúng là một nữ tử lợi hại, trước khi chết vẫn còn mưu tính một phen. Triệu ân lạnh lùng nhìn cảnh tượng trước mắt, nét mặt không chút tán thành. Dùng tính mạng của mình đổi lấy sự hối hận của đối phương thì có ích sao người cũng chết rồi, như năm tháng còn dài, dù hối hận thế nào thì trong những năm tháng sau này cảm giác ấy cũng sẽ tan dần và hư vô, khi sự ăn năn hối lỗi nhạt phai. Hắn sẽ có cuộc đời mới, khi có kiểu thê ái tử ở bên cạnh, ai còn nhớ từng có một người như thế, một người vì hắn ta mà trả giá bằng cả tính mạng. Đúng là phụ nhân ngu không ai bằng. Tuy Nguyệt Quý Phi phạm tội lớn, nhưng thị vệ Tống Siêu đã có hành động ám sát Quý Phi đương chiều trước, sau đó còn có hành vi quá phận với phi tần hậu cung. Đây là tội không thể tha thứ, một lúc sau, triệu uân thong thả nói trình thiệu đường quay sang nhìn hắn cánh môi mấp máy còn chưa kịp nói gì thì đường tấn nguyên đã quỳ xuống cầu xin xin thái tử điện hạ khai ân xin thái tử điện hạ khai ân tề vương giật mình lập tức nói bằng giọng khẩn khoản tuy tống siêu có tội nhưng niệm tình hắn vẫn chưa có lỗi lầm lớn lại từng có công hộ giá xin hoàng huynh khai ân trình thiệu đường trầm mặc hồi lâu cuối cùng cũng chầm chậm quỳ xuống im lặng cầu xin triệu uân ngồi trên cao gõ lên tay ghế không hề đáp lại bọn họ lúc này Thái y đang khám cho thiên hy đế cũng đi ra. Bệnh của phụ hoàng sao rồi, triệu uân vội hỏi. Thái y thở dài nói, bệ hạ vốn đã có bệnh trong người, giờ là lúc cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, nay lại nóng giận quá độ, khi huyết không thông, dẫn tới tái phát bệnh cũ, nửa người tê liệt, sợ rằng. Triệu uân cau mày, rảo bước vào trong phòng, thấy mắt và mặt thiên hy đế đều đỏ ao, miệng méo sang một bên, phát ra những tiếng chửi ư ử đầy phẫn nộ. Tay chân phải thì vùng vẫy quẫy đạp vì tức giận, còn tay chân trái chỉ duỗi im trên giường, không thể cựa quậy. Hắn thầm ngạc nhiên, vội vàng tiến lên nắm lấy vai trái của ông thì chỉ thấy nó mềm oặt và không có chút sức nào. Bây giờ Tề Vương cũng vào theo, thấy thế thì sắc mặt đại biến, không dám tin vào mắt mình, tiến lên gọi, phụ, phụ hoàng. Thiên hy đế càng vùng vẫy tay chân bên phải kịch liệt hơn, miệng không ngừng kêu ư ư a a, thái y đứng ở một bên khuyên nhủ, bệ hạ bớt giận, bệ hạ bớt giận, bảo trọng lòng thế. Ở bên ngoài, Trình Thiệu Đường nghe thấy tiếng người nói chuyện bên trong thì tim giật thót, nhìn thái giám cung nữ lúc ra lúc vào không lâu sau lại thấy vô số thái y lần lượt vác hòm thuốc vào chàng bèn biết lần này bệnh tình của thiên hy đế thật sự không mấy khả quan chàng nghĩ bụng xem ra phải nhanh chóng vạch ra đối sách vẹn toàn nếu bệ hạ xảy ra chuyện gì bất chắc triều đình và dân chúng ắt sẽ có một phen dung chuyển nay đất nước loạn trong giặc ngoài dẫu thái tử có thuận lợi đăng cơ nhưng muốn ngồi vững trên vị trí kia chỉ e rằng vẫn phải nỗ lực rất nhiều chàng không khỏi nhìn về phía tống siêu vẫn đang đờ đẫn ôm chặt từ yên lòng bỗng đau đáu không yên nếu bệ hạ băng hà e rằng tống đại ca sẽ khó giữ được tính mạng với tính cách của thái tử ngài ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho huynh ấy ngay cả tấn nguyên và thậm chí là tề vương cũng sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều không biết qua bao lâu tiếng ồn ào bên trong mới dần lắng xuống khoảng một chén trà nhỏ triệu ân sầm mặt đi ra theo sau hắn là tề vương cũng mang sắc mặt nặng nề như vậy tội này vẫn chưa đủ lớn ư triệu dịch ngươi nói cho cô biết với tình trạng hiện giờ của phụ hoàng hắn có được tính là đã gây ra tội lớn chưa triệu ân chợt gầm lên nhìn chằm chặp vào tề vương tề vương trầm mặc không nói triệu ân cũng chẳng thèm quan tâm hắn lạnh lùng nói tống siêu xúc phạm bề trên có hành vi bất chính trong hậu cung ban chết đám người tề vương đang định cầu xin chợt nghe thấy hắn nói tiếp nhưng mà nể tình hắn có công cứu giá tội chết có thể miễn xong tội sống khó tha kéo xuống thiến từ nay về sau ở lại hầu hạ trong cung thái cực hoàng huynh điện hạ trong điện lập tức vang lên tiếng kêu kinh hãi tề vương là người đầu tiên lên tiếng hoàng huynh hình phạt thiên đối với một nam tử mà nói còn khủng khiếp hơn là cái chết xin hoàng huynh khai ân tha thứ cho hắn với tính cách của tống siêu nếu phải chịu hình phạt này thì hắn thả chết còn hơn điện hạ mặc dù tống đại ca sai trước nhưng mọi việc đều không phải mong muốn của huynh ấy chỉ tại số phận chớ trêu song sau đó huynh ấy không chỉ dốc lòng rửa sạch oan khuất cho tề vương điện hạ mà còn liều mạng với phản quân để cứu giá xin điện hạ bỏ qua cho huynh ấy đường tấn nguyên cũng lên tiếng cầu xin hoàng huynh để nguộn lấy công cứu giá của mình đổi lấy sự bình an của tống siêu tề vương lại nói mọi người không khỏi đổ dồn ánh mắt về phía hắn ngay cả trình thiệu đường cũng vô thức nhìn sang lấy công cứu giá của mình để đổi lấy sự bình an của thuộc hạ suýt nữa đã khiến mình mất mạng tề vương quả nhiên là người có tấm lòng nhân hậu hệt như lời đồn nghe đến đây tông siêu cuối cùng cũng có phản ứng hắn đặt từ yên sớm đã ngừng thở xuống đất sau đó nhìn chăm chú những người đang quỳ xuống cầu xin cho mình một lúc lâu sau hắn chậm rãi bước tới trước mặt tề vương quỳ sụp xuống dập đầu liên tục vài cái tống siêu chẳng qua chỉ là hạng giang hồ dân dã may là điện hạ không chê nên thuộc hạ mới có cơ hội theo hầu bên cạnh tống siêu vĩnh viễn không quên ơn đức này của điện hạ kiếp sau nhất định sẽ kết cỏ ngậm vành để báo đáp ơn đức này nói xong hắn lại quỳ trước triệu uân thái tử điện hạ tống siêu biết mình tội nghiệt nặng nề nên không dám đòi công cứu giá nay bệ hạ ngã bệnh Quý phi nương nương qua đời đều là do Tống Siêu gây ra, Tống Siêu nguyện trả giá bằng tính mạng. Nói xong, hắn lao thẳng về phía thị vệ đang đứng canh gác, giật một cái rút trường kiếm rất bên hông đối phương ra, gác lên cổ mình rồi cứa thật mạnh, máu tươi lập tức văng ra giữa tiếng kêu hoảng hốt của mọi người, sau đó hắn ngã xuống bên cạnh Tử Yên và tắt thở. Tống đại ca, Trình Thiệu Đường phi người lên, nhưng đầu ngón tay chỉ chạm vào y bào của hắn, trơ mắt nhìn hắn chết dưới lưỡi gươm, không còn động đậy nữa. Mắt Triệu Uân lóe lên, song mặt vẫn vô cảm, lạnh lùng nhìn hai cỗ thi thể trên đất qua hồi lâu hắn liếc nhìn tề vương với vẻ ẩn ý cuối cùng đứng dậy phất ống tay áo rời đi năm thiên hy thứ 23, lỗ vương tạo phản thất bại bị biếm làm dân thường ba ngày sau chết trong thiên lao thiên hy đế đột nhiên phát bệnh đau đầu liệt nửa người không nói được chính sự trong triều đều do triệu ân toàn quyền xử lý sau khi triệu ân quản lý triều chính việc đầu tiên hắn làm là chấp hành ý chỉ mà thiên hy đế từng ban xử trí nghiêm khắc những vây cánh đã tham gia mưu phản cùng lỗ vương vì thế mà trong thời gian ngắn có vô số đại thần trong triều bị xích vào tù xét nhà lưu đày xử trảm mỗi ngày chợ tây kinh thành đều có các quan viên tham gia mưu phản bị xử lý máu chảy thành sông cùng lúc đó triệu Ân lệnh cho định viễn tướng quân trình thiệu đường lãnh 10 vạn binh đến quận tây nam chi viện cho trấn ninh hầu chung sức đuổi ngoại địch tây nhung ra khỏi bờ cõi quét sạch nạn phỉ ở quận tây nam sau đó lại lệnh cho trấn quốc tướng quân dẫn binh dẹp nạn thổ phỉ ở vành đài tây bắc nơi chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của nạn phỉ lúc nhận được tiến phong định viễn tướng quân cùng ý chỉ dẫn binh đi tri viện cho Trấn ninh hầu trình thiệu đường vừa cùng đường tấn nguyên hoàn thành hậu sự cho tống siêu và tử yên sau khi nội thị truyền chỉ rời đi đường tấn nguyên cười khẩy và nói chúc mừng trình đại ca cuối cùng cũng được lên làm tướng quân trong mấy huynh đệ chúng ta thì đường làm quan của huynh là xuân sẻ nhất chưa đến hai năm mà huynh đã thăng được mấy cấp chắc trong triều cũng chẳng được mấy người như huynh trình thiệu đường đón lấy ánh mắt của hắn nhìn ra được vẻ oán giận trong đôi mắt đó một lát sau, chàng bình tĩnh chỉ ra, "Để đang trách ta. Đúng, ta đang trách huynh đấy, giả như ngày đó huynh cầu xin thái tử cho Tống đại ca thì ít nhất huynh ấy sẽ không phải mất mạng. Để biết là huynh sợ đắc tội thái tử, từ đó hủy đi tiền đồ tươi đẹp của mình, người không vì mình trời chu đất diệt, để biết, để có thể lý giải." Đường Tấn Nguyên hít thở thật sâu, oán giận nói, "Thế tử yên cô nương thì sao, nàng phạm phải đại tội không thể tha thứ nào? Vì sao ngươi không chịu cầu xin giúp nàng để nàng có thể giữ được mạng sống?" giọng nói chất vấn đầy lạnh lùng của lăng ngọc bỗng nhiên vang lên trong phòng đường tấn nguyên như ngừng thở đang định mở miệng phản bác thì lăng ngọc đã ngắt lời hắn đương nhiên ta biết trong mắt của ngươi mạng của tử yên cô nương làm sao sánh bằng mạng của tống đại ca các ngươi được nhưng mà ngươi chớ có quên nguồn gốc của tấn bi kịch này đều bắt nguồn từ đại ca tốt của các ngươi giả như năm đó hắn chịu đối đãi thật lòng với tử yên cô nương dù chỉ một chút tôn trọng mong muốn của nàng ấy thì mọi chuyện đâu đi đến nông nỗi như ngày hôm nay hôm nay hắn tự vẫn Ngoài việc không muốn làm liên lụy đến các ngươi, không muốn liên lụy đến Tề Vương gia, chẳng lẽ không phải vì trong lòng hổ thẹn, chẳng lẽ không phải vì bản thân hắn đã ý thức được tội nghiệt năm đó của mình sao? Sắc mặt của Đường Tấn Nguyên càng thêm tái nhợt, mấp máy môi toan nói, nhưng lại chẳng thể nói thành lời. Xét đến cùng, thứ hại chết Tống Siêu, hại chết Tử Yên chính là sự khinh thường bạc bẽo với nữ tử của đám huynh đệ Trung Nghĩa các ngươi. Lăng Ngọc hít thật sâu vài cái để hồi phục cơn giận dữ trong lòng. Sau khi trải qua chuyện trong cung lần này, dù nàng không có thiện cảm với tử yên đến đâu nhưng cũng không hề gây trở ngại cho việc nàng càng căm hận loại người thời cơ coi khinh nữ tử như tống siêu trình thiệu đường nắm lấy tay nàng trong vô thức như để an ủi mà cũng như để bày tỏ sự oan ức của mình hắn không hề coi thường nữ tử không bạc bẽo vô tình với thê tử của mình cho nên nàng không được quy kết mình với đám huynh đệ trung nghĩa các người lăng ngọc định hất tay chàng ra nhưng chàng nắm quá chặt nàng không vùng ra nổi chỉ đành chừng mắt với chàng sau đó mặc kệ chàng không biết qua bao lâu đường tấn nguyên mới cười khổ một tiếng ngã ngồi lên ghế thái sư hai tay bụ mặt một lúc sau hắn xoa mặt thật mạnh nói với trình thiệu đường trình đại ca xin lỗi huynh lúc nãy đệ không có ý trách huynh chỉ là trong lòng quá khó chịu nên mất khống chế nếu không phải năm đó tống đại ca cứu đệ thì đệ đã chuyển thế từ lâu rồi ta hiểu trình thiệu đường vỗ lên bả vai hắn nghe hắn nói trình đại ca có câu này cho dù nghe xong huynh nghĩ thế nào thì đệ vẫn muốn nói rõ với huynh thái tử không phải minh chủ người này thủ đoạn độc ác có thủ tất báo tâm tư thâm trầm ngày đó đầu tiên hắn tuyên bố rằng tống đại ca tội đáng phải chết khiến cho chúng ta kinh hoàng sau đó lại nói là tội chết có thể miễn làm chúng ta đội ơn hắn cuối cùng là hình phạt thiến trông thì có vẻ là khoan dung nhưng thực chất là muốn dồn tống đại ca vào chỗ chết với trí thông minh của hắn làm sao không nhìn ra được hình phạt thiến đối với tống đại ca mà nói chính là tội chết ngoài mặt là tha thứ song thực chất là ép người ta tự vẫn tâm tư thâm trầm bực này có thể nói là nham hiểm đến cùng cực, xảo giá khôn cùng. Loại người như vậy, làm sao có thể là minh chủ được chứ? Trình thiệu đường yên lặng lắng nghe hắn, qua hồi lâu, chàng mới nói rành mạch từng chữ, nếu theo cách nói của đệ. Ngày đó Tề Vương nói nguyện dùng công hộ giá đổi lấy sự bình an của Tống Đại ca chẳng phải là buộc huynh ấy phải chết sao. Với sự thông minh của Tề Vương, sao ngài ấy có thể không hiểu tính tình của Tống Đại ca? Tống Đại ca vốn đã cảm thấy hổ thẹn với ngài ấy, Sao có thể trơ mắt nhìn công lao ngài ấy khó khăn lắm mới có được trở nên công cốc vì mình." Đường Tấn Nguyên ngây ngẩn cả người, vô thức cãi lại, "Tề Vương điện hạ há phải người như vậy." Trình Thiệu Đường lắc đầu, "Tấn Nguyên, có lẽ đệ không phát hiện ra, lúc đệ nói ra những lời ban nãy, đệ đã thể hiện rằng mình có thành kiến với thái tử, họ cùng giải quyết một chuyện đó, gần như cùng một cách làm, thế nhưng trong mắt đệ, thái tử điện hạ là người nham hiểm xảo trá, còn Tề Vương lại khoan dung nhân hậu." vì ta không hiểu rõ con người của tề vương nên ta không tiện đánh giá về tính tình của ngài ấy để cũng nên đối đãi với thái tử điện hạ như thế trong lòng có thành kiến cho dù nhất cử nhất động của người ta hoàn toàn có thiện ý thì rơi vào mắt họ cũng là có dụng ý xấu như vậy sao có thể nói là công bằng chính trực mọi người đều biết tề vương khoan dung nhân hậu như người sinh ra trong hoàng thất quý tộc cuộc sống xoay xung quanh quyền lực ai không có vài khuôn mặt lớn hơn ngay cả người làm việc tàn nhẫn như thái tử ngài ấy cũng từng có những lúc ấu trĩ đến cùng cực khiến người ta bó tay bó chân vì vậy làm sao có thể đánh giá công bằng một con người dựa trên cái nhìn phiến diện được trong giờ khác này chàng cuối cùng cũng ý thức được người huynh đệ từng cùng mình sống chết có nhau không biết từ lúc nào đã đi càng ngày càng xa họ có lập trường khác nhau hầu khác chủ đã không còn khăng khít như xưa nữa giống như lúc này đường tấn nguyên đi theo tề vương còn hắn đi theo thái tử để có ý tốt nên mới nói vậy huynh cần gì lôi tề vương điện hạ vào chuyện này thôi thôi coi như để lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử đường tấn nguyên giận dỗi nói sau đó quay người rời đi trình thiệu đường không giữ hắn lại chàng nhìn bóng lưng hắn nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt mà im lặng hồi lâu trong lòng khó chịu hả bỗng nhiên lăng ngọc buồn bã hỏi chàng cuối cùng cũng quay người lại nghe vậy cười khổ một tiếng nhưng cũng không phủ nhân quả thực tâm trạng không tốt lắm giờ mới chỉ là bước đầu thôi thời gian lâu dần khoảng cách giữa các chàng sẽ càng ngày càng xa nếu như sau này thái tử và tề vương xảy ra tranh chấp nói không chừng một ngày nào đó các chàng sẽ còn chĩa kiếm vào nhau, mỗi người một chủ chính là như vậy, Lăng Ngọc Tử Tốn nói. Trái tim Trình Thiệu Đường hững một nhịp, sắc mặt càng nặng nề hơn, khẽ trách, nàng nói chuyện ngày càng không biết giữ kẽ rồi đấy, những lời như vậy có thể nói lung tung được sao. Hiện giờ Thái tử Giám Quốc, thay mặt thiên hy đế quản lý chính sự, nếu không có gì ngoài ý muốn xảy ra thì việc ngài ấy trở thành quân chủ là ván đã đóng thuyền. Cái gì mà Thái tử và Tề Vương xảy ra tranh chấp, vậy không phải là ám chỉ sau này Tề Vương sẽ mưu phản sao lăng ngọc bĩu môi thầm lẩm bẩm một câu trình thiệu đường không nghe rõ nhưng chàng tin chắc đó không phải lời hay ý đẹp gì cho nên chàng không hỏi nữa chỉ chừng nàng một cái sau đó véo nhẹ lên má nàng không được nói những lời như vậy nữa thiếp biết rồi biết rồi lăng ngọc vỗ cái tay gian ác của chàng ra cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi các chàng sẽ không hợp táng tống siêu và tử yên chứ tuy họ có thể coi là từng làm phu thê nhưng kết cục lại thành ra như vậy tội gì phải để bọn họ đã xuống suối vàng rồi mà vẫn còn dây dưa không dứt chứ Trình Thiệu Đường lắc đầu, không hợp táng, mà chỉ tìm hai ô đất cách nhau không xa chôn cất cho họ thôi. Dẫu Tử Yên là quý phi, nhưng đã bị Thiên Hy đế hạ chỉ ban chết, đương nhiên không thể an táng ở Hoàng Lăng, còn Tống Siêu cũng là người mang tội. Sau khi hai người chết, Triệu Ân sai người vứt thi thể của hai người ra ngoài cung, Trình Thiệu Đường và Đường Tấn Nguyên tìm về, an táng cho bọn họ. Vậy thì tốt, Lăng Ngọc khá hài lòng với cách xử lý này, nàng kích động hỏi tiếp. Thái tử thật sự thưởng cho chúng ta một tòa nhà ư, ở đâu thế, môi trường thế nào nhà có to không bao giờ thì chúng ta dọn tới đó thấy mắt nàng sáng lấp lánh vì vui sướng trình thiệu đường không khỏi khẽ cười nắm tay nàng đi vào bên trong kiên nhẫn kể rõ ngọn nguồn cho nàng thái tử thật sự thưởng cho chúng ta một tòa nhà tam tiến ở phố nam cách phủ thái tử không xa tòa nhà đó vẫn còn mới toanh nó là nơi lúc sinh tiền lỗ vương sai người thi công vốn định thưởng cho thần tử có công nhưng sau này lại xảy ra chuyện nên không thưởng tòa nhà đó nữa từ đây nó vẫn để không tới giờ Môi trường chắc cũng không kém đâu, nay thái tử đã mở lời, chúng ta lúc nào chuyển vào ở cũng được. Nếu nàng không thích cách bài trí hiện giờ của nó, chúng ta sẽ tìm người sửa sang lại rồi mới dọn vào cũng được. Nay trình thiệu đường đã thăng lên làm định viễn tướng quân, đương nhiên phải có phủ định viễn tướng quân của mình, tòa nhà nhỏ đang ở cũng không tồi, chỉ là có hơi nhỏ. Như lời triệu quân nói thì là, tòa nhà nhỏ đó không xứng với danh hiệu định viễn tướng quân này. Chẳng những phải đổi nhà mới, mà trong nhà còn phải thuê vài hạ nhân bởi những việc lật vặt hàng ngày rất nhiều cũng may triệu ân có lòng cho chàng nghỉ vài ngày trước khi xuất chinh để chàng có thời gian ở bên thê nhi và dọn vào nhà mới bé đá cực kỳ vui mừng khi được dọn vào nhà mới cả ngày bám đuôi cha mình díu dít hỏi này hỏi nọ lúc thì đòi cha mua cho mình chọn ngựa lúc thì đòi cha dựng cho mình võ sân luyện võ con trinh thiệu đường thì cảm thấy ái náy vì không thể dành nhiều thời gian bầu bạn với con chàng muốn bù đắp nên đã đồng ý với gần hết yêu cầu của thằng nhỏ lúc lăng ngọc phát hiện ra thì chàng đã đồng ý vài yêu cầu vô lý của con trai lăng ngọc dở khóc dở cười tức giận của chàng một trận thấy người ta chiều con nhưng chưa thấy ai chiều con đến mức độ này hai khuôn mặt một to một nhỏ với những đường nét giống nhau nhìn nàng cười lấy lòng cười đến nỗi nàng không nhịn được mà cốc đầu từng người một bé đá ôm chán nhìn người cha cũng có số phận giống mình mà cười ngốc nghếch cha cũng thế cha cũng thế trình thiệu đường bật cười vươn tay tết một phát vào mông cậu con gan to tày trời dám cười nhạo cha mình sau đó mỉm cười theo sau lăng ngọc vào phòng từ khi thái tử thay mặt vua quản lý chính sự hắn trắng trợn xử lý vây cánh của lỗ vương sau lại ban thưởng hậu hĩnh cho các thần tử có công một trương vũ hiệu ý còn con dưới trướng trấn ninh hầu lại được thăng liền mấy cấp trở thành định viễn tướng quân và được ban thưởng cả phủ đệ nhưng quan viên trong triều không ai dám ho hé nửa câu tuy thái tử vẫn là thái tử nhưng hành động lại không khác gì tân hoàng thậm chí còn phóng khoáng hơn cả tân hoàng nếu như là tân hoàng chí ít khi làm việc sẽ chú ý hơn đến danh tiếng lúc ban ý chỉ sẽ cân nhắc kỹ hơn nhưng thái tử lại chẳng do dự gì cả bởi thánh chỉ là dùng danh nghĩa của thiên hy đế để ban. Đương nhiên, trước khi hạ chỉ, thái tử át sẽ tìm cách để có được sự đồng ý của thiên hy đế. Còn về việc hắn làm thế nào để trưng cầu ý kiến của thiên hy đế, làm thế nào khiến cho một người không thể nói. Liên nửa người như thiên hy đế đồng ý thì chúng quần thần có suy đoán thế nào cũng vô dụng. Lúc này, thái tử đang vô cùng săn sóc mà giúp thiên hy đế lau mồ hôi trên chấn, ngó lơ vẻ mặt phẫn nộ của ông ta. Thái y nói rồi, bệnh này của phụ hoàng kỵ nhất là nổi nóng, phải tĩnh tâm điều dưỡng bây giờ mọi chuyện trọng đại trong triều đều có nhi thần san sẻ giúp phụ hoàng phụ hoàng còn chuyện gì mà không thể yên tâm được chứ dù sao giang sơn này sớm muộn gì cũng giao vào tay nhi thần không phải sao cổ họng thiên hy đế phát ra những tiếng ư ử kỳ lạ tay phải chân phải dãy dụ kịch liệt nhưng triệu uân lại vừa như không thấy tiếp tục nói giờ bên cạnh phụ hoàng không thể thiếu người nhi thần đã mời lệ phi nương nương qua đây chăm sóc phụ hoàng lệ phi nhiều năm dốc lòng lễ phật trên người bà ấy có mùi khiến người ta an thần nguôi giận vì thế bà ấy là người thích hợp nhất để chăm sóc phụ hoàng lúc này vừa dứt lời phía sau đã vang lên tiếng bước chân của nữ tử hắn liếc mắt nhìn người tới thả nhiên gọi lệ phi nương nương thái tử điện hạ lệ phi ăn mặc khá đơn giản vẻ mặt cũng hết sức ôn hòa từ nhỏ cô đã nghe người ta nói lệ phi nương nương rất biết chăm sóc người nam mẫu hậu mang thai ta cũng là nhờ có lệ phi vào cung bầu bạn lúc ấy ngay cả phụ hoàng cũng được lệ phi nương nương chăm sóc thỏa đáng luôn lúc này phụ hoàng bệnh nặng có lẽ với khả năng của nương nương nhất định có thể chăm sóc người thật tốt bệnh của phụ hoàng có thể chuyển biến tốt hay không đều phải nhờ vào nương nương rồi lệ phi hít thở không thông rủ mắt xuống khẽ nói không dám nhận lời này của thái tử điện hạ triệu ân nhìn bà bằng ánh mắt đầy ẩn ý rồi cũng không nói gì nữa phẩy vạt áo rời đi tề vương nhanh chóng biết được sự sắp xếp này của triệu ân hắn cảm thấy vô cùng tức giận nhiều năm qua mẫu phi ít giao du với bên ngoài chưa từng tranh sủng với ai cũng chưa từng chủ động tới trước mặt phụ hoàng chỉ yên ổn lễ Phật. Bây giờ phụ hoàng xảy ra chuyện, Triệu Ân làm gì không làm, cứ phải quấy dầu sự thanh tịnh của mẫu phi, hắn rốt cuộc là có mục đích gì, lẽ nào tưởng hắn không biết chắc. Án Ly thì hơi lo lắng, nói, thái tử nắm quyền, bây giờ lại lấy lệ phi mồi nhử, e rằng hắn đang thăm dò điện hạ. Lỗ vương rớt đài, Hàn vương xưa nay là kẻ gió chiều nào theo chiều đó, sớm đã tỏ lòng trung thành với thái tử, thế nên trong số các hoàng tử thanh niên hiện tại, chỉ còn lại mỗi tề vương đương nhiên tề vương sẽ không kể rõ chuyện quá khứ giữa tiên hoàng hậu và lệ phi năm đó mà chỉ nói qua loa cho xong chuyện may mà án ly cũng không quá để ý ông cau mày nói giờ điện hạ nên tìm cách về đất phong kinh thành là nơi thị phi không nên ở lại lâu tề vương hơi trần trừ bây giờ mẫu phi bản vương mà đi sao có thể yên tâm nổi lệ phi có danh phận như thế thái tử điện hạ sẽ không dám làm hại nương nương hiện tại việc quan trọng nhất của điện hạ lúc này là nghĩ cách bảo vệ mình án ly khuyên nhủ ngặt một nỗi chưa chắc thái tử đã đồng ý để bản vương rời đi, hồi lâu, tề vương thở dài thường thượt. Đây đúng là một vấn đề quan trọng, án ly cao mày chặt hơn. Nói về Lăng Ngọc, nàng đặc biệt chọn một ngày đẹp rồi cả gia đình dọn vào nhà mới. Lúc trông thấy dòng chữ cỡ lớn với nét chữ mạnh mẽ để phủ trấn viễn tướng quân trên tấm hoành phi treo trước cổng lớn, Lăng Ngọc thấy mình như đang nằm mơ. Trước đây, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng trình thiệu đường có thể đi được đến bước này, cũng chưa từng nghĩ đến việc một ngày nào đó mình sẽ thực sự trở thành phu nhân của tướng quân đang nghĩ gì thế sao còn không vào trinh thiệu đường đang bế bé đá mặt đỏ ửng vì vui sướng thấy nàng đứng ngơ ngác thì dừng lại và hỏi không có gì chúng ta vào thôi lăng ngọc cong môi cười với chàng nhẹ nhàng nắm tay dương tố vân rồi đi theo hai cha con và phu phụ lăng tú tài vào cổng lớn phủ định viễn tướng quân bé đá vừa nhìn thấy nhà mới là toan ngọ nguậy để thoát khỏi lòng cha trinh thiệu đường bèn đặt bé xuống đất thằng nhóc bịch một cái chạy ùa ra xa xa truyền tới tiếng cười thích thú của thằng bé chàng chuẩn bị quà gì cho nó à sao con nó lại vui như thế? Lăng Ngọc tò mò hỏi. Trình Thiệu Đường mỉm cười, giải thích, ta nhờ chữ đại ca tìm một con ngựa bé ngoan ngoan cho nó. Lăng Ngọc vỡ lẽ, trả trách nhi tử lại phấn khích như thế. Những người thợ xây dựng tòa nhà này ngày đó đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, đình đài lầu các, núi giả uốn lượn, hoa thơm cỏ lạ. Mỗi một ngóc ngách trong tòa nhà đều được bài trí tỉ mỉ, nó khiến cho Lăng Ngọc sinh ra cảm giác như đang xông vào phủ đệ của nhà giàu quyền thế. Thế nhưng, khi nhìn thấy bé đá tung tăng chạy nhảy khắp nơi, Châu Thị thì ở phía sau nó không ngừng hô lớn, chạy chậm thôi cháu ơi, cẩn thận kẻo ngã, nàng cuối cùng cũng cảm nhận được sự chân thực. Đây không phải là phủ đệ của người khác, đây là nhà của nàng. Tay trái chợt bị một bàn tay to lớn mà ấm áp bao trọn, nàng quay đầu sang, hiện ra trước mắt nàng là đôi mắt dịu dàng của Trình Thiệu Đường. Mọi người không cần lo lắng chuyện của Lưu Phương Đường, ngày mai có thể kinh doanh như bình thường, sẽ không còn ai dám có ý đồ xấu với mọi người đâu. Ngay sau đó, nàng nghe được những lời chàng thì thầm vào tay mình. Chàng đã xử lý xong hết rồi sao? Nàng lo lắng hỏi. Nàng yên tâm, ta đã giải quyết ổn thỏa hết rồi, có điều danh tiếng của Lưu Phương trước đấy đã bị tổn hại, việc buôn bán sẽ gặp nhiều trở ngại nhất định, những việc này phải dựa vào mọi người rồi. Việc này không hề gì, chỉ là, trước đó vì chuyện của Lỗ Vương mà kinh thành đại loạn, nay mọi thứ đã ổn hết rồi sao? Lăng Ngọc vẫn còn lo lắng. Thái tử Há có thể để nơi của mình bị người ta quấy rối, ngài ấy sớm đã phái ngũ thành binh mã ti dốc toàn lực truy bắt bọn cướp, đồng thời tăng cường hộ vệ kinh thành. Bây giờ lăng ngọc mới cảm thấy an lòng sau khi thái tử lên nắm quyền hắn đã sử dụng nhiều thủ đoạn quyết liệt để xử lý những kẻ đồng đảng của lỗ vương liên tiếp ban hành nhiều mệnh lệnh trong đó có cấp tốc khôi phục tình trạng hỗn loạn ở kinh thành ngài làm việc dứt khoát tàn nhẫn không cho phép người khác tự tiện xen vào dù chỉ một chút khác xa phong cách mềm mỏng hời hợt của thiên hy đế đám quần thần để sợ hãi thủ đoạn của hắn vì thế mà dẫu còn vài chỗ không tán thành nhưng chẳng ai dám nói thêm gì ba ngày sau Lăng Ngọc nghênh đón hai mẹ con Vương Thị và Trình Thiệu An đi đường xa mệt nhọc tới Kinh Thành. Lăng Ngọc mừng rỡ đón họ vào phòng, nàng đỡ lấy bọc đồ trong tay Vương Thị, ra vẻ trách cứ, sao mẹ tới mà không cho người gửi thư đến báo. Để Thiệu Đường còn đích thân ra đón, nay là thời buổi rối ren, ngộ nhỡ trên đường gặp chuyện gì bất chắc, chẳng phải sẽ khiến bọn con dây dứt cả đời sao. Vương Thị hơi ái náy, cho Thị ở cạnh nghe vậy chừng mắt với con gái, kéo tay bà thông ra lại và nói, ông trời phù hộ mọi người đều tới đây bình an con cứ nói mấy chuyện đầu đâu làm gì lần này quả thực là sơ xuất của ta không trách con bé được vương thị nhẹ nhàng nói trình thiệu đường hai tin cũng vội vàng trở về mẫu tử huynh đệ gặp lại nhau sau bao ngày xa cách đương nhiên là mừng khôn kể xiết bé đá trốn sau lưng dương tố vấn tò mò ló nửa người ra nhìn mọi người đang rớm nước mắt vì vui sướng vương thị lau khóe mắt trông thấy cháu trai bảo bối lâu ngày không gặp vui vẻ vẫy tay với bé bé đá tới đây để bà nhìn xem nào, cháu cao lên nhiều quá. Bé đá chớp chớp đôi mắt đen láy, vẫn nắm chặt làn váy của Dương Tố Vấn, không hề bước tới cạnh bà. Bé đá không nhớ bà nội rồi à, không phải hôm nọ con còn đòi mua thật nhiều đồ ăn ngon cho bà nội và tiểu thúc sao. Lăng Ngọc khom lưng véo cái má phúng phính của thằng nhóc, cười nhắc nhở. Bé đá buồn rầu nhăn mày, mọi người không khỏi nhìn bé chờ mong, đợi bé nhớ lại mọi chuyện. Sau cùng, hai mắt nó bỗng sáng lên, kêu lớn, bà nội, tiểu thúc cuối cùng cũng nhớ ra rồi châu thị cười nói sau tiếng gọi bé đá đã nép ngay vào lòng vương thị kể cho bà nghe hết chuyện này tới chuyện khác lúc thì đung đưa tay của trình thiệu an đắc chí kể với thúc thúc rằng mình cũng có một con ngựa xinh ơi là sinh lăng ngọc nhìn sang trình thiệu an thấy hắn không chỉ gầy hơn trong trí nhớ mà người cũng vạm vỡ hơn rất nhiều nước da thì ngăm đen khi nhìn kỹ khuôn mặt còn thấy được vẻ kiên nghị thoạt trông có vài nét giống trình thiệu đường lúc này hắn đang khom lưng cười híp mắt khi nghe những câu chuyện vô tri của bé đá chốc chốc lại vươn tay véo cái má mũm mĩm của thằng nhóc làm như thế mấy lần cuối cùng cũng khiến bé đá cáu kỉnh vung tay lên vỗ vào tay của hắn xấu xa nào ngơ trình thiệu an còn cười ha ha giọng điệu hết sức hoài niệm đúng là lâu lắm rồi chưa nghe cháu nói câu xấu xa này vương thị vừa bực mình vừa buồn cười nói hóa ra con còn muốn bị mắng như thế mọi người được một trận cười vang trình thiệu đường mỉm cười đứng một bên sự xuất hiện của sinh mẫu và đệ đệ chẳng khác gì một liều thuốc trị chứng lo âu của chàng Tuy hiện giờ huyện Thanh Hà vẫn được bình yên, nhưng ai có thể đảm bảo được rằng sau khi chiến tranh bùng lên, nó sẽ không lan tới đấy. Chàng vốn định sai người về đón họ lên kinh thành trước khi mình ra trận, ai rẻ họ đã tự lên trước. Trông thấy Trình Thiệu An đã trưởng thành hơn rất nhiều, chàng không nén nổi vui mừng. Cuối cùng thì chàng trai chỉ biết trốn sau lưng huynh trưởng, chuyện gì cũng làm qua quyết đã trưởng thành đến mức có thể trèo chống một gia đình. Tối đó, hai nhà Trình Lăng ăn một bữa cơm đoàn viên hiếm có, cũng coi là bữa tiễn đưa Trình Thiệu Đường dẫn binh ra trận vào hai ngày sau. Khi rượu quá ba tuần, Trình Thiệu An đã ngà ngà say, hắn bắt đầu lải nhải về đủ thứ chuyện, nào là những khó khăn khi kinh doanh cửa tiệm may mặc, nào là những tin đồn hắn khắc nương tử của mọi người trong thôn, rồi là chuyện Vương Thị cả ngày nhắc tới bé đá với hắn. Sau cùng, hắn nấc một cái, loạn trọng đứng dậy đi lục bọc đồ của mình, vừa lục vừa luyên thuyên, đại, đại ca, huynh, huynh xem, đệ, đệ cũng có, cũng có rất, rất nhiều tiền, đều là, đều là đệ tự, tự mình kiếm ra, đủ cho chúng ta, đủ cho cả nhà chúng ta quần, không phải lo về cơm áo trong một thời gian dài, một thời gian rất dài. Lăng Ngọc đang gấp thức ăn thì chững lại, sau lại điềm nhiên như không có chuyện gì xảy ra mà tiếp tục gấp cho Vương Thị, còn Trình Thiệu Đường thì bước vội lên dìu đệ đệ. Hiếm lắm mới dỗ một lần, được được được, đại ca biết thời gian qua đệ rất vất vả, cũng kiếm được rất nhiều tiền, đồ thì để hôm khác chúng ta xem tiếp. Trình Thiệu An ngoan ngoãn để chàng đỡ mình ngồi xuống, sau đó hắn lại nấc rượu và nói, bây giờ, bây giờ tốt rồi, đại, đại ca làm tướng quân, ngày sau, ngày sau không còn ai dám, dám xem thường nhà chúng ta nữa. Cha là đại tướng quân, bé đá bỗng ngẩng đầu, la lên. Trình Thiệu An lại cười ha ha, giang hai tay với bé, nào, tiểu, tiểu thúc ôm cái nào. Bé đá vui vẻ tót xuống ghế của mình, chạy về phía hắn như làn khói, xong, lúc định nhào vào lòng hắn thì lại ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cô cậu lập tức bóp mũi chê bai, thối, không muốn ôm nữa. Nói xong, bé lại chạy bình bịch trở về. Trình Thiệu An ngẩn người vì bị cháu trai ghét bỏ, phải mất một lúc mới ấm ức nhìn huynh trưởng đang cố nhịn cười. Châu Thị vội đứng lên nói, không thể uống tiếp nữa, uống rượu hại thân, để ta đi nấu canh giải rượu cho Thiệu An. Sao có thể làm phiền bà được chứ, để ta đi là được, Vương Thị vội kéo bà lại. Lăng Ngọc đang lau miệng cho nhi tử, thấy vậy thì nói, canh giải rượu đã chuẩn bị xong trước đó rồi, để con vào bưng ra. Đêm khuya, khi vợ chồng trở về chính phòng, Lăng Ngọc chảy mái tóc đen dài như thác trước gương, nhìn trình thiệu đường đang lật binh thư trong gương nàng không khỏi đặt lược xuống quay người nhíu mày nhìn chàng thiếp thấy những lời thiệu an nói lúc say có vẻ như đệ ấy vẫn chưa buông được vị kia trình thiệu đường đặt sách xuống một lát sau dây thái dương rồi thở dài có lẽ là thế thật chẳng những không buông bỏ được mà còn canh cánh trong lòng sự tuyệt tình của nàng ta ngày hôm ấy vì thế mà tính cách đệ ấy mới thay đổi nhiều như vậy ta nghe mẹ nói trong thời gian chúng ta không ở nhà đệ ấy đã liều mạng kiếm tiền tiền kiếm ra cũng không mang đi tiêu xài bừa bãi chỉ khăng khăng tiết kiệm giờ đệ ấy đến kinh thành mà vị kia ngộ nhỡ bọn họ gặp nhau há chẳng phải kiếm chuyện không đâu sao nếu để thái tử biết thiệu an và vị kia từng có quan hệ vợ chồng ngài ấy có trách chúng ta vì đã giấu giếm không lăng ngọc lo lắng nhất là việc này hiện nay tính mạng và vinh nhục của cả gia đình nàng đều gắn liền với thái tử nếu vì chuyện này mà chọc giận thái tử sợ rằng cuộc sống sau này của gia đình nàng sẽ rất gian nan trình thiệu đường cau mày suy ngẫm một lát sau đó lắc đầu nói nàng yên tâm nếu điện hạ có ý với nàng ta thì ngài ấy sẽ không trách tội chúng ta vì đã che giấu quá khứ kia của nàng ta thế nhưng tuy hiện tại nàng ta đã là thị thiếp trong phủ nhưng không phải vì được thái tử để mắt tới mà trốn dung thân này là cái giá để nàng ta phản bội gia tộc đây chỉ là một cuộc giao dịch nó không liên quan tới bất cứ ai dẫu thái tử điện hạ biết được quá khứ của nàng ta thì cũng sẽ không quá để trong lòng nhưng lo lắng của nàng lại rất hợp lý chúng ta quả thực không thể giấu thái tử nữa hôm nào nàng thử vào phủ thăm dò ý tứ của nàng ta xem nếu nàng ta định nói sự thật cho thái tử chúng ta cứ coi như không biết chuyện này còn nếu nàng ta muốn sống an phận cả đời không cầu thứ gì khác thì chúng ta cứ kệ nàng ta nhưng mà nếu nàng ta muốn nhiều hơn thế thì chúng ta không thể tiếp tục giấu thái tử nữa dẫu nàng ta không nói thì ta cũng sẽ tìm cơ hội nói rõ sự tình cho thái tử nàng nói lại những lời ta vừa nói cho nàng ta để xem nàng ta lựa chọn thế nào lăng ngọc suy nghĩ một hồi cảm thấy quyết định này của chàng rất hợp lý vì thế đồng ý ngay. Đúng rồi, còn một việc nữa, hình như hôm nay mẹ có nói là Quách Đại Nhân sắp về kinh rồi thì phải, nàng chợt nhớ ra chuyện này nên nói. muội muội của Quách Kỳ là chắc phi của Lỗ Vương, sau khi Lỗ Vương tự vẫn trong thiên lao, thê thiếp và con cái của hắn bị giam trong cung xương thuận, trong đó đương nhiên cũng có Quách chắc phi. Nghe nàng nhắc tới cấp trên cũ của mình, Trình Thiệu Đường rơi vào trầm mặc. Lăng Ngọc không phát hiện ra sự thay đổi của chàng, nàng vẫn nói thao thao, chàng nghĩ Quách Đại Nhân về kinh vào lúc sống còn này để làm gì thăng quan, cách chức hay là vì bị quách chắc phi liên lụy. Quách đại nhân đã làm quan nhiều năm, huyện Thanh Hà dưới quyền quản lý của ông ấy vẫn luôn thái bình. Điều này sao có thể thiếu được công lao của ông ấy, chỉ mong lần này ông ấy hồi kinh sẽ không gặp chuyện gì bất chắc. Vào thời điểm này, mọi người đều tránh xa hai chữ lỗ vương, những hễ là những người dính dáng đến hai chữ này thì bảy tám phần đều không có kết cục tốt. Lăng Ngọc không hiểu những tranh chấp đảng phái này, cũng không rõ việc lỗ vương bức vua thoái vị có liên quan tới quách kỳ hay không nàng chỉ nghĩ rằng trong thói đời quan viên tham ô hủ bại không quan tâm đến sống chết của dân chúng hiện giờ những vị quan có thể làm vài việc thiết thực cho dân chúng như quách kỳ quả thật không nhiều trình thiệu đường im lặng không nói sáng sớm ngày hôm sau lăng ngọc dẫn bé đá đến phủ thái tử một là vì nàng định mua hoặc mướn vài người hầu về để đỡ đần việc trong nhà hai là để tìm cơ hội gặp mặt kim xảo dung chuyển những lời hôm qua trình thiệu đường nói cho nàng ta thì nữ dẫn mẹ con nàng đến chính viện nào ngờ vừa đi qua hồ sen đã trông thấy thái tử phi và kim xảo dung đang ngồi trong đình nghỉ mát nói chuyện ta thấy người ở xa rất giống ngươi quả nhiên là ngươi thật lâu lắm rồi không gặp bé đá cao lên trông thấy trông cũng chắc khỏe hơn khi nàng dẫn bé đá tới làm lễ thái tử phi cười nói khi sắc của nương nương ngày càng tốt tựa như lại trẻ ra mấy tuổi lăng ngọc cười nói bé đá ngoan ngoãn dựa sát vào mẫu thân thỉnh thoảng lại tò mò liếc kim xảo dung khiến nàng ta cứ thấp tha thấp thỏm chỉ sợ thằng nhóc này lại gọi nàng là thầm thầm. May mà bé đá chỉ thỉnh thoảng liếc nàng vài cái, không nói bất kỳ điều gì, nhờ thế mà nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Lăng Ngọc đang định nói rõ lý do mình tới đây hôm nay thì chợt nghe thấy bé đá kêu lên, điện hạ. Nàng giật mình, đỡ đẫn nhìn thằng nhóc chạy tung tăng đến cạnh một bóng người thẳng tắp xuất hiện cách đó không xa. Thái tử Phi và Kim Sảo Dung cũng nhảy dựng trước tiếng kêu vang dội của cu cậu. Sau khi họ hoàn hồn thì đã thấy bé đá chạy lẽo đẽo theo sau triệu ân, giọng nói đắc ý vang vọng khắp nơi cháu kể cho thúc chuyện này khoai lang mẹ cháu nướng ngon cực luôn vừa ngọt vừa thơm ngon đến nỗi cháu ăn liền hai củ to trà bá cha cháu vừa mua cho cháu một con ngựa chẳng mấy chốc là cháu có thể cưỡi ngựa đi đánh kẻ xấu cùng cha rồi nghe thằng nhóc kể liến thoáng những việc mà nó tâm đắc gần đây triệu ân cuối cùng cũng dừng bước cười nhạo một tiếng thằng oắt con không biết trời cao đất dày chỉ là mấy củ khoai còn con một con ngựa vô dụng đã không biết ngại mà còn khoe khoang trước mặt cô bé đá cắn ngón tay chớp chớp đôi mắt to đen lúng liếng, chợt chỉ vào hắn cười khanh khách. thúc không có, chắc chắn là thúc không có. thúc chưa ăn khoai lang bao giờ, cũng chưa từng có ngựa con xinh xắn giống cháu. triệu ân bị nó cười đến nỗi xấu hổ, hung hổ trừng mắt với nó. cô còn lâu mới ăn những thứ mà đám dân đen ăn. cô cũng chẳng cần con ngựa vô dụng không chạy nổi mấy dặm kia. nói xong, hắn phất ống tay áo sải bước đi về phía trước. bé đá không sợ chết đi theo, tiếp tục chạy vòng quanh hắn. tiếng cười khanh khách vừa vang dội vừa hả hê thúc không có không có tại thúc không có mà thôi kìa mặt đỏ bừng bừng xí hổ xí hổ mặt đỏ bừng bừng xấu hổ rồi xấu hổ rồi người đâu vứt thằng nhãi láo lếu xúc phạm bề trên này ra khỏi phủ cho ta lăng ngọc vội vàng chạy tới đúng lúc bắt gặp thị vệ đang kẹp bé đá vào nách chuẩn bị nén ra khỏi phủ thị vệ này nhận ra nàng hắn ho khan một tiếng ném trả bé đá mặt đầy vô tội cho nàng tẩu tử thằng oát xúc phạm bề trên này giao cho tẩu phiên tẩu lúc rời đi giúp đệ ném nó ra khỏi phủ Lăng Ngọc được mặt ra, nhất thời không biết nên làm thế nào, Thái tử Phi theo tới nghe vậy cũng phải bật cười. Ngươi yên tâm trở về phục mệnh với điện hạ đi, lúc trình phu nhân về ta nhất định sẽ nhắc nàng ném thẳng oát xúc phạm bề trên này ra khỏi phủ. Thị vệ này không ngờ lời mình nói bị Thái tử Phi nghe thấy, mặt hơi xấu hổ, hắn vội vàng làm lễ vấn an rồi gấp rút rời đi. Lăng Ngọc bấy giờ mới hoàn hồn, nàng ngượng ngùng nắm lấy bàn tay nhi tử, sợ nó không biết trời cao đất dày mà đuổi theo triệu ân. Thái tử Phi thấy thằng bé thú vị, không nhịn được mà chọc nhẹ vào khuôn mặt tròn xoe của nó cười hỏi nhóc con sao gan cháu lớn quá vậy đó là ai chứ là thái tử điện hạ mà chúng quần thần vừa nghe danh đã khiếp sợ sự tồn tại của hắn đại thể chính là diêm vương sống trong phủ không ai là không ai sợ hắn ngay cả một thái tử phi như nàng khi đứng trước mặt hắn cũng không dám nói bừa chỉ sợ bất cẩn chọc giận hắn rồi chuốc lấy một đống rắc rối không cần thiết nhưng thằng bé này thì khác nó chủ động chạy tới trước mặt thái tử xì si xào không hết chuyện còn thái tử điện hạ thì mặc kệ nó đây đúng là chuyện khiến người ta bất ngờ nhưng mà nhìn khuôn mặt đỏ bừng đang nhìn mình cười khúc khích của bé đá nàng không khỏi sinh ra lòng yêu thích đứa bé hoạt bát gan dạ này đừng nói là thái tử ngay cả nàng cũng không nhịn được mà yêu thích nó qua đây có thể thấy được thái tử điện hạ thích những đứa trẻ hoạt bát lanh lợi mà triệu tuần cậu con trai duy nhất của hắn mặc dù đã tiến bộ hơn trước rất nhiều nhưng khi nhìn thấy thái tử vẫn khép na khép nép thỉnh thoảng được nàng khích lệ mới dám chủ động nói đôi ba câu với thái tử nếu so sánh nó với bé đá gan dạ này chỉ e vẫn phải cố gắng nhiều hơn mới được. Kim Sảo Dung đăm chiêu nhìn bé đá, nghĩ đến sự thân thiết của nó và thái tử, hiển nhiên là hai người này đã biết nhau từ lâu, hơn nữa còn khá hợp nhau. Bé đá ngây thơ cười với nàng, nụ cười làm cho thái tử phi mềm lòng, nhịn không được mà kéo thằng bé đến cạnh mình. Véo nhẹ lên cái má phúng phính của nó rồi sai thị nữ mang điểm tâm mà bé thích ăn lên. Lúc đám thị nữ tới còn dẫn theo cả triệu tuần. Bé đá vừa thấy triệu tuần thì hai mắt đã sáng bừng lên, lập tức thoát khỏi thái tử phi, chạy bình bịch tới kéo tay của triệu tuần cất tiếng gọi vang đại công tử triệu tuần cũng nắm lấy tay nó khuôn mặt trắng nõn đầy vui mừng bé đá bộ dạng hai đứa nắm tay nhau cười ha hả lọt vào mắt của những người có mặt ở đấy ai cũng không nhịn được mà bật cười vừa nhìn đã biết là hai đứa bé này lâu lắm rồi mới gặp lại nhau thái tử phi cười nói sau lại sai thị nữ dẫn tụi nhóc sang một bên nhìn chúng ngồi thân thiết nói cười rôm rả kể vài chuyện này kia của trẻ con nụ cười trên mặt nàng bất giác tươi càng thêm tươi cuối cùng lăng ngọc đã có thời gian để nói rõ lý do tới đây của mình nàng cười nói chọn người là một kỹ năng đòi hỏi tri thức lại là lần đầu tiên chọn người nên có rất nhiều điều không hiểu thần thiếp muốn xin nương nương cử ma ma tới xem giúp để tránh có kẻ xấu vào phủ thái tử phi cười khẽ nhà ngươi quả thực cần có vài người làm sau này đâu thể cứ để phu nhân của định viễn tướng quân bận bịu suốt ngày được vậy còn ra thể thống gì nữa ngay cả khi ra ngoài cũng phải có người hầu hạ bên cạnh cái này là đại biểu cho thân phận của người khiến người khác không dám khinh nhờn nương nương nói chí phải lăng ngọc khiêm tốn lắng nghe lời dạy bảo thái tử phi lại nói để trần ma ma theo người về đi bà ấy từng dạy ngươi một thời gian bây giờ để bà ấy giúp ngươi chọn người là thích hợp nhất khi nào nhà ngươi chọn xong người rồi thì để bà ấy về là được lăng ngọc mừng rỡ vội đứng lên cảm tạ trong phủ thái tử rộng lớn này nàng chỉ quen mỗi trần ma ma năm đó từng dạy nàng phép tắc nếu lần này lại được bà ấy chỉ bảo đôi chút thì thật sự quá tốt không lâu sau người mà thái tử phi sai đi mời trần ma ma đã quay về theo sau nàng là Trần Ma Ma ăn mặc gọn gàng. Sau khi Thái tử Phi nói rõ dự định của mình, Trần Ma Ma không hề từ chối mà lập tức đồng ý ngay. Kim Sảo Dung yên lặng ngồi một bên, nhìn tất cả những việc xảy ra trước mặt này với cặp mắt cực kỳ phức tạp. Cho nên, hiện tại Trình Thiệu Đường đã trở thành định viễn tướng quân, Thái tử chẳng những tham quan cho hắn, mà còn ban thưởng nhà mới để làm phủ định viễn tướng quân. Nhờ thế mà một phụ nhân thôn dã như Lăng Ngọc cũng phất lên theo trượng phu, lắc mình biến thành phủ nhân tướng quân nàng cảm thấy trong lòng mình xuất hiện một cảm giác lạ thường như thể sau khi nàng rời đi cuộc sống của nhà họ trình càng ngày càng tốt lên thậm chí bọn họ còn sống tốt hơn cả mình nàng không khỏi cảm thấy hối hận hiếm khi suy xét lại bản thân phải chăng lựa chọn năm đó của mình đã sai rồi nếu năm đó nàng không chọn rời đi thì bây giờ chỉ cần dựa vào quan hệ với trình thiệu đường nàng đã có thể sống một cuộc sống tốt đẹp thế nhưng khi nàng nhìn lên thái tử phi ung dung quý phái nghĩ đến sự hưng thịnh như mặt trời ban trưa của phủ thái tử lại nghĩ về việc gần đây phụ thân thường nhờ người tới lấy lòng mình ý muốn đả động nàng bằng tình thân để lợi dụng nàng kết thân với phủ thái tử nàng lại lập tức đánh tan suy nghĩ này trình thiệu an kia sao có thể đánh đồng với thái tử đương triều được chứ tuy thái tử vẫn chỉ là thái tử nhưng sớm đã không khác gì bệ hạ sau này ngài ấy danh chính ngôn thuận lên ngôi thì tương lai của mình sao có thể so sánh với một phu nhân tướng quân nhỏ nhoi được nghĩ đến đây nàng lại vô thức ưỡn thẳng sống lưng còn lăng ngọc cuối cùng đã nhìn thấy cơ hội để nói với kim xảo dung ý của trình thiệu đường kim Sảo dung ngay xong tin rụng rời vội vàng kéo lấy nàng nhỏ giọng cầu xin xin phu nhân cho ta một chút thời gian nữa ta vẫn luôn ghi nhớ chuyện này trong lòng muốn nói thật chuyện quá khứ cho bệ hạ nhưng mãi mà chẳng tìm được cơ hội thích hợp ngươi ngẫm kỹ kết cục của nguyệt quý phi và tống siêu trước đó thì sẽ hiểu rõ ngươi không thể che giấu những chuyện này được nữa ngộ nhỡ sau này ngươi được sủng ái nhưng lại bị người ta bới chuyện quá khứ ra lúc đó không chỉ có thiệu an gặp nạn sợ rằng ngay cả ngươi cũng khó mà giữ được mạng lăng ngọc sợ nàng ta cố ý trì hoãn nhỏ giọng uy hiếp. Ngươi yên tâm, ta cũng nghĩ tới kết cục của Nguyệt Quý Phi nên mới quyết định tìm cơ hội nói thật với Thái tử, Kim Sảo Dung chậm rãi nói. Từ con người Nguyệt Quý Phi mà nàng ngẫm ra được rất nhiều thứ, vì sao Nguyệt Quý Phi xuất thân từ thanh lâu, từng gả cho kẻ bạc bẽo, nhưng chưa bao giờ có người lấy điều này ra để công kích hay chỉ trích nàng ta. Nàng cảm thấy hết thảy đều bởi vì Nguyệt Quý Phi đã sớm thẳng thắn để lộ điều này, nàng ta khiến nhược điểm không còn là nhược điểm. Cộng với sự nâng niu của bệ hạ, người bên cạnh ngoại trừ lén nói vài lời chua chát thì chẳng có ai dám nói lung tung ở trước mặt vì thế muốn bước vững nàng phải khiến những nhược điểm kia không còn là nhược điểm nữa lăng ngọc chăm chú nhìn nàng ta hồi lâu không bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào trên mặt nàng ta thấy nàng ta không giống đang giả bộ nàng mới nói ba ngày ta cho ngươi ba ngày nữa nếu trong ba ngày này ngươi không nói thật với thái tử ta sẽ nói thật sự thật cho thái tử phi chỉ sợ thái tử phi so với thái tử càng không cho phép người trong phủ có người đã không còn trong sạch bảy ngày bảy ngày nữa ngươi cho thư thả vài ngày nữa được không sau bảy ngày ta nhất định sẽ cho ngươi một câu trả lời thuyết phục kim xảo dung vội nói lăng ngọc vốn định không cho nhưng khi trông thấy cách đó không xa có thị nữ tới tìm mình nàng đành phải đồng ý bảy ngày thì bảy ngày ngươi nhớ kỹ những lời mình vừa nói đấy nói xong nàng vội vàng đi về phía thị nữ tới tìm mình bây giờ là thời buổi hỗn loạn nhà nghèo khổ ăn đủ no việc bán con bán cái thường xuyên xảy ra lăng ngọc có ý mua người nên nhanh chóng có mẹ mìm dẫn người tới cửa Lăng Ngọc có chút không thoải mái khi nhìn một hàng người trước mặt, tiểu cô nương lớn nhất chỉ tầm 14, 15 tuổi, hàng đợi bán nhỏ nhất chỉ khoảng 8, 9 tuổi, đứa nào đứa nấy gầy đến nỗi gió thổi qua cũng có thể làm ngã. Nhưng trước khi đến đây tất cả đều đã chỉnh trang lại một phen, đầu tóc được chảy gọn gàng, quần áo tuy đã bị giặt đến bạc phích nhưng cũng rất sạch sẽ. Lúc này, Trần Ma Ma đang bảo tụi trẻ xòe hai tay ra rồi kiểm tra tỉ mỉ. Từ đôi tay của một người có thể nhìn ra được chúng lười biếng hay chịu khó, có thích sạch sẽ hay không trong phủ cần thuê hạ nhân làm việc, đương nhiên không cần những kẻ làm biếng, nhưng những kẻ lẳng lơ bóng bẩy thì càng không cần. Chọn hạ nhân là một môn học đòi hỏi chiều sâu tri chi thức, Lăng Ngọc khiêm tốn lắng nghe. Trần Ma Ma thì nhỏ giọng chỉ bảo nàng, sau lại chỉ hai người bà chọn cho nàng xem, đồng thời nói rõ nguyên do chọn họ. Sau khi nghe xong, Lăng Ngọc cảm thấy rất hợp lý. Nhà mới quá rộng, nếu chỉ dựa vào sức một mình nàng thì không thể làm hết việc, nàng cần những người tay chân lanh lẹ làm việc cần mẫn. Có thể sắp xếp cho hai người này làm việc trong phủ, nhưng nếu phu nhân ra ngoài hai người này không thể đi theo phải chọn hai người khác trần ma ma lại nói người làm việc và người hầu hạ khác nhau nhất là người hầu hạ họ phải theo chủ tử đi khắp nơi chẳng khác nào bộ mặt của một phủ yêu cầu tuyển chọn đương nhiên phải cao hơn tốt nha đầu trước mắt này không có ai làm bà hài lòng cả lăng ngọc tiếp thu lời dạy mẹ mình kia thấy thế biết ngay họ không ưng số còn lại vội cười đon đả nói không giấu gì phu nhân và lão tỷ ta còn có vài đứa tướng mạo nhất đảng nữa chúng vừa chịu khó vừa an phận ngày mai ta mang chúng tới cho hai người chọn nhẽ mang tới đây nhìn kỹ là biết ngay là thật hay giả trần ma ma nói mẹ mình cuống quýt thư vâng nhận lấy tiền bán thân của hai nha đầu sau đó dẫn số còn lại rời đi đều là thịt trên người cha mẹ rơi xuống sao lại nỡ bán đi như thế nếu rơi vào tay kẻ gian ác thì kiếp này coi như xong châu thị mềm lòng nhìn những cô bé gầy còm không ngừng xót xa đúng thế trước đây trong thôn ta có nhà bán con gái lớn đi nghe nói về sau cô nương đó rơi vào tay một kẻ lòng dạ thâm độc chưa đến nửa năm đã bị hành hạ đến chết, Vương Thị không khỏi than thở. Làm sao Lăng Ngọc không hiểu đạo lý này, nhưng với thời buổi hiện giờ, nàng không lo nổi cho người khác, cũng không có năng lực quan tâm đến người khác. Trần Ma Ma thì bắt đầu dạy bảo hai nha đầu mới mua về, bà nói như đang ban ơn rồi như đang thị oai. Khiến cho hai nha đầu lúc thì hết sức lo sợ cuống cuồng thưa vâng, lúc thì đội ơn rồi rít. Lăng Ngọc không xem nữa, nàng cảm thấy mình còn kém xa, thuật cai quản hạ nhân này cũng là môn học đòi hỏi chiêu sâu tri chi thức lúc tin dung cô nương bị thương khi dũng cảm đứng ra chắn đao cho thái tử truyền tới lăng ngọc đang nhíu mày nhìn người vừa được trần ma ma chọn cho nàng khi trần ma ma nói có thể mang cô bé này ra ngoài lăng ngọc trông thấy vẻ bất bình trên mặt nó người này thích hợp thật sao nàng không khỏi nghi ngờ thế nhưng ngay sau đó khi nghe tin dung cô nương bị thương nặng nàng chẳng còn lòng dạ nào để ý tới đối phương nữa xảy ra chuyện gì rồi đang yên đang lành sao lại bị thương nàng nhíu mày hỏi dương tố vấn vừa mang tin về hình như có quan viên bị thái tử xử lý nên chó cùng rất rộng định gây bất lợi cho thái tử điện hạ đúng lúc dung cô nương đi ngang qua nàng ta đã chặn một đao cho thái tử điện hạ nên mới bị thương nặng lúc muội về thái y vẫn đang điều trị dương tố vẫn nói dung cô nương nào vậy lăng ngọc còn chưa kịp nói thì trình thiệu an đang bế bé đá bỗng nhiên hỏi tim nàng hẫng một nhịp sau đó điềm nhiên như không nói đó là cô nương trong phủ ninh đại nhân đang là thị thiếp trong phủ thái tử ồ hóa ra là vậy Trình Thiệu An cũng không hiểu tại sao mà hắn lại cực kỳ mẫn cảm với cái tên Dung này. Nhưng nghe Lăng Ngọc nói vậy, hắn thầm cười khổ, người ta xuất thân từ gia đình giàu có, nay còn là thị thiếp của thái tử, dù có là người đó thật thì cũng có liên quan gì tới mình chứ. Lăng Ngọc thấy hắn không nghi ngờ, nhưng ánh mặt lại đầy buồn bã, nàng suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn không dám nhắc đến nữa. Dương Tố Vấn cũng bị sự xuất hiện bất thình lình của Trình Thiệu An dọa sợ. Khi biết hắn đã không còn nghi ngờ nữa thì nàng mới thầm thở phào nhẹ nhõm, đương nhiên cũng không dám nói gì thêm nữa, ngoan ngoãn về phòng. Còn mẹ mìm kia vẫn đang đợi quyết định của Lăng Ngọc. Phu nhân, ngài xem, con bé này thế nào, mẹ mình cười hỏi. Đó là một cô bé tầm 13-14 tuổi, dung mạo quả thực xinh xắn hơn những người khác, làn da trắng nõn, 10 ngón tay thon dài, nhìn thế nào cũng không giống người có xuất thân nghèo khó. Hơn nữa trên mặt con bé còn có vẻ ấm ức bất bình, ánh mắt không giấu được vẻ khinh thường, hàng may của Lăng Ngọc bất giác nhíu chặt hơn. Mama thật sự muốn chọn nó sao, Nàng từ tốn hỏi. Mặt trần ma ma có vẻ không được tự nhiên, nhưng bà vẫn kiên quyết nói, ta cảm thấy con bé không tệ. Thật không, một cô bé nhìn ra chủ với đôi mắt đầy khinh thường, tính tình bướng bỉnh kiêu căng, thật sự là sự lựa chọn thích hợp ư. Lăng Ngọc nhìn bà chằm chằm, nói rành mạch từng chữ. Trần ma ma giải thích, những điều này có thể từ từ uốn nắn, hơn nữa con bé này hiểu biết nhiều hơn những nhà đầu khác. Giờ phu nhân đều phải qua lại với phu nhân và tiểu thư nhà giàu, có một nha đầu kiến thức rộng rãi đi theo hậu hạ là chuyện rất quan trọng. Lăng Ngọc lắc đầu, ma ma nói vậy là sai rồi, vấn đề không nằm ở chỗ có uốn nắn hay không, mà nằm ở chỗ con bé hoàn toàn không ý thức được mình là hạ nhân. Điều này toát ra từ trong xương cốt của nó, đó không phải là thứ mà một sớm một chiều có thể thay đổi được. Quan trọng nhất là hạ nhân mà phủ định viễn tướng quân cần là người trung thành, chứ không phải là một vị đại tiểu thư không rõ thời thế, miếu nhỏ không giữ được Phật lớn, ma ma chọn tiếp người khác đi. Nàng vừa dứt lời đã thấy cô nương kia vùng mạnh khỏi tay của mẹ mình, hùng hổ nói xối vào mặt nàng, ngươi tưởng mình là cái thá gì à im mồm cho ngươi chút thể diện mà ngươi đã tưởng mình giỏi lắm rồi hả thấy con bé dám xung đột với khách quý mẹ mình gấp đến độ dáng cho nó một bạt tai sau đó sợ hãi tạ tội với lăng ngọc đều tại tiểu nhân không dạy dỗ tốt nên mới để nó xúc phạm phu nhân xin phu nhân rộng lượng tha cho tiểu nhân lần này lăng ngọc liếc nhìn nha đầu dám giận mà không dám bật kia thấy con bé chỉ ôm khư khư nửa bên mặt xương tấy nàng thản nhiên nói thôi ta chọn cô bé kia nàng chỉ tay vào tiểu cô nương đứng ở rìa bên phải, trên người mặc quần áo màu xanh được làm từ vải thô, trông chưa đến 13-14 tuổi. Thấy nàng chẳng những không trách tội mà còn tiếp tục ủng hộ việc kinh doanh của mình, mẹ mình nhẹ nhàng thở ra. Biết hôm nay mình đã gặp được vị quý nhân dễ tính nên vội vàng gọi cô bé kia tiến lên để nó làm lễ với Lăng Ngọc. Nhà đầu này tên là Chiêu Đệ, năm nay 14 tuổi, đừng chỉ thấy nó trầm lặng ít nói, thực chất làm việc rất nhanh nhẹn, học việc nhanh hơn người khác rất nhiều, phu nhân đúng là có con mắt tinh tường. Trần ma ma nhìn nha đầu bị đánh kia, lại nhìn sang Lăng Ngọc như thế muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Khi bà ta quay về phủ thái tử, lúc bẩm báo đầu đuôi ngọn ngành những chuyện xảy ra hôm nay cho thái tử Phi. Thái tử Phi cười nhạt nói, ta tưởng ma ma là người thông minh biết chừng mực, không ngờ cũng là người hồ đồ cậy giả lên mặt. Trước giờ Trần ma ma chưa bao giờ bị nàng nói không nể mặt như thế, khuôn mặt bà ta lúc đỏ lúc đen, nhìn trông vô cùng bối rối. Nha đầu kia vốn là nữ nhi của chi phủ Thanh Châu, Trước đấy không lâu, vì chuyện của lỗ vương mà chi phủ Thanh Châu bị liên lụy, dẫn tới việc nam tử thanh niên trong nhà đều bị mang ra chém đầu, toàn bộ phụ nữ và trẻ em đều bị bán đi làm nô. Nếu ta nhớ không nhầm thì phu nhân chi phủ Thanh Châu năm đó từng có ơn với bà, nên bà muốn báo đáp ân tình cũng không phải việc làm sai trái gì, chỉ là bà không nên coi Trình Lăng thị là kẻ ngốc. Báo ân là một chuyện, lợi dụng sự tín nhiệm của nàng dành cho bà là một chuyện khác. Đương nhiên, sau khi trải qua chuyện lần này, e rằng sự tín nhiệm ấy cũng vỡ rồi. Trần ma ma không ngờ nàng lại biệt hết tất cả, sợ đến nỗi quỳ sụp xuống đất, liên tục tạ tội. Với tính cách của Trình Lăng Thị, nếu bà nói rõ với nàng, có thể nàng chưa chắc đã giữ nha đầu kia ở lại phủ. Xong nàng chắc chắn sẽ có một sắp xếp thích đáng, nhưng bà lại tự cho mình là thông minh. Có lẽ cũng không nên nói là bà tự cho mình thông minh, mà là trong tiềm thức của bà không hề để nàng vào mắt, tưởng nàng xuất thân hàn vi thì là người dễ lừa gạt. Đừng nói nàng là người tỉnh táo, ngay cả khi nàng là người ngu dại thật thì với sự coi trọng của thái tử đối với định viễn tướng quân ta cũng không cho phép bà đùa bỡn nàng trong lòng bàn tay như thế nương nương thứ tội nương nương thứ tội trần ma ma sợ đến nỗi cả người run lên không ngừng dập đầu tạ tội nào còn dáng vẻ bình tĩnh như thường ngày thái tử phi lạnh lùng nhìn bà ta nhận lấy chén trà thải vân đưa tới nếm thử một ngụ thời gian cứ thế trôi qua khi thấy mồ hôi lạnh trên trán trần ma ma túa ra khuôn mặt già nua gần như sắp mất tái mét nàng mới thông thả nói đứng lên đi bà quay về thu dọn đồ đạc rồi tới phủ định viễn tướng quân đi nếu trình phu nhân chịu nhận bà thì từ nay bà có chỗ ở mới nếu như không chịu nhận ma ma từ đâu đến thì tự về đó đi khuôn mặt già nua của trần ma ma trắng bệnh nhưng không dám phản bác nửa câu giờ đây bà biết rằng tính mạng sống và tương lai của mình đã rơi vào tay của lăng ngọc người như bà tuy trong người có chút tiền để dành nhưng không con không cái chưa kể đến thời buổi hiện giờ đang loạn lạc liệu bà có thể mang số tiền này bình an trở về quê hưởng phúc hay không cho dù có về được thì đám họ hàng như lang như hổ kia còn không nút chừng bà chắc. Hiện giờ Định Viễn tướng quân là người được thái tử đánh giá cao, tiền đồ như gấm, theo lý mà nói thì bà không nên có những hành động như vậy. Song, chắc là vì trong thời gian trước mọi người trong phủ ai cũng tôn trọng bà như khách, khiến bà bất giác lâng lâng nên mới làm ra loại chuyện hồ đồ như vậy. Nghĩ rõ ràng điều này, bà dập đầu thật mạnh với thái tử phi, đa tạ nương nương chỉ điểm. Đi đi, thái tử phi rủ mắt tiếp tục uống trà, sau khi bà ta lui xuống thì thị nữ Minh Nguyệt mới lên tiếng nương nương đối xử với trình phu nhân tốt quá còn cố tình đưa trần ma ma cho nàng ấy nữa chứ lúc đầu nương nương dọa trần ma ma là để bà ta từ nay an tâm đi theo trình phu nhân thì phải thái tử phi không tỏ rõ ý kiến mà chỉ hỏi vết thương của dung cô nương thế nào rồi thái y nói không bị thương vào lục phủ ngũ tạng đúng là trong cái rủi có cái may chỉ cần điều dưỡng một thời gian là không có gì đáng ngại thái vân đáp sau một thoáng do dự lại nói tiếp hiện tại thái tử điện hạ đang ở chỗ dung cô nương không ảnh hưởng đến tính mạng là tốt thái tử phi thờ ơ nói lúc này kim xảo dung đang bất chấp vết thương trên người mà nhất quyết quỳ xuống nhận tội với triệu Ân. mạnh dạn kể lại tuổi thơ lưu lạc bên ngoài của mình và cả chuyện trước khi quay lại ninh phủ từng bị dưỡng mẫu hứa gả cho người ta về phần lý do vì sao nàng ta biết mình đã không còn trong sạch nhưng vẫn đến phủ thái tử thì nàng ta đổ hết lên đầu của tiền ninh chắc phi nàng ta nói rằng trước đó mình không hề biết ý định của tỷ tỷ chỉ cho rằng mình đơn giản là đến phủ bầu bạn với đích tỷ nào ngờ tỷ ta lại ấp ủ âm mưu biến nàng thành công cụ để con. Dù sao Ninh Trắc Phi cũng đã chết rồi, chết thì hết đồi chứng. Triệu Uân gõ nhẹ lên tay ghế, qua hồi lâu mới hờ hững nói, ngươi đang bị thương, đứng lên đi. Kim Sảo Dung không đoán được tâm tư của hắn, dằn lòng không đặng mà lén nhìn về phía hắn, thấy mặt hắn vẫn thản nhiên đến mức không nhìn ra được chút vui buồn nào. Nàng ta lập tức cảm thấy bất an trong lòng, bỗng nhiên nàng không thể chắc chắn rằng lần này mình nói thật là đúng hay là sai. Đa tạ điện hạ, nàng nhỏ nhẹ đáp, sau đó lại gắng gượng đứng lên, nào ngờ bất cẩn chạm đến vết thương trên người, đau đớn đến nỗi nàng không nhịn được mà rên lên, chán lấm tấm mồ hôi. Triệu Uân trao mày, lập tức gọi thị nữ tiến vào, dìu nàng ta về giường nằm. Sau khi cơn đau dịu đi, nàng ta thấy Triệu Uân đứng dậy toan rời đi thì vội vàng gọi với, điện hạ. Triệu Uân dừng bước. Điện hạ giận tì thiếp sao, tì thiếp thật sự không cố ý giấu giếm ngài, chỉ là, chỉ là mãi mà không tìm được cơ hội để nói thật với điện hạ, cho nên mới kéo dài tới tận ngày hôm nay. Kim Sảo Dung lo lắng níu lấy cổ tay áo của hắn. Sau một lúc lâu mà vẫn chưa nhận được câu trả lời của Triệu Ân, nàng bắt đầu hối hận, cảm thấy hôm nay mình đã làm sai thật rồi. Lẽ ra không nên nói thật cho ngài ấy mới phải, nhưng nàng lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của Triệu Ân vang lên trong phòng. Vì sao cô phải giận? Ngươi đã từng gả cho ai hay chưa thì có liên quan gì tới cô? Nàng lập tức ngây ra, nhất thời không hiểu ý hắn là gì. Cuối cùng, vì nể tình hôm nay nàng ta đứng ra chắn đau cho mình mà Triệu Ân vẫn miễn cưỡng cất tiếng giải thích điều kiện của ngươi hôm đó là có thể ở lại trong phủ một cách danh chính ngôn thuận và cô đã đồng ý vì thế cho dù trước đây ngươi đã từng gả cho ai hay chưa thì cũng chẳng sao cả nếu cô đã đồng ý với ngươi thì nhất định sẽ làm tròn ngươi muốn ở lại phủ thái tử thì cứ ở nếu một ngày nào đó có chỗ khác để đi thì cũng không cần phải nói với cô sau khi bẩm báo thái tử phi thì cứ việc rời đi kim xảo dung ngây ngẩn cả người nhìn bóng lưng thái tử đang rảo bước rời đi mà thất thần giờ này khác này Nàng cuối cùng cũng ý thức được rằng, ngay từ lúc bắt đầu nàng đã chặn đường của chính mình. Thái tử chỉ coi nàng là một vị khách tá túc lâu dài trong phủ, thích ở thì ở, thích đi thì đi, thậm chí lúc đi cũng không cần đến báo cho hắn, chỉ cần bẩm báo với thái tử phi là được. Còn Lăng Ngọc, lúc này nàng vô cùng bình tĩnh khi trông thấy Trần Ma Ma quay lại, còn Trần Ma Ma thì điềm nhiên nói, "Nương nương lo phu nhân không đủ người để dùng nên sai ta đến đây giúp đỡ phu nhân." Nàng khẽ cười, thiếp thân xin nhận lòng tốt của nương nương nhưng ba nha hoàn mới mua việc gì cũng làm được trong nhà lại có mấy vị trưởng bối không thích ngồi yên một chỗ quen một mình làm mọi việc cho nên công việc trong nhà đã dần đi vào nề nếp không dám làm phiền ma ma nữa cho dù nàng không hiểu rõ tính tình của thái tử phi nhưng nàng vẫn hiểu ở một mức độ nào đó thế nên nàng biết rõ rằng làm sao nàng ấy có thể nói như vậy chắc hẳn là sau khi trần ma ma quay về đã gặp chuyện gì đó không may thậm chí còn bị chỉ trích nhưng bà ta không muốn để mất thể diện hoặc bà ta đã quen với cảm giác yêu việt này sinh khi ở cạnh nàng nên không muốn để mình chịu thiệt. Lăng Ngọc vẫn luôn cảm kích sự dụng công chỉ dạy của bà ta năm đó, trước nay vẫn luôn kính trọng bà ta. Thế nhưng, điều này không có nghĩa rằng nàng bằng lòng mời lão tổ tiên về cho mình. Mọi thứ trong phủ định viễn tướng quân đều còn ở giai đoạn sơ khai, điều nàng cần là một người toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho cái phủ này. Chứ thực sự không cần một người lòng dạ thành thơi, bụng đầy ý xấu để đấu trí đấu dũng với mình. Nếu một người thậm chí không thể hoàn toàn thả lỏng trong chính ngôi nhà của mình, thì ngôi nhà này còn được gọi là nhà sao. Trung Quy Trần Ma Ma cũng là người thông minh, nghe nàng mỉm cười nói vậy thì biết ngay nàng đã nhìn thấu suy nghĩ của mình, vì thế bà không dám chủ quan nữa. Thanh Khẩn nói, trước đó ta u mê, chỉ muốn trả hết ân tình năm đó, lại ỉ vào việc phu nhân còn trẻ, da mặt mỏng, cho nên mới làm ra chuyện như vậy. Thái tử Phi Nương Nương dạy phải là ta tự cho mình thông minh, cậy già lên mặt, xin phu nhân khoan hồng độ lượng, cho ta một cơ hội sửa đổi. Bà nói vừa chân thành vừa thẳng thắn, không giấu giếm điều gì, Lăng Ngọc nghe vậy cũng cảm thấy dễ chịu hơn. Nếu từ nay Trần Ma Ma có thể toàn tâm toàn ý ở trong phủ, thỉnh thoảng chỉ dạy nàng đôi chút, đối với nàng mà nói thì đó thật sự là một chuyện tốt. Nhưng tính nàng là vậy, cái nàng cần nhất là lòng trung thành, nếu không thì nàng thả không cần, Trần Ma Ma đương nhiên cũng không phải ngoại lệ. Nàng ngồi trầm ngâm, không nói được, cũng chẳng nói không được. Đợi hồi lâu mà vẫn không nhận được quyết định của nàng khiến Trần Ma Ma hơi sốt ruột, nếu không thể ở lại thì phủ thái tử cũng sẽ không thu nhận mình mà nếu để các phủ trong kinh thành biết bà bị thái tử phi đuổi khỏi phủ sợ rằng chẳng có nhà nào dám thua nhận bà cả nhân tình thế thái là như vậy mấy năm nay bà chỉ dựa vào quan hệ với phủ thái tử cùng với sự coi trọng của thái tử phi mới có được chút tiếng tăm trong chốn phu nhân ở kinh thành và được nhiều phu nhân và tiểu thư săn đón nhưng hễ không còn mối quan hệ này nữa bà biết đứng chỗ nào đây suy cho cùng bà không phải ma ma duy nhất được bồi dưỡng ở trong cung hơn nữa gần đây thái tử đã cho rất nhiều cung nhân lớn tuổi ra khỏi cung trong đó đương nhiên cũng có ma ma trong cung chuyên dạy quy củ lễ nghi cho nữ quyến như bà những người đó chắc chắn sẽ được phu nhân của các phủ săn đón xin phu nhân thương tình bà không khỏi nhỏ giọng nói lăng ngọc cuối cùng cũng đứng lên tự tay đỡ bà dậy nàng dịu giọng nói ma ma nói quá lời rồi mau mau đứng dậy ta trẻ tuổi nên nhiều chuyện chưa hiểu rõ ràng sau này còn phải làm phiền ma ma chỉ bảo nhiều hơn Trần ma ma cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, nghe nói nói những lời này cũng không dám nhận, vội nói, phu nhân quá lời, đều là chuyện mà lão nô nên làm. Có thế công hiến sức lực cho phu nhân là vinh hạnh của lão nô. Lăng Ngọc cười khẽ, cũng không nói nhiều lời khách sáo với bà. Trần ma ma lén quan sát nàng, trước mặt bà rõ ràng là một khuôn mặt trẻ tuổi trung đang mỉm cười, nhưng lại khiến người ta không dám coi thường, còn cả thủ đoạn giao oai phủ đầu vừa nãy cũng không khác gì thái tử phi ngày đó bà cuối cùng cũng ngộ ra mình đã coi thường vị phu nhân tướng quân có xuất thân tầm thường này chỉ vỏn vẹn hai năm ngắn ngủi nàng ta đã trưởng thành đến mức này nàng ta đã không còn là phụ nhân trẻ người non dạ mới đến kinh thành thiếu lễ phép không hiểu phép tắc không sành sỏi những quy tắc ngầm phức tạp trong những nhà quyền quý ngày đó nữa lăng ngọc đã muốn để bà ở lại thì cũng không ngại cho bà thêm một ân huệ nữa vì thế nàng hỏi lại chuyện cô bé ngày đó sau khi hay tin đối phương là nữ nhi của tri phủ thanh châu tiền nhiệm thì nàng cũng không quá bất ngờ ăn cám trả vàng nếu đó đã là nữ nhi của ân nhân mama đương nhiên phải đền ơn tử tế thấy nàng hình như có ý định giữ cô nương kia lại trần mama mừng rỡ vội vàng cúi đầu lại tạ trong lòng càng thêm hối hận vì ngày đó mình đã biến khéo thành vụng đúng như lời thái tử phi nói nếu bà sớm nói rõ chuyện này với phu nhân có lẽ nàng đã giữ người lại từ lâu còn mình thì đâu cần bị thái tử phi chỉ trích một trận vô ích như thế thế nhưng khi bà vội vã chạy đi tìm mẹ mình kia thì lại hay tin đối phương đã rời khỏi kinh thành mấy nha mà bà ta hay dẫn theo bên người cũng đã bán được gần hết. Bà vô cùng thất vọng, càng hận mình ngày đó đã tự cho mình thông minh nên mới bỏ lỡ cơ hội tốt để báo đáp ân nhân này. Thấy bà đi về tay không, Lăng Ngọc biết hy vọng của bà đã hoàn toàn bị dập tắt, nàng có lòng an ủi vài câu nhưng càng khiến Trần Ma Ma hối hận về việc mình đã làm ngày hôm đó. Đồng thời, bà càng biết đội ơn sự rộng lượng khoan dung của nàng, từ đó mới thật sự an phận, hết lòng ở lại. Ngày xưa bà là cung nữ đáng kính trong cung, sau lại được đưa tới các nhà quyền quý trong kinh, thủ đoạn mà bà biết được nhiều vô số kể, nếu có được sự giúp đỡ của bà, Lăng Ngọc chẳng những có thể xử lý nề nếp mọi việc trong phủ, mà còn có được hiểu biết nhất định về chuyện nhà của các phủ trong kinh thành. Nàng đương nhiên biết sự thay đổi này của Trần Mama nhất định có liên quan tới thái độ của thái tử phi, có lẽ ngay từ lúc bắt đầu thái tử phi đã muốn đưa Trần Ma cho nàng, Xong có lẽ nàng ấy cũng biết Trần Mama chưa chắc đã cam tâm chịu thiệt nên mới chặt đứt đường lui của bà ta khiến bà ta từ này trở đi chỉ có thể an phận ở lại phủ định viễn tướng quân lăng tú tài và châu thị định sau khi lưu phương đường đi vào quỹ đạo thì sẽ về quê hoàn thành nốt hôn sự của lăng đại xuân và dương tố vấn nào ngờ về sau lại xảy ra một đống việc mà khi lúc này đường về nhà cũng không thái bình nạn trộm cướp chiến loạn không ngừng đừng nói là lăng ngọc không cho phép bọn họ về ngay cả bản thân họ cũng vô cùng lo lắng nhưng nếu cứ mãi không về được quê vậy thì hôn sự phải làm sao đây Mọi người cùng nhau bàn bạc và cuối cùng quyết định tổ chức hôn lễ cho Lăng Đại Xuân và Dương Tố Vấn ở Kinh Thành. Dẫu sao Lăng Đại Xuân đã mua nhà xong nhà từ lâu rồi. Phụ mẫu cũng có mặt, trong nhà Dương Tố Vấn ngoài một lão nô trung thành ra, cũng chỉ có Lăng Ngọc là người thân cận nhất. Lão Trung Bộc có con trai con gái, nàng cũng không cần lo ông ấy không có chỗ dựa, vì thế cũng không phản đối ý định thành hôn trước. Được sự đồng ý của hai bên, Lăng Ngọc hứng khởi bắt đầu chuẩn bị hôn sự của hai người dương tố vấn lén nhờ nàng bán giúp một số gia sản để làm của hồi môn lăng ngọc đương nhiên giơ tay tán thành tuy nói lăng đại xuân là huynh trưởng của nàng nhưng nàng vẫn cho rằng nữ tử phải có của hồi môn coi như là của riêng của phụ nhân không có liên quan tới nhà trai nàng nhờ người mua một tòa nhà nhị tiến ở kinh thành mấy mẫu đất vườn và mua vài cửa tiệm cho dương tố vấn làm của hồi môn phần lớn số tiền là do dương tố vấn tự kiếm được số còn lại là nàng lén cho thêm dẫu sao trong mối hôn sự này nàng vừa là đàng trai vừa là đàng gái vừa là huynh trưởng cưới tẩu tử lại vừa là tỷ tỷ gả muội muội dưới sự giúp đỡ của trần Mama, trong phủ lại mua thêm một tốp hạ nhân nửa có nam có nữ mỗi người một công việc vì thế mà việc nhà dần dần có nề nếp lăng ngọc cũng không cần đích thân đi hỏi từng chuyện đây có thể coi là một trải nghiệm chính thức về cuộc sống an nhàn cơm bưng nước rót của phu nhân nhà quan sau khi quyết định ngày thành hôn phu phụ lăng tú tài chuyển tới sống với lăng đại xuân dù sao phủ định viễn tướng quân đã đông người như thế có vương thị và trình thiệu an ở đó bọn họ cũng không cần lo lắng cho nữ nhi và cháu trai nữa tuy nhiên vương thị đã quen bận rộn nay cái gì cũng không cần bà làm khiến bà cảm thấy chân tay bứt sức khó chịu nhưng sau khi nghe trình thiệu an nói nếu một lão phu nhân như bà tự làm mọi việc để người ngoài nhìn thấy sẽ không nói bà chịu khó mà sẽ chỉ trích huynh trưởng bất hiếu vương thị nghe vậy lập tức không dám làm gì nữa mỗi ngày chỉ bầu bạn với bé đá hoặc giúp dương tố vấn sắp xếp của hồi môn ngày dương tố vấn xuất giá Trời xanh mây trắng, gió mát nhẹ nhàng, thậm chí làn gió còn mang theo hương thơm của kỳ hoa dị thảo được trông trong thủ đệ nào đó, thơm nức lòng người. Dương Tố Vấn xuất giá ở tòa nhà nàng mới mua, từ sáng sớm Lăng Ngọc đã dẫn Trần Ma Ma tới đó chuẩn bị, sau đó lại chạy tới nhà của Lăng Đại Xuân. Nhưng nàng không ngờ rằng, vốn tưởng là một tiệc cưới nhỏ nhưng lại có nhiều thế gia vọng tộc sai người tới chúc mừng. Trong đó, thậm chí còn có nhiều người xuất thân từ nhà quyền thế. Đây đúng là nước lên thì thuyền lên không ngờ ngày ta thành thân còn được nhiều quan to sai người tới chúc mừng như thế lăng đại xuân thở dài đây là chuyện tốt chứng tỏ muội phu trình thiệu đường có tiền đồ như gấm nay đã khác xưa lăng ngọc dây thái dương tức giận nện hắn một phát sắp đến giờ lành rồi huynh có nhanh chân đi đón tân nương không thì sao lăng đại xuân nghe vậy lập tức không còn quan tâm đến bất kỳ điều gì nữa vội vàng nhất vạt áo đi ra hấp ta hấp tấp thế này nào giống đại trưởng phu chững chạc trưởng này chứ lăng tú tài vuốt tròm dâu hoa dâm chán nản nói lăng ngọc mỉm cười không tiếp lời ông chỉ là lễ cưới nho nhỏ của một ông chủ nhà buôn vậy mà cũng bắt ta đích thân tới đây chúc mừng chẳng hiểu phụ thân nghĩ gì nữa đi ngang qua phía sau tiền sảnh nàng chợt nghe được giọng nói bất mãn của một nam tử nàng nhíu mày đang định đổi hướng thì lại nghe thấy một người đáp ngươi tưởng di trượng thật sự đến đây để chúc mừng lăng đại xuân kia thành thân sao còn không phải là vì người phía sau hắn là định viễn tướng quân trình thiệu đường ư trên tay người kia có một thanh kiếm sắc bén thủ đoạn tàn nhẫn thà giết nhầm còn hơn bỏ sót Ngươi không biết đó thôi, quận Tây Nam có biết bao dân chúng vô tội đã chết trên tay của hắn, ngay cả Trần Ninh Hầu xưa nay bách chiến bách thắng, giờ cũng phải nghe theo lệnh của hắn. Ta nghe nói, quận Tây Nam có khá nhiều phụ nhân hù dọa những đứa trẻ không nghe lời là cẩn thân tướng câu hồn bắt con đi. Tướng câu hồn, tướng câu hồn gì cơ, giọng nói đầy bất mãn lúc đầu lại vang lên. Tướng câu hồn gì cơ, đó là tướng câu hồn, thuộc hạ của Diêm Vương sống. Ngươi đừng có nói là ngươi không biết vị nào là Diêm Vương sống đó nhé người kia cố đè giọng xuống thấp hơn nhưng lăng ngọc vẫn nghe rõ diêm vương sống tướng câu hồn quận tây nam trấn minh hầu sau khi sâu chuỗi tất cả lại với nhau tim nàng giật thót thì ra diêm vương sống là chỉ thái tử còn tướng câu hồn là tướng công trình thiệu đường của nàng cuộc đối thoại ngày càng nhỏ dần sau cùng thì im bặt nàng cắn mạnh cánh môi nhớ đến giọng điệu vừa hận vừa sợ vừa ghen ghét của người nọ lòng nàng nặng trĩu tướng câu hồn không biết đã có bao nhiêu dân chúng vô tội chết trong tay chàng tướng công của nàng thật sự làm những chuyện như vậy sao nàng lắc đầu nguầy nguậy không muốn tin với tính tình của chàng sao có thể làm ra việc tàn sát dân chúng vô tội một cách khủng khiếp như thế nhất định là có kẻ vu khống hãm hại chàng nàng không thể cả tin được nhưng cái danh tướng câu hồn này thật sự không dễ nghe chút nào rốt cuộc là kẻ nào đứng sau hãm hại chàng tuy nàng chỉ là nữ tử trong nội viện nhưng cũng biết được rằng sau khi thái tử lên nắm quyền hắn xử lý mọi việc khác hoàn toàn với thiên hy đế hơn nữa lúc giải quyết việc lỗ vương bức vua thoái vị hắn còn rất cứng rắn ra tay tàn nhẫn dẫu triều thần không dám lên tiếng vì e sợ thế lực của hắn song luôn thầm oán thán nói hắn hoang đường không phải người kế vị tốt huống chi danh tiếng của thái tử trong lòng dân chúng vốn đã không tốt nàng đau đầu dây thái dương chỉ là trình thiệu đường không ở trong kinh nàng có đầy bụng thắc mắc cũng không biết phải hỏi ai còn đối với những tin đồn về chàng mà nói nàng không muốn tin nên cũng chẳng tốn sức đi nghe ngóng không ngờ lúc nàng trở lại phủ định viễn tướng quân sau khi khách hứa đã về hết thì thấy trình thiệu an nôn nóng ra đón trong bộ dạng của hắn như thể đã đợi nàng từ sáng sớm đại tẩu tẩu đã nghe những tin đồn về đại ca lan truyền bên ngoài chưa bọn họ nói đại ca thủ đoạn hung ác lạm sát người vô tội là tướng câu hồn giết người khâu chớp mắt khuôn mặt trình thiệu an đầy vẻ tức giận có vẻ nghe được những lời này đã khiến hắn vô cùng bực bội đại ca của hắn là người chính trực khoan dung hơn ai hết sao có thể là tướng câu hồn giết người không phân biệt đúng sai mà bọn họ nói được đây rõ là vu khống. Đại ca đệ sao có thể là người như vậy, hẳn là có người muốn làm khó, định tạt nước bẩn lên đầu chàng. Nhưng nếu những lời này truyền đến tai thái tử, ngài ấy sẽ không nghĩ khác về huynh trưởng chứ. Suy nghĩ của thái tử là điều trình thiệu an lo lắng nhất, dẫu gì mọi thứ mà huynh trưởng có hiện giờ đều đến từ thái tử. Lăng Ngọc cố gắng dựa theo tính tình của triệu ân mà mơ hồ nói, chắc thái tử điện hạ sẽ không thế đâu. Người đó còn chẳng quan tâm đến suy nghĩ của dân chúng về mình, chắc cũng sẽ không để ý tới việc thần tử của hắn bị dân chúng nghị luận thế nào đâu nhỉ trình thiệu an vẫn không yên tâm nổi định nói tiếp thì lại bị lăng ngọc cắt ngang yên tâm đi người sống ở đời sao có thể chỉ được mọi người ca tụng chứ đương nhiên sẽ có người chê kẻ trách song nếu thái tử là người quá đỗi tốt đẹp chúng ta đi theo chưa chắc đã có thể yên tâm thà có vài vết đen nhìn trông còn đáng tin hơn phu nhân nói đúng trọng tâm rồi đấy trên đời này đâu có ai mười phân vẹn mười nếu thái tử là người quá đỗi tốt đẹp thì chẳng khác gì là người trong tranh phò tá người như vậy sẽ không thể yên tâm được chân thực tí mới tốt chỉ cần cấp trên tin tưởng thì người khác có nói thế nào cũng vô ích trần ma ma nhìn lăng ngọc tỏ ý khen ngợi rất tán thành những lời nàng nói thế nhưng miệng nhiều người sói chảy vàng trình thiệu an vẫn lo lắng không thôi từ xưa đến nay những người bị cấp trên vứt bỏ bởi miệng nhiều người sói chảy vàng phần lớn là vì hắn ta đã mất đi giá trị lợi dụng nên khi người khác dậu đổ bìm leo cấp trên mới thuận thế mà làm về chuyện chàng có thật sự đáng ghét đáng trách như lời đồn hay không, ai rảnh mà quan tâm chứ? Lăng Ngọc không cho là đúng. Ngồi trên vị trí cao nhất, lại là người có thủ đoạn có quyết đoán, chẳng lẽ hắn sẽ vì vài câu thị phi bên dưới mà vứt bỏ người có tài sao? Nếu vứt bỏ, chỉ có thể chứng minh rằng người này đã không còn tác dụng với hắn. Trình Thiệu An nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy những lời nàng nói rất có lý, dù sao đại ca cũng không có ở nhà, hắn nên nghe theo đại tẩu. Nghĩ vậy khiến hắn yên tâm hơn. Ánh mắt Trần Ma Ma khi nhìn Lăng Ngọc đã có chút thay đổi. Phụ nhân này thật sự xuất thân hàn vi sao. Với hiểu biết và đầu óc tỉnh táo bực này thật sự không kém gì các đích nữ được dày công bồi dưỡng của các thế gia vọng tộc, thậm chí còn xuất sắc hơn. Thật ra Lăng Ngọc không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, nhưng nàng biết rằng nay Trình Thiệu Đường đang ở cách xa ngàn dặm. Dẫu có lo lắng thế nào cũng vô dụng, chẳng thà nghĩ cách duy trì mối quan hệ tốt đẹp với phủ thái tử, chỉ có như vậy mới giúp chàng có thêm lớp bảo vệ. Chẳng mấy chốc, không chỉ có nàng và trình thiệu an nghe được tin đồn không tốt này ngay cả vương thị thậm chí là phu thê lăng tú tài cũng nghe được loáng thoáng lăng ngọc chỉ biết trấn an họ nhiều lần khẳng định rằng thái tử điện hạ là người sáng suốt cơ chí nhìn rõ mọi chuyện chắc chắn sẽ không tin những lời rèm pha kia vương thị và châu thị thì dễ đỗ nhưng lăng tú tài lại cau mày cánh môi mấp máy như thể muốn phản bác nhưng khi liếc thấy dáng vẻ thở phào nhẹ nhõm của châu thị ông vẫn nuốt xuống những lời định nói gan của cái bà này co nhỏ theo tuổi tác ông không nên làm bà sợ thì hơn dù sao lớn tuổi rồi mà còn sợ tới mức khóc lóc thì còn ra thể thống gì nữa. Vì đã quyết tâm duy trì quan hệ với phủ Thái tử nên Lăng Ngọc nắm chắc tần suất thích hợp để tới thăm hỏi, cứ cách một khoảng thời gian là nàng lại đến phủ Thỉnh An Thái tử phi. Xong, nàng không hề nhắc đến chuyện của Trình Thiệu Đường mà chỉ cùng Thái tử phi nói chút chuyện nhà và để bé Đá chơi đùa với Triệu Tuần. Đối với vết thương của Kim xảo Dung, nàng cũng bày tỏ sự quan tâm một cách thỏa đáng, chuyện không nên hỏi thì giả vờ không biết, như thể nàng tới đây chỉ là để vấn an. Thái tử Phi vô cùng hài lòng với sự thức thời của nàng, cố tình chỉ điểm nàng vài câu. Mấy ngày trước quận Tây Nam vừa truyền tin thắng trận về, trình tướng quân liên tiếp lập công khiến Điện Hạ rất tán thưởng. Lăng Ngọc hiểu ngay, Thái tử Phi là đang nói với mình rằng Thái tử không hề quan tâm những tin đồn về trình thiệu đường ở bên ngoài, vẫn giao cho chàng những nhiệm vụ quan trọng, còn rất hài lòng với những chiến công liên tiếp của chàng. Trong lòng nàng lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh, nụ cười trên mặt ngày càng chân thành, khéo léo đội ơn một phen, sau đó mới thản nhiên chuyển đề tài. Thái tử Phi thấy thế càng hài lòng hơn. Lăng Ngọc là một người thông minh nên không cần mình phải nhiều lời, kết giao với người như vậy quả thực rất thoải mái. Không biết hai đứa nhỏ dắt nhau đi đâu nghịch rồi, để ta sai người đi tìm chúng nó. Hai người nói về việc nhà khá lâu mà vẫn không thấy bé đá và triệu tuần quay lại, Thái tử Phi bèn nói. Bẩm nương nương, đại công tử và trình công tử đang ở chỗ Thái tử Điện Hạ ạ, à. có thị nữ vội vào bẩm báo. Thái tử Phi giật mình, rồi mỉm cười ngay. Ở chỗ Thái tử Điện Hạ thì tốt quá, có một đứa trẻ mạnh dạn như bé đá dẫn dắt biết đâu tuần nhi có thể hoạt bát hơn trước mặt phụ thân của nó nói về triệu uân sáng sớm nay hắn vừa vào cung thỉnh an thiên hy đế cũng hỏi thăm kỹ thái y về bệnh tình của ông ta có lẽ thiên hy đế biết mình không còn hy vọng phục hồi cộng thêm thời gian dài nằm bất động trên giường nên đã mất đi ý chí chiến đấu tuy tính tình vẫn thô bạo như cũ nhưng cuối cùng đã không còn ồn ào từ sáng đến tối như dạo trước tuy nhiên lệ phi chịu trách nhiệm chăm sóc thiên hy đế đã gầy đi trông thấy dẫu có trang điểm cũng không thể che giấu nổi vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt triệu ân cười lạnh giọng điệu trở nên nhẹ nhàng hơn thời gian này quả thực vất vả cho lệ phi nương nương rồi nhưng cô buộc lòng phải làm vậy ai bảo trong cung này không có ai biết chăm sóc người khác như lệ phi nương nương chứ nếu đổi người khác làm người bảo cô làm sao yên tâm được không dám nhận lời này của thái tử đây cũng là bổn phận của ta làm sao lệ phi không biết hắn cố tình nhắm vào mình nhưng tình thế bức người nay một mình hắn chuyên quyền người trong cùng ngoài cung đều không dám làm trái ý hắn bà đương nhiên cũng không phải ngoại lệ triệu ân hừ lạnh một tiếng không nói chuyện với bà nữa mà phất vạt áo về phủ nào ngơ vừa về đến phủ đã nhìn thấy tấu trương xin về đất phòng của tề vương hắn nhìn qua nội dung trên bản tấu nhấc bút phê quân phụ bệnh nặng ngươi lại xin đi đúng là bất hiếu xong xuôi hắn vứt bản tấu sang một bên hắn nhấp ngụm trà định đến thăm thái tử phi nào ngờ lại nghe thấy tiếng bẩm báo của thái giám hạ đức hải nói rằng trình phu nhân đang ở chính viện thỉnh an thái tử phi trình lăng thị kia gần đây thường xuyên đến phủ Hạ hắn cho mày hỏi cũng không hẳn là thường xuyên tới mà cứ cách một thời gian là lại tới thỉnh an một lần mỗi lần thái tử phi đều cho triệu kiến triệu ân gõ nhẹ lên bàn bỗng cười nhạt phụ nhân này đúng là giả hoạt còn biết sở trò phu nhân ngoại giao cơ đấy tên đầu gỗ như trình thiệu đường lấy được một nữ tử như vậy cũng không biết là may hay không may làm sao hắn không biết những tin đồn nhảm bên ngoài được thậm chí trên ngự án trong ngự thư phòng còn chất đầy sớ được gửi tới từ quận tây nam đó đều là những bản tấu buộc tội định viễn tướng quân trình thiệu đường coi rẻ mạng người thủ đoạn độc ác xin thái tử điện hạ nghiêm trị vân vân hắn cười diễu vứt chúng vào một xó một đám ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa xót xa dân chúng đến thế thì sao trước đó không làm đi sao còn chưa mắt nhìn bọn họ gánh chịu nỗi khổ của loạn phỉ nếu để hắn nói thì hắn sẽ nói là giết hay lắm điêu dân đáng chết nhưng trình thiệu đường đúng là khiến hắn phải nhìn với cắp mắt khác xưa hắn ta thật sự đã giết hết toàn bộ ư hắn cứ cảm thấy không đáng tin lắm triệu ân nhanh chóng quẳng chuyện này sang một bên dù sao đám đạo đức giả kia cũng chỉ biết nói xuồng nếu không biết điều mà làm ầm lên hắn chém một hai tên để giết gà dọa khỉ là xong đoán chừng sẽ lắng xuống ngay thôi nàng ta đang ở đây cô cũng không tiện qua đó sai người bảo nhà bếp chuẩn bị mấy đột nhiên hắn cảm thấy dạ dày trống rỗng ban đầu định sai hạ nhân mang chút điểm tâm lên nhưng không biết vì sao mà hắn lại nhớ đến những lời bé đá trêu chọc mình ngày đó chủ đề đột nhiên thay đổi sai nhà bếp nướng mấy củ khoai lên đây hạ đức hải ngây ra không dám tin những gì mình vừa nghe thấy nướng mấy củ khoai lên đây còn ngây ra đó làm gì chẳng lẽ đường đường là phủ thái tử mà ta không ăn nổi mấy củ khoai sao triệu Ân bất mãn chừng mắt với hắn hạ đức hải vội hoàn hồn khom người nói nô tài đi phân phó ngay đi ra khỏi cửa phòng hắn bắt đầu cảm thấy bối rối thân thể thái tử điện hạ vô cùng quý giá sao có thể ăn thứ kia được chứ nhưng sao tự dưng ngài ấy lại nhắc đến nó thôi kệ thôi kệ chủ tử đã có lệnh kẻ làm nô tài như hắn nhận lệnh làm việc là được còn về việc trong phủ có khoai lang hay không nếu không có thì phải nghĩ cách mua về còn những việc khác hắn không nên bận tâm nghĩ đến đây hắn lập tức trở nên thản nhiên thong thả đi truyền chỉ thời gian này bé đá thường xuyên cùng mẹ tới phủ thái tử chơi cùng triệu tuần vui quên trời quên đất thái tử phi cũng không ngăn cản chúng chỉ bảo đám nha đầu trông nom cẩn thận còn lại cứ mặc chúng chạy nhảy nô đùa lúc này nó đang cùng triệu tuần hợp sức đuổi bắt con thỏ trắng vừa trốn thoát tiếng cười hi hi ha ha vang vọng khắp vườn khiến người ta nghe mà không nhịn được cười bỗng nhiên một mùi hương mê người sộc vào mũi của bé đá nó hít lấy hít để mắt lập tức sáng bừng lên là mùi khoai lang nướng đây mà ngay sau đó nó không bắt thỏ nữa cũng chẳng thèm để ý tới triệu tuần luôn đôi chân lập tức cất bước lần theo mùi hương mê người kia. Bé đá, để đi đâu thế, Triệu Tuần thấy nó bỗng nhiên bỏ chạy thì lập tức đuổi theo. Trong thư phòng, Triệu Uân nhìn chằm chằm vào củ khoai được cắt thành từng miếng đều đặn trên chiếc đĩa tinh xảo, một lát sau, hắn lấy đũa bạc gắp một miếng đưa vào miệng, sau đó dừng lại. Đối với người đã quen ăn sơn hào hải vị như hắn mà nói, đồ ăn này chỉ có thể miễn cưỡng coi là vừa miệng, chứ thật sự không biết nó ngon chỗ nào. Tiếng bước chân bình bịch vang lên dồn dập, xen lẫn với tiếng ngăn cản của thị vệ, hắn chào mày đang định hỏi xem kẻ nào to gan đến mức dám náo động chỗ của hắn thì trông thấy một bóng người nhỏ bé đang luồn qua đám thị vệ chặn ngoài cửa để chui vào gương mặt đỏ bừng cặp mắt sáng ngời cũng không biết có phải ảo giác của hắn hay không hình như hắn còn nhìn thấy nó đang quệt nước miếng thằng nhóc này to gan thật đấy vậy mà dám tự tiện xông vào thư phòng của cô hắn lập tức sầm mặt xuống quát điện hạ vạn an bé đá vẫn nhớ phải làm lễ với hắn các thị vệ thấy hắn không có vẻ là tức giận nghĩ một lát rồi lui ra nhóc tới đây làm gì ai cho nhóc mượn lá gan mà dám tự tiện xông vào thư phòng của cô mi nhìn cô làm gì nước miếng sắp rớt xuống rồi kia kìa bẩn chết mất cách xa cô ra bé đá cười hề hề cất bước về phía hắn bàn thay mũm mĩm chỉ vào đĩa sứ trước mặt hắn và nói khoai lang triệu ân lập tức vỡ lẽ khẽ hừ một tiếng phất tay với nó tỏ ý ghét bỏ đi mau đi nếu dám chảy nước miếng làm bẩn áo khoác của cô cô nướng mi lên ăn đó vừa nói hắn vừa cầm đũa gắp một miếng bỏ vào miệng hình như mùi vị quả thực không tồi ở ngoài phòng triệu tuần do dự nhấc chân lên như thể muốn tiến vào nhưng vì sợ hãi mà cuối cùng vẫn rụt về đại công tử không vào sao thị vệ ngoài cửa không nhịn được mà hỏi không 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 vào triệu tuần lắp bắp nói thị vệ cố gắng khuyên cậu vài câu nhưng thằng nhỏ vẫn sợ đến nỗi co giò bỏ chạy thấy bóng dáng bé nhỏ chẳng mấy chốc đã biến mất khỏi tầm mắt hắn lắc đầu nghĩ đến thằng nhóc gan to tay trời trong phòng kia mà nghĩ bụng ai không biết còn tưởng hai người trong phòng mới là phụ tử ấy chứ. Tạ chắc phi đúng là tạo nghiệp mà, sao có thể nuôi dạy một đứa bé ngoan ngoãn trở nên hèn nhát như vậy. Thấy nhi tử lại lần nữa bị thị vệ xách về, nụ cười trên mặt lăng ngọc lập tức cứng đờ. Khi thị vệ cố gắng nhịn cười để kể lại đầu đuôi mọi chuyện, nàng lung túng xấu hổ đến nỗi chỉ muốn đào một cái lỗ để chui vào. Cho nên, nhi tử của nàng bị mấy miếng khoai lang hút hồn, ngước mắt nhìn chằm chằm thái tử điện hạ, chảy nước miếng nửa ngày trời. Thái tử phi cảm thấy buồn cười khi trông thấy khuôn mặt hổ thẹn của Lăng Ngọc và vẻ mặt hồn nhiên vô tội của bé Đá, cuối cùng vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng. Lăng Ngọc lẩm bẩm nói, "Mọi khi, mọi khi nó ở nhà không phải như vậy đâu, có lẽ, có lẽ, có lẽ hôm nay ra ngoài sớm quá, nó, nó đói, đói quá." Nói đến câu cuối cùng, đừng nói là người khác, đến cả bản thân nàng cũng cảm thấy lý do này hết sức khiên cưỡng. Thái tử phi phải mất một lúc mới nhịn được cười, thấy Triệu Tuần nhét miếng bánh hoa quế trên tay mình cho bé Đá. Gia vẻ tình bạn thắm thiết để đói thì ăn trước đi khoe môi nàng không khỏi cong lên một lúc sau mới thở nhẹ một tiếng tình tình của đứa trẻ tuần nhi này cũng tốt mỗi người đều có cách sống của mình thái tử không phải người cha của gia đình dân chúng bình thường nó cũng không phải con cái của gia đình bình thường khuôn phép giữa phụ tử huynh đệ trong hoàng thất là điều trước nay không tránh khỏi nếu đã hưởng thụ vinh hoa phú quý của thiên gia thì cũng đừng nên nghĩ tới hạnh phúc gia đình của người thường nữa huống chi tuy đứa bé này hơi nhát gan nhưng được cái ngoan ngoãn nghe lời khiến người ta bớt lo nghĩ. Lăng Ngọc sụ mặt dẫn bé đá về nhà, nàng không nói một lời phạt nó đứng giữa phòng không được phép chạy lung tung, thằng nhóc ấm ức bĩu môi, nhìn Vương Thị bằng ánh mắt đáng thương để cầu cứu. Vương Thị đau lòng không thôi, đang định tiến lên xin sỏ cho cháu trai thì Lăng Ngọc đã ngăn bà lại, mẹ, người đừng nói giúp nó gì cả, nếu lần này con không dạy dỗ nó. Sau này không biết nó sẽ gây ra họa gì, đến lúc đó lại liên lụy cả nhà, con mà chết cũng không cách nào đối mặt với liệt tổ liệt tông nhà họ trình vương thị nghe nàng nói nghiêm trọng như vậy thì chỉ đành nuốt những lời định khuyên xuống một lúc lâu sau mới ấp úng nói nó mới chỉ là một đứa trẻ có thể gây ra họa gì chứ con nói vậy có phải hơi quá rồi không lăng ngọc lắc đầu mẹ người nghĩ hôm nay nó tự tiện xông vào đâu nó đã tự tiện xông vào thư phòng của thái tử điện hạ đó giờ nó còn bé thái tử điện hạ đương nhiên sẽ không nghi ngờ nó nhưng ngộ nhỡ sau này bị người cố tình lợi dụng ngay cả thư phòng của nam tử nhà bình thường cũng sẽ có ít nhiều các loại thư từ bí mật quan trọng đừng nói là chữ quân của một nước. Hiện giờ hắn lại đang trưởng quản chính sự, cho nên không cần nghĩ cũng biết trong thư phòng có rất nhiều văn kiện cơ mật. Mặc dù Vương Thị chỉ là phụ nhân nhà nông, nhưng bà cũng biết tính quan trọng của thư phòng. Vừa nghe nàng nói vậy sắc mặt bà đã thay đổi, đến cả Trình Thiệu An định tới giúp cháu trai lúc này cũng không dám nói gì nữa. Bé đa ấm ức nói, đó là chỗ của Điện Hạ, có phải người khác đâu. Ngay trước lần nào Điện Hạ cũng dẫn nó tới đó, mời nó năn rất nhiều rất nhiều điểm tâm ngon. Đúng, đó là chỗ của Điện Hạ, chứ không phải của con, không được sự đồng ý của chủ nhà, sao con có thể tự ý xông vào hả? Nếu mẹ chưa hỏi ý con mà đã tặng ngựa của con cho bé mập nhà bà Vương thì con có vui không? Không được, không thể cho bé mập được, đó là ngựa của con, của con mà. Bé đá vừa nghe đã quính lên, chỉ sợ mẹ sẽ tặng con ngựa nhỏ của mình cho bé mập nên lớn tiếng nói. Nguyên tắc giống nhau, nếu không phải đồ của mình thì không được tự tiện động vào. Đứa bé biết lễ nghĩa sẽ không tự ý xông vào chỗ của người khác nếu không có lời mời của chủ nhân, lăng ngọc nghiêm mặt dạy dỗ bé đá sụt xịt mũi cúi đầu dầu dĩ đáp con biết rồi ạ à? lăng ngọc hơi xót con tự nàng cũng biết sự tùy ý của con ở phủ thái tử phần lớn đều là vì thái độ ngầm đồng ý của thái tử cùng với sự chăm sóc của các thi vệ trong phủ nếu không một thằng nhóc loát chót như nó làm sao có thể xông vào thư phòng dưới sự canh gác chặt chẽ của các thị vệ từ đó có thể nhìn ra thái tử đối xử rất tốt với thằng bé tuy nàng không biết vì sao hai người có tình tình hoàn toàn khác nhau tranh lệch tuổi tác lớn như vậy lại có thể chung đụng với nhau, nhưng điều này không phải chuyện xấu, cho nên lúc đầu nàng cũng không ngăn cản. Thế nhưng, hôm nay Nhi Tử lại vô hình chung bị chiều đến mức mất hết chừng mực nên có, sự tùy tiện trong phủ thái tử chẳng kém gì ở nhà của mình. Phải biết rằng, vị đó là lão hổ dung mãnh, chứ không phải bé mèo được nuôi trong nhà, hơn nữa người ta cũng nói gần vua như gần hổ. Lần này hắn quả thực không để tâm, thậm chí sẽ cảm thấy bé đá sợ hãi hắn là một chuyện thú vị, nhưng sau này, một khi hắn thay đổi thái độ, những điều tùy ý và tự tại này sẽ trở thành nhược điểm lớn nhất là tội danh không thể tha thứ được dẫu không phải vì lý do này thì một nơi quan trọng như thư phòng cũng không phải là nơi để một đứa trẻ như bé đá có thể tùy tiện xông vào nếu bị ai có ý đồ để mắt tới lợi dụng nó bỏ những thứ không nên xuất hiện vào lỡ như gặp phải phiền toái lớn chỉ sợ chẳng ai cứu nổi nó sự coi trọng của thái tử là ân huệ vô cùng to lớn bé đá còn nhỏ tuổi ở trước mặt người dung túng nó càng trở nên càn quất hơn nhưng nàng là mẫu thân của nó nên không thể thản nhiên chấp nhận điều này được. Còn nữa, chỉ là mấy miếng khoang mà đã khiến con bất chấp đi theo, sau này ra ngoài, nếu có kẻ xấu lấy đồ ăn ngon ra dụ con đi, có phải con cũng đi theo người ta không? Nghĩ đến chuyện khác, sắc mặt nàng càng nặng nề hơn. Thằng nhóc tham ăn không phải chuyện xấu, nhưng không thể đánh mất sự thận trọng nên có. Bé đá lẩm bẩm, đấy cũng đâu phải người xấu, là hạ công công của điện hạ mà. Lăng Ngọc bị nó làm cho nghẹn họng, đau đầu dây thái dương thằng nhóc này đúng là bé đá trung quy vẫn là đứa trẻ thông minh vừa thấy dáng vẻ này của mẫu thân đã ngoan ngoãn sáp lại gần Ống ẹo nói bé đá nhớ rồi ạ à, không đi theo người lạ không tự tiện vào phòng của người khác càng không tùy tiện cầm đồ của người khác đưa vương thị rốt cuộc vẫn thương cháu mình vừa nghe cháu nói vậy đã lập tức phụ họa theo đúng 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 bé đá nói đúng đấy quả nhiên đều nhớ hết những lời bình thường cha mẹ dạy trong lòng rồi sau đó quay sang lấy lòng lăng ngọc con dâu cả à con nó cũng biết sai cũng đã ghi tạc những lời con dạy trong lòng rồi vậy là coi như xong rồi nhỉ con xem nó đựng lâu vậy rồi chân run hết lên rồi kìa phải đấy đại tẩu bé đá giàu gì vẫn còn nhỏ có thể từ từ dạy bảo hơn nữa nó cũng đã biết sai rồi sau này nhất định sẽ không tái phạm nữa trình thiệu an vội nói lăng ngọc rất bất lực thì ra cả nhà đều vào vai người tốt mỗi mình nàng là vai phản diện bé đá nhạy cảm phát hiện ra thái độ của mẹ mình đã dịu đi lập tức ôm lấy nàng làm cọ cọ làm nũng tiếng gọi mẹ ngọt như trộn mật mặt lăng ngọc cũng không còn xa sầm nữa nàng bực bội nhéo mặt nó một cái cũng chẳng biết học ai mà tinh quái như thế nhất là cái miệng này đặc biệt giỏi dỗ dành người khác làm cho người ta yêu thương nó như tâm can bé đá biết mẫu thân nó đã không còn tức giận nữa cười hề hề dụi khuôn mặt tròn trịa phúng phính vào lòng bàn tay của nàng ra chiều mẹ thích véo thế nào thì véo con cho mẹ véo đấy khiến vương thị và trình thiệu an thấy mà không khỏi phì cười dựa theo quy củ mai là ngày tân nương tử về nhà lại mặt nhưng nhà ngoại của dương tố vấn đã không còn người thân nào nữa mà lăng ngọc vẫn luôn được coi là người nhà ngoại thân thiết nhất của dương tố vấn hơn nữa nàng vẫn luôn sống ở chỗ lăng ngọc trước khi xuất giá cho nên lăng đại xuân quyết định rằng ngày lại mặt sẽ đến phủ định viễn tướng quân lăng ngọc vô cùng hoan nghênh việc này dù sao nàng cũng rất lo lắng cho cuộc sống sau tân hôn của đôi phu phụ này lúc này nàng đang chuẩn bị quà mừng cho phu phụ lăng đại xuân vào ngày mai nàng lục lọi nhà kho hồi lâu mới tìm được món quà vừa ý sau khi làm xong mọi việc nàng cầm đồ theo làm quần áo mới cho bé đá. Trần ma ma ngồi xuống cạnh nàng, giúp nàng sắp xếp lại chỉ thêu. Có vài lời lão nô không biết có nên nói hay không. Một lúc sau, Trần ma ma bỗng nhỏ giọng nói. Lăng Ngọc dừng tay lại, mỉm cười nhìn bà đáp, ma ma có gì cứ nói, không sao cả. Hôm nay lão nô đã nghe những lời phu nhân dạy bảo tiểu công tử. Phu nhân hành sự cẩn thận, không tự mãn vì được quý nhân yêu ái mà đánh mất phương hướng, như vậy là rất tốt. Nhưng mà, ta lại cho rằng trong chuyện của tiểu công tử và điện hạ phu nhân có hơi uốn nắn quá tay sao ma ma lại nghĩ vậy lăng ngọc tò mò hỏi thái tử điện hạ vừa ra đời đã tôn quý hơn những hoàng tử khác ngài ấy là đích tử duy nhất của nguyên hậu và cũng là đích trưởng tử của bệ hạ với thân phận như vậy nên bệ hạ đối xử với ngài ấy không giống những hoàng tử khác trong cung nào có ai không cẩn thận dè dặt hầu hạ ngài ấy tính tình ngài ấy lạnh nhạt không thân cận với ai ngoại trừ bệ hạ và tiên hoàng hậu hơn nữa vì khí thế nghiêm nghị trời sinh cộng thêm xuất thân tôn quý không gì sánh được nên cũng không có ai dám chủ động tới gần ngài ấy như lão nô thấy điện hạ từ một cục bột nhỏ bé trở thành một người có thể độc lập quản lý đại sự trong triều như ngày nay cũng chỉ có mình tiểu công tử gan dạ mới dám tiếp cận ngài ấy lão nô nghĩ rằng có lẽ điện hạ cũng cảm thấy mới mẻ thú vị hơn nữa tiểu công tử lại có tính tình hoạt bát lanh lợi như thế nên cực kỳ khiến người ta yêu thích hai người một lớn một nhỏ thân thiết với nhau cũng không có gì là lạ nếu phu nhân cưỡng ép ngăn cấm Khiến tiểu công tử và điện hạ trở nên xa cách, ngược lại không hay. Đúng như những lời phu nhân nói, quan hệ của hai người họ vẫn phải nói đến phép tắc, chúng ta không thể đắc chí vì được điện hạ biệt đãi mà dẫn tới mất đi chừng mực. Thế cho nên, mức độ này phải được nắm bắt cẩn thận. Lăng Ngọc Trầm Tư suy nghĩ, nàng nghĩ đi nghĩ lại những lời bà nói, đồng thời nàng cũng biết, bà có thể nói như vậy chứng tỏ rằng bà thực sự đang suy nghĩ cho mình, vì thế nàng cảm kích nói, "Mama nói có ý, ta vẫn cần cân nhắc thêm chút nữa." trần ma ma cũng không ngờ nàng sẽ lắng nghe ý kiến của mình thời gian sống trong phủ đã giúp bà nhìn ra được tuy trình phu nhân này còn trẻ nhưng rất là người rất có chủ kiến nàng cũng sẽ tiếp thu những ý kiến của người khác nhưng chưa chắc sẽ hoàn toàn nghe theo nhất định phải suy xét một hồi mới đưa ra quyết định chủ tử như vậy rất tốt chịu tiếp thu ý kiến của người khác nhưng vẫn có chủ kiến của mình không dễ bị người ta dắt mũi đêm đến lăng ngọc thay cho nhi tử bộ quần áo sạch sẽ nhìn thằng nhỏ được tắm rửa thơm phức đang vui vẻ lăn lộn trên giường của nàng cười hê hê ngỏ ý tối nay nó muốn ngủ với mẹ nàng cười đồng ý bé đá vui đến nỗi lộn nhào mấy cái làm cho hai thị nữ phục linh và thanh đại che miệng cười khúc khích khi hai mẹ con nằm xuống giường lăng ngọc không kể chuyện cho con như mỗi tối mà lại hỏi nó bé đá thích điện hạ sao thích ạ à, bé đá nghịch tay áo của mẹ trả lời trôi chảy điện hạ đối xử tố với bé đá không lăng ngọc lại hỏi Ừm, bé đá nhăn đôi mày nhỏ trông có vẻ phiền não một lúc sau mới gượng gạo đáp tốt bình thường ạ à. Thế nào là tốt bình thường, Lăng Ngọc không hiểu cách nghĩ của thằng nhỏ. Thì chính là, chính là không tốt bằng cha và mẹ. Thằng nhỏ ôm lấy cổ nàng làm nũng, giống như chú chó nhỏ cọ lên người nàng. Lăng Ngọc bị nó cọ đến nhột, song trong lòng lại đưa ra quyết định. Bất cứ lúc nào cũng không được để mất tôn ti lễ tiết, quy củ nên có vẫn phải tuân thủ, ngoài những điều này ra, nàng sẽ không can thiệp vào quan hệ của nhi tử và Triệu Uyên nữa. Dẫu sao, nếu bé đá luôn có thể được người đó coi trọng, đối với nó mà nói cũng là việc có lợi nàng không có lý do gì phải ngăn cấm cả. Ngày Dương Tố vấn về lại mặt, Lăng Ngọc dậy từ sáng sớm, nhìn hạ nhân trong phủ chuẩn bị đón tiếp đôi phu phụ đâu vào đấy, nàng kiên nhẫn cùng Vương thị ăn sáng. Nhìn bé đá ăn sáng xong thì tốt đi xem ngựa nhỏ của nó, rồi nàng dặn Trình Thiệu An đang đi theo sau trong chừng nó cẩn thận. Ta thấy từ lúc Thiệu An lên kinh thành đến nay trông có vẻ cười mở hơn rất nhiều, lòng ta cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tiếng thưa vâng của Trình Thiệu An từ phía xa truyền đến, Vương thị cảm thán nói: "Con người luôn phải hướng về phía trước, mấy năm qua cũng đủ để người ta lãng quên những ký ức không vui mẹ người đừng lo lắng quá nhiều đợi thời gian tới thiệu đường trở về chúng ta sẽ nhờ người giới thiệu cô nương tốt cho thiệu an sau khi lấy tân nương về đệ ấy sẽ toàn tâm toàn ý sống một cuộc sống tốt đẹp hơn lăng ngọc an ủi nói con nói đúng chuyện đã qua lâu như vậy rồi nhân lúc nó còn trẻ thì phải mau chóng cưới vợ thôi mắt vương thị sáng lên cảm thấy chú ý này vô cùng tốt có người mới rồi ai còn nhớ tới người cũ chứ không biết biểu cô kim ra dạo này thế nào ạ à? lăng ngọc bất giác nhớ đến tôn thị dưỡng mẫu của kim xảo dung chẳng lẽ con không nhận được bức thư năm ngoái ta nhờ người đưa tới cho con sao vương thị ngạc nhiên hỏi thư thư nào ạ à? con chưa từng nhận được lá thư của mọi người gửi tới lăng ngọc hết sức bất ngờ thế chắc là bị mất trên đường đi rồi cũng không có việc gì quan trọng lắm chẳng qua ta sợ các con lo lắng nên nói chút chuyện trong nhà biểu cô kim gia của con năm kia lâm bệnh nặng chạy chữa gần một năm thì tháng 3 năm ngoái qua đời bà ấy cũng là người đáng thương vương thị thở dài não nề lăng ngọc ngây ngẩn cả người suy nghĩ một chút kiếp trước tôn thị cũng qua đời vào khoảng thời gian này không ngờ kiếp này vẫn như vậy nàng nhất thời có chút thổn thức không biết kim xảo dung trong phủ thái tử sau khi hay tin dưỡng mẫu qua đời sẽ có cảm xúc gì hai nàng nên hỏi là nàng ta có còn nhớ dưỡng mẫu từng ngậm đắng nuốt cay nuôi nàng ta khôn lớn không trong lúc hai mẹ con đang nói chuyện thì lăng đại xuân và dương tố vấn đến nhìn đôi trai tày gái sắc sắt tay đi tới nhất là dạng hoa đào ửng hồng trên khuôn mặt của Dương Tố Vấn, Lăng Ngọc lập tức vứt chuyện của Tôn Thị ra sau đầu, vội vàng tiến lên nghênh đón. Đại Xuân Ca có đối xử tốt với muội không? Lúc chỉ có hai người, nàng cố nhịn cười mà khẽ hỏi. Dương Tố Vấn lập tức đỏ bừng cả mặt, nói ly nhí như tiếng mũi, cũng tốt ạ. À. Ngoại trừ việc mỗi đêm chàng khiến nàng không chịu nổi ra, những lúc khác đều rất tốt, đương nhiên, cha mẹ chồng cũng đối xử với nàng rất tốt. Nàng cứ tưởng rằng sau khi cha mẹ qua đời, kiếp này của mình có lẽ sẽ chỉ quay cuồng trong việc trục lại hồi xuân đường không ngờ chỉ trong vài năm ngắn ngủi nàng chẳng nhưng chụp được hồi xuân đường mà còn mở được cả cửa tiệm kiếm được rất nhiều tiền thậm chí còn xuất giá gả cho một người đối xử với nàng rất tốt cũng rất xấu xa ngọc tỷ đa tạ tỷ nếu năm đó không có tỷ e rằng cũng không có muội của ngày hôm nay nàng bỗng nắm lấy tay của lăng ngọc khuôn mặt chân thành tha thiết lăng ngọc giật mình sau đó nắm lại tay của nàng ấy nói giữa ta và muội còn nói những lời này làm gì hơn nữa, suy cho cùng không biết ai phải cảm ơn ai đâu. Nếu không quen biết Dương Tố Vấn, đoán chừng kiếp này của nàng vẫn đang vắt hết óc làm vài việc buôn bán nhỏ để kiếm chút tiền. Không giống như bây giờ, cả nhà đều dọn tới kinh thành, không phải lo lắng quá nhiều về việc kiếm sống. Dương Tố Vấn hiểu ý của nàng, cuối cùng cúi đầu bật cười, đúng ha, giữa tỷ và muội cần gì phải tạ tới tạ lui, làm thế lại xa cách quá. Tên họ hàng xa của quách đại nhân lần trước định lấy danh nghĩa của lỗ vương để cách một thời gian đến cửa tiệm chúng ta thu tiền lời, Kỳ còn nhớ không hôm qua hắn lại đến lần này hắn định dựa hơi quách đại nhân để làm thân với chúng ta dương tố vấn không giấu được vẻ khinh thường lăng ngọc hơi bất ngờ quách đại nhân đã về kinh rồi ư về kinh rồi nhưng vì bị lỗ vương liên lụy mà dòng họ của ngài ấy có không ít người bị thái tử điện hạ thu hồi chức quan may mà lúc lỗ vương mưu phản quách đại nhân ở huyện thanh hà xa xôi không tham gia vào việc của lỗ vương nên mới bảo vệ được bản thân đây cũng coi như trong cái rủi có cái may lúc này hai người đang cảm thấy may mắn cho quách kỳ thì trên chiều lại có quan viên ở trước mặt văn võ bá quan lên án kịch liệt sự tàn bạo của Định Viễn tướng quân, nói chàng không quan tâm đến tính mạng của dân chúng, tùy ý giết chóc, khiến cho dân chúng ở quận Tây Nam kêu than phẫn nộ. Triệu Ân ngồi trên cao, ngón tay phải vẽ vòng tròn trên tay ghế, yên lặng lắng nghe người nọ hùng hồn vạch tội, cuối cùng hắn ta còn trịnh trọng quỳ xuống yêu cầu Triệu Ân xử trí trình Thiệu Đường thật nặng. Lập tức thu hồi binh quyền của chàng, nhanh chóng áp giải chàng về kinh, giao cho đại lý tự điều tra định tội, cho người trong thiên hạ một lời giải thích chẳng mấy chốc có một số quan viên đã tán thành đề nghị này cuối cùng triệu Ân ngước mắt lên thản nhiên liếc nhìn những quan viên đang quỳ trên đất chờ lệnh kia hắn từ tốn hỏi những dân chúng vô tội chết oan mà các ngươi nói kia không có ai là chưa từng tham gia hành vi độc ác như giết người cướp của đốt nhà trình thiệu đường giết bọn chúng thì sao chứ điện hạ nói vậy là sai rồi những người đó cũng chỉ bất đắc dĩ mới phải làm vậy tội không đáng chết đâu đến nỗi phải trả giá bằng cả tính mạng bất đắc dĩ nên mới làm vậy vì bất đắc dĩ cho nên bọn chúng có thể nối giáo cho giặc, có thể cướp tài vật của người khác sao? Nếu cô tha thứ cho những người có hành vi bất đắc dĩ đó, thì thật không công bằng cho những dân chúng dẫu lâm vào cảnh bất đắc dĩ nhưng vẫn giữ vững bổn phận, Triệu Ân điểm nhiên nói. Hơn nữa, cô làm việc, vì sao phải giải thích cho người trong thiên hạ? Các quan viên vừa nghe hắn nói vậy đã biết ngay Thái tử Điện Hạ đang ủng hộ định viễn tướng quân. Họ nhanh chóng nổi tâm tư riêng, những quan viên vốn định bước ra lên tiếng ủng hộ, lúc này cũng bất giác thu chân về. Theo như cô thấy, lần này định viễn tướng quân làm rất tốt loạn thần tặc tử ai cũng có thể giết còn bạo dân loạn đảng đương nhiên cũng không phải ngoại lệ thái tử nói ra một câu như vậy lập tức khiến vô số người hết hy vọng nhưng cũng làm cho một bộ phận khác này ra chú ý khác còn một chuyện nữa vì phụ hoàng lâm bệnh nặng hai bị hoàng để tạm thời ở lại trong kinh đợi phụ hoàng hết bệnh hãng lên kế hoạch khác vì vậy cô sẽ sắp xếp quan viên tiếp quan mọi việc ở đất phong của hai vị hoàng tử hai vị không cần lo lắng vừa nói dứt câu ánh mắt của các quan viên đều đổ dồn lên người Hàn Vương và Tề Vương, nhất là Tề Vương, đa số mọi người đều nhìn về phía hắn. Có ai không biết trước đó Tề Vương đã dâng sớ xin về đất phong, nhưng lại bị thái tử trả về với lý do là bất hiếu, tin này vừa loan ra đã khiến Tề Vương mất sạch mặt mũi. Dẫu sao, gánh chịu tội danh bất hiếu cũng không phải chuyện thoải mái gì, đặc biệt là với một Tề Vương xưa nay nức tiếng khoan dung nhân hậu mà nói. Nó chẳng khác gì việc hắn bị giáng một cái tát trước mặt bàn dân thiên hạ. Hàn Vương cũng đã nghĩ đến việc này, nhưng từ ngày được phong vương đến nay hắn chưa từng rời khỏi kinh thành cũng chưa từng đặt chân vào đất phong của mình cho nên hắn cũng không có quá nhiều cảm tình tề vương cảm thấy trong lòng như lửa đốt cảm giác được ánh mắt của đám quần thần khiến hắn càng khó chịu hơn suy nghĩ muốn rời khỏi nơi này càng ngày càng mạnh mẽ triệu ân chẳng quan tâm bọn họ nghĩ thế nào dù sao hai người này nhất định phải sống dưới tầm mắt của hắn muốn rời khỏi kinh thành để ra ngoài bồi dưỡng thế lực sao thế cũng phải xem hắn có đồng ý hay không đã tề vương sầm mặt trở về vương phủ vội vàng gọi án ly và đám mưu sĩ thân tín tới thương lượng kế hoạch tiếp theo án ly không quá bất ngờ với kết quả này nhưng vẫn không nhịn được mà thở dài thái tử phái người tiếp quản thành trường lạc thuộc hạ tin rằng sự tạm thời này sẽ dần biến thành mãi mãi sau này muốn lấy lại nhất định không phải chuyện dễ dàng vậy theo ý của tiên sinh bản vương còn có cách nào khác để rời khỏi trốn thị phi như kinh thành này không tề vương vội gặng hỏi nếu muốn rời đi thật ra cũng không phải không có cách tuy hiện giờ thái tử quản lý chính sự nhưng trung quy vẫn không phải danh chính ngôn thuận tất cả ý chỉ và mệnh lệnh đều phải nhân danh bệ hạ ban hành án ly vuốt tròm dâu hoa dâm của mình từ tốn nói tề vương không phải kẻ ngu ngốc vừa nghe lời này thì hai mắt đã đột nhiên bừng sáng ý của tiên sinh là chúng ta có thể xuống tay từ chỗ phụ hoàng nếu được sự đồng ý của phụ hoàng dù thái tử có không bằng lòng thì cũng chẳng làm gì được chúng ta án ly gật đầu đúng vậy thế nhưng nay phụ hoàng bệnh nặng như thế trong cung đều là người của thái tử đây nào phải chuyện dễ dàng gì tề vương lại do dự chẳng lẽ điện hạ quên mất lệ phi nương nương rồi ư hiện tại nương nương đang chăm sóc bệ hạ e rằng trong cung không ai có nhiều cơ hội tiếp xúc với bệ hạ bằng nương nương án ly nhắc nhở tề vương bừng tỉnh khuôn mặt lập tức hiện lên vẻ mừng rỡ là bản vương hồ đồ rồi hết phần bảy